Tiên đạo quỷ dị tập 13 và tập 14, Thần Thông, Thanh và Khâu Thuyết Minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trời ơi, quên mất, hôm nay là ngày Chủ nhật, bác sĩ hậu nghỉ rồi, ngày mai có được không? Người chưa ta hả? Lý Hỏa Vượng bắt đầu cảm thấy chán ghét vị y tá vương này rồi. Này này, ta nào dám trêu ngươi chứ? Mẹ ngươi ghê gớm lắm, ai dám trêu con trai cưng của nàng chứ? Ta không muốn bị nàng thiếu lại đâu. Bác sĩ hậu không có ở đây thật, ngày mai ta nhất định sẽ chuyển lời tới bác sĩ. Đúng rồi, ngày mai ngươi có ở đây không? nghe bác sĩ nói chứng bệnh của ngươi vô cùng hiếm thấy thậm chí bọn họ còn muốn dùng tên của ngươi để đặt tên cho căn bệnh này nữa đó lý hỏa vượng im lặng nhắm mắt lại không muốn nghe tiếp trong những âm thanh làm nhàm liên hồi của đối phương lý hỏa vượng mơ màng ngủ thiếp đi chờ khi hắn tỉnh lại lần nữa thì phát hiện ra bản thân đã quay trở lại trên chiếc giường gỗ toàn thân bị xích trói chặt lại trên người có một chiếc chăn lúc này hắn mới thở phào nhẹn nhõm một hơi lý hỏa vượng nhìn bạch linh miểu ở bên cạnh dần dần gương mặt của nàng trùng lạp với dương na ảo giác thì mãi mãi cũng chỉ là ảo giác trải qua ảo giác lần này bản thân hắn nhất định phải quý trọng thực tại nhìn bạch linh miểu một hồi một suy nghĩ xuất hiện trong đầu lý hỏa vượng dương năng nghĩ tới chuyện đó liệu bạch linh miểu có từng nghĩ như vậy hay không trong ánh mắt chăm chú của hắn cặp mi dài màu trắng của bạch linh miểu chớp chớp chậm rãi mở mắt ra khi thấy hai mắt lý hỏa vượng đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo bạch linh miểu mỉm cười nói lý sư huynh bây giờ mới là canh bốn thôi ta sẽ tháo xích ra cho ngươi ngươi ngủ thêm một lúc đi sau khi nói xong nàng hất chăn trên người lý hỏa vượng ra bận rộn một hồi nhìn gương mặt gần ngay trước mắt mình lý hỏa vượng đột nhiên lên tiếng hỏi có phải hôm nay ngươi rất muốn được như vị tân nương tử kia không gương mặt bạch linh miểu đỏ ửng cho dù ngượng ngùng nhưng nàng không hề giả vờ phủ nhận chuyện này ừm ta rất hâm mộ nàng ấy lý sư huynh đợi khi đến nhà ta ngươi sẽ lấy ta chứ ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ nghe được đời này lý hỏa vượng đưa đầu tới nhẹ nhàng thơm lên mờ môi mềm mại của nàng hiển nhiên là bạch linh miểu rất ngạc nhiên trước hành động của lý hỏa vượng nàng sững sờ nguyên tại chỗ không làm ra được bất kỳ phản ứng gì lý hỏa vượng ngồi dậy duỗi tay kéo đối phương vào trong chiếc chăn ấm áp ngày hôm nay lý hỏa vượng dậy rất muộn trong làng có giếng hơn nữa trong nhà đất có bếp lửa chỉ cần đặt nồi lên trên kiềng là có thể ở được cuối cùng thì hắn cũng có thể ăn một bữa cơm nóng hổi đúng giờ uống một ngụm canh rau dại lại ăn một miếng bàn thầu ngũ cốc lý hỏa vượng sung sướng tột độ cảm thấy dường như bong bóng nước ở trong miệng mình cũng đã nhỏ lại hơn nhiều nuốt hết thức ăn ở trong miệng lý hỏa vượng ngẩng đầu lên hỏi cao trí kiên gác đêm hôm qua đêm qua không có ai tới dò sách chứ hả không không có có bất bất kỳ ai cả lý hỏa vượng liếc nhìn chiếc màn thầu ở dưới mặt bàn vẫn nguyên vẹn như trước hắn nghĩ tới buổi tiệc cưới khá kỳ quái vào đêm hôm qua cho dù tạm thời vẫn không có điều gì khác lạ nhưng hắn vẫn cảm thấy ánh mắt của người đó có gì đó bất thường không rõ là bắt đầu từ khi nào hình như hắn có thể biết được hàm ý ẩn giấu trong ánh mắt người khác ánh mắt của người đàn ông đó chắc chắn không phải là hiếu kỳ bình thường đó là ánh mắt kiêng kỵ và cảnh giác hôm nay nghỉ ngơi một ngày sáng ngày mai tiếp tục lên đường chiều nay cậu oa đi vào trong làng kiếm ít lương khô lương thực ở trên xe không đủ mất rồi Cao Chí Kiên và Xuân Tiểu Mãn cũng đi cùng, chớ có sơ suất. Được, những chuyện nhỏ nhặt này ngài hãy cứ để tào tháo này đi. Lướt mắt nhìn, chỉ thấy Bạch Linh Miễu đang xì xào trò chuyện với Xuân Tiểu Mãn, Lý Hỏa Vượng không nói gì nữa, vui đầu ăn tiếp. Lý Hỏa Vượng có một buổi chiều rảnh rỗi, đây đúng là chuyện hiếm khi thấy được, hắn lấy hỏa áo chân kinh ra, bắt đầu tu luyện, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào tốt để tập trung thương cảm ở trong lòng cả. Khi hắn miễn cưỡng ngưng tụ những miếng sắp ong kia lại thành một miếng thì hắn nhạy bén phát hiện ra có người ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào nơi mình đang ở. Lý Hỏa Vượng vội cất hỏa áo chân kinh đi, khi mở cửa sổ ra thì chỉ nhìn thấy người thủ thôn gặp được đêm qua nước mũi chảy ròng ròng, đang đứng bên ngoài, cười ha hạ, là hắn, liệu có thể đào được thông tin gì từ trong miệng hắn hay không? Linh cảm lóe lên trong đầu Lý Hỏa Vượng, hắn vội xuống dưới nhà, lấy mấy cái bánh màn thầu ngũ cốc định để tối nay ăn ra, đi về phía người thủ thôn. Lý Hỏa Vượng lắc lư chiếc bánh màn thầu trước mặt hắn, hai mắt người kia lập tức nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, "Ta hỏi ngươi một việc, chỉ cần ngươi trả lời được thì ta sẽ cho ngươi chiếc màn thầu này, thế nào hả?" "Được." người thủ thôn đần độn vội gật đầu tên ngươi là gì không biết mẹ ta nói ta họ hoa rất tốt đây là màn thầu của ngươi khi thấy trả lời câu hỏi có thể đổi được màn thầu thật người thủ thôn họ hoa này mừng rơn nước mũi nổi bong bóng ta hỏi thêm một câu nữa nhé trong bữa tiệc ngày hôm qua người đàn ông gõ trên kia là ai vậy hắn làm gì hầu hầu lão nhị hắn là lính hầu lão đại cưới vợ nên hắn quay trở về làm lính tiểu từ kia là lính hậu thuộc sao như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn là người trong quan trường hắn tới thế giới này lâu như vậy rồi ngoài lính trấn thủ biên quan ra thì hắn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người nào trong quan trường lý hỏa vượng rất hoang mang đối với chuyện khi đối mặt với thế giới điên cuồng với đám tà ma khó lòng giải thích được kia thì người trong quan trường duy trì trật tự bằng cách nào giải quyết phiền phức bằng cách nào đối mặt với vấn đề này hoa đần độn không nói lời nào hắn chăm chú nhìn vào chiếc màn thầu trong tay lý hỏa vượng vừa nhận được chiếc màn thầu hắn lại nói tiếp ta không biết hắn là lính gì cả chỉ biết hắn đi làm lính hắn có một thanh thương sát rất lớn lớn lắm ta không thể xây dịch nổi nặng vô cùng Lý Hỏa Vượng khẽ nhíu mày, nhìn men theo con đường nhỏ, nhìn về phía con sư tử đá ở cửa hầu ra, hỏi, vậy giờ hắn ở đâu, hắn đi rồi, hầu lão đại cưới vợ xong thì hắn đi luôn, thấy người kia đã đi, Lý Hỏa Vượng cảm thấy yên tâm hơn một chút, mặc kệ là người kia có lai lịch như nào, chỉ cần không phải đám tà ma khiến người ta đau đầu kia là được, hơn nữa chắc hẳn sau này hắn cũng sẽ không gặp lại người đó nữa. Nếu như bản thân hắn đoán không sai vậy thì hiện giờ người cầm quyền đang phải sức đầu mẻ chán tìm nguyên nhân việc hư thối biến mất. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng hưng nghiêng người sang một bên, một giọng nói già nua từ phía sau truyền tới hàm nhi ở đây ăn gì của người ta vậy lý Hỏa vượng biết người tới là ai đó chính là phụ thân của tân lang tối qua chiếc mũ dưa hấu trên đầu và bộ quần áo lụa trên người vẫn chưa được cởi ra bái kiến lão trượng trời ơi đạo gia đã tới nhà của ta ăn tiệc rồi chớ có khách khí với ta như vậy cần gì phải xa lận thế chứ khi hai người nói chuyện với nhau người thủ thôn ở bên cạnh thấy không có màn thầu tiếp nữa thì quay người rời đi nhìn dõi theo bóng hình bẩn thỉu kia lý hỏa vượng hỏi lão nhân ở bên cạnh lão trượng người thủ thôn này luôn miệng nói hắn cản tai họa hắn ngăn cản được thật hả trước đây hắn có từng giúp các người cản tai họa chưa cho dù cao trí kiên chỉ nhắc qua chuyện này thế nhưng ở thế giới này bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra được ôi tai họa cái gì chứ nếu như có tai họa thật thì một kẻ đần độn như hắn có thể ngăn cản nổi hay sao hai năm gần đây bị hạn hán hắn cũng có ăn ít hơn đâu chẳng qua trong thôn đồn thổi như vậy để tránh cho một kẻ đần độn không người thân thích như hắn chết đói mà thôi ai sáng suốt chả nhìn ra được lão trượng nhân nghĩa nhân nghĩa gì đâu cơ chứ quy định từ thời tổ tiên truyền xuống mỗi thôn chỉ được nuôi một kẻ ngu đần, nhiều hơn thì cũng không có nhiều lương thực như vậy. Đạo gia này, các người áp tiêu có đi qua kế thành hay không vậy? Nghe thấy đối phương đột nhiên thay đổi sang chủ đề này, Lý Hỏa Vượng cảm thấy bất ngờ vô cùng. Xem ra đối phương tới đây không phải là tản bộ vô tình gặp được mà là có chủ đích, tới đây để tìm mình. Con gái của ta cũng ở đó, có thể truyền lời giúp ta được không? Không nói những chuyện khác, chỉ cần nói với nàng rằng em trai cả của nàng lấy vợ, trong nhà sắp sinh con trai rồi, cần bao nhiêu bạc cơ vậy? Lão trượng khách khí rồi, ta tới nhà ngươi ăn tiệc, vậy chính là khách của nhà ngươi rồi. chuyển một câu nói cho chủ nhà cần gì bạc cơ chứ. nghe lý hỏa vượng nói vậy, ông lão kia cũng không từ chối, nói địa chỉ nhà con gái cho hắn biết. sau khi ghi chép lại, lý hỏa vượng chợt nhớ tới một chuyện. con trai của ngươi vừa mới rời đi phải không? vì sao không bảo hắn chuyển lời? hắn cưỡi ngựa đi nhanh hơn đám người vận tiêu chúng ta nhiều. lão nhị phải trở về doanh trại, sao có thể đi gặp tỷ hắn được? hai ngày nghỉ này hắn cũng phải xin rất lâu đó. ôi, không biết là có phải sắp đánh trận hay không nữa. lão trưởng, con người có chức vụ gì ở trong doanh trại vậy? là quan lớn phải không hiển nhiên lời này của lý hỏa vượng đã gãi đúng chỗ ngứa của đối phương giọng nói của lão trượng này lớn hơn vài phần đắc ý khoe khoang rất đáng gờm đó hắn làm đoàn binh ở trong doanh trại đoàn binh đây là chức vị gì ôi chao không hiểu hả thật ra trước đó ta cũng không hiểu được đà lão nhị nói cho ta biết hắn nói đoàn binh chính là hộ vệ bên người đại tướng quân có hiểu cô đoàn binh giáp nhau trong sách không nó nghĩa là ở ngay cạnh hai bên tướng quân ngươi nói thử xem người bên cạnh đại tướng quân có thể là qua nhỏ được hay sao ngươi xem căn nhà rộng lớn của chúng ta cả chiếc xe bò với hai con sư tử đá ở cửa kia nữa tất cả đều nhờ con ta mà có được đó nghe ông lão này khoe khoang một hồi lý hỏa vượng dần dần hiểu được cuộc đời người thanh niên gõ chân kia nói ra thì trước đây hậu gia cũng không giàu có như vậy ngược lại họ nghèo khó vô cùng vài mẫu ruộng kém không thể nuôi đủ cả nhà bọn họ vậy nên hắn chỉ còn cách ra ngoài xin ăn nhưng lý hỏa vượng vẫn nghi ngờ đối với người được gọi là tướng quân ở trong lời hắn vì trong miệng của đối phương thì chỉ cần làm quan trong doanh trại thì đều là tướng quân ôi trước kia nào có được như bây giờ trong nhà không ăn không uống thậm chí quần cũng chỉ có một cái, ai ra ngoài thì mặc. Nghe đối phương thổn thức thuật lại, Lý Hỏa Vượng tùy ý phục họa, sau khi nói chuyện phía một hồi, cảm giác tự hào của ông lão đạt tới cực hạn, chắp tay sau lưng, cong eo đi về phía ngôi nhà có hai con sư tử đá ở trước cửa, nhìn dõi theo bóng lưng hắn rời đi, Lý Hỏa Vượng thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi, đã hiểu được nhiều điều như vậy, lòng cảnh giác của Lý Hỏa Vượng đối với hậu lão nhị gõ chân kia đã giảm bớt rất nhiều, cũng không phải là vì thân phận của hắn, mà là vì hắn đã đi thật rồi mặc kệ trong lòng hắn có suy nghĩ gì khác với bản thân hay không thì cũng không còn quá quan trọng nữa đúng lúc này lý hòa vượng thấy cậu oa mua lương thực đã trở về hắn bèn đi tới đón lý sư huynh mau nhìn xem ta mua được gì nữa một tấm bản đồ làm bằng da bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim không có bất cứ chuyện gì xảy ra vào buổi đêm cả mọi người ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức bọn họ lại bắt đầu khởi hành bánh xe chậm rãi lan trên mặt đất sa mạc xung quanh dần dần biến mất mặt đất dần trở lên chập trùng nhấp nhô các tảng đá đủ hình dáng kỳ lạ dần thay thế. Điểm tốt duy nhất ở nơi này đó chính là nhờ có núi đá che chắn nên đã không còn bão cát lớn như ở trên sa mạc, trên đường cũng xuất hiện một tí cỏ thấp màu nâu, đi đường này, sau đó đi theo hướng này, ngón tay Lý Hỏa Vượng chỉ trên tấm da cũ kỹ, cuối cùng ngừng lại trên ký hiệu từng thành. Nếu như đi không nhầm thì nơi này chính là kế thành, chỉ cần đến được nơi này, ngoài việc có thể giao tiêu xong thì hành trình tới hậu thuộc cũng đã đi được một nửa. Nơi này hình như nhỏ hơn hai quốc gia trước một chút, là một nước nhỏ. Khi Lý Hỏa Vượng đang cân nhắc những việc này, Hắn cảm thấy có ai đó kéo ống tay áo của mình, "Lý sư huynh, ngươi xem kia, phía trước có ai đó." Hắn vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng người đang đi đường ở phía xa xa, chờ khi hắn tới gần mới phát hiện ra đối phương là một ông lão dáng vẻ thư sinh, đang chống một cây gậy trúc, cho dù tuổi tác của ông lão này không nhỏ nhưng thân thể vô cùng nhanh nhẹn, trên lưng cõng một cái gùi trúc hình vuông nhưng không hề tỏ vẻ mệt mỏi gì cả. Tiếng vó ngựa khiến Kim Sơn Hoa quay đầu lại, khi hắn thấy một đám người đội mũ trùm đầu đen ở phía sau lưng đi tới thì vội vàng tránh sang phía bên cạnh, nhưng đường cho bọn họ tại sao những người này lại ăn mặc như vậy nhỉ đặc biệt là đạo nhân trẻ tuổi mặc áo bào đỏ kia trên mặt hắn còn treo một chuỗi tiền đồng che kín miệng và cầm nhìn qua thì không hề dễ chọc ta tránh sang thì tốt hơn kim sơn hoa thầm nghĩ trong lòng ban đầu hắn định giảm tốc độ xuống để nhóm người này đi qua trước rồi tính ai ngờ rằng đạo nhân trẻ tuổi kia lại lên tiếng bắt chuyện với mình chào lão trượng ta có thể mượn bản đồ của ngươi để kiểm tra xem bản đồ của ta có đúng hay không được không sau khi cẩn thận cân nhắc một hồi kim sơn hoa rưỡi tay lấy ra một trang giấy từ trong chiếc gùi trúc ở phía sau lưng Tấm bản đồ này do chính lão hủ vẽ ra, lão hủ và Nam Gia Bắc đã nhiều năm, không phải khoe chứ bản đồ này không sai chút nào cả, chân nhân muốn lấy thì cứ lấy đi, cảm ơn, nhưng không cần đâu, tại hạ chỉ muốn so sánh mà thôi, sau khi so sánh thì sẽ lập tức trả lại cho lão trưởng, khi thấy đạo nhân trẻ tuổi này nói năng hiền lành, còn dễ nói chuyện như vậy, Kim Sơn Hoa yên tâm hơn nhiều, chân nhân đi đâu vậy, à, lão hủ chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, biết đâu lại cùng đường với lão hủ, áp tiêu, đi kế thành, nghe được câu trả lời này, Kim Sơn Hoa căn bản không hề tin nào có tiêu sư nào không quen đường đi áp tiêu vừa nhìn là biết đối phương bịa ra ồ chân nhân cũng áp tiêu làm vậy là nhập tục đó chân nhân cũng phải ăn cơm mà dù sao thì cũng phải tìm cách kiếm lộ phí giữa nơi rừng núi hoang dã này lão triệu một thân một mình đi đâu vậy hả kim sơn hoa nghe được câu hỏi thăm dò của đối phương cười ha hả khi hắn đang suy nghĩ xem nên nói dối như nào để trả lời đối phương thì trên vách núi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn âm ầm lan xuống phía bên dưới một tiếng nổ vang lên tảng đá nga nặng giữa đường ngay sau đó tiếng vó ngựa từ phía sau lưng truyền tới, quay đầu nhìn về phía những người che mặt cưỡi ngựa kia, trong lòng Kim Sơn Hoa lập tức nghĩ, hỏng rồi, bị đám cướp đường bắt ba ba trong vọng rồi. hắn vô thức quay đầu sang nhìn vị đạo nhân trẻ tuổi ở bên cạnh, phát hiện ra đối phương không hề có phản ứng gì, bình tĩnh ở cạnh xe ngựa, người này không hề sợ hãi, chắc hẳn là đã có biện pháp ứng phó lại rồi. sau khi cân nhắc một hồi, nhân cơ hội bọn cướp phi tới nơi này, thân thể Kim Sơn Hoa khẽ nhích lại gần người vị đạo nhân trẻ tuổi kia, kèm theo tiếng vó ngựa cộc 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 vang lên và bụi bặm bốc lên. Một đám thổ phỉ đi tới, nhìn từ trên cao xuống, bọn chúng mang lại áp lực cực lớn, mấy huynh đệ này, ta cũng không phải người từ ngoài tới, liệu có thể mở đường giúp không? Hả? Kim Sơn Hoa cảm thấy ngạc nhiên, đưa mắt sang nhìn vị chân nhân mới nói chuyện ở bên cạnh, người này biết tiếng lóng của người giang hồ, lai lịch không hề tầm thường đâu. Khi Kim Sơn Hoa cho rằng đám thổ phỉ kia sẽ lên tiếng trả lời thì tên thổ phỉ một mắt đi đầu đã giơ đao lên, "Lên, các anh em, chém họ cho ta!" Tiếng vó ngựa lập tức lại vang lên, không có bất kỳ ai ngờ tới chuyện này cả, đàn ngựa lao vào tới xông về phía mấy người lý hỏa vượng kim sơn hoa không quan tâm chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa trèo ra phía sau tảng đá lớn kia định nhân cơ hội họ giao chiến với nhau thì bản thân chạy trốn trước tốn sức bỏ nửa ngày chờ khi hắn khó khăn lắm mới bỏ lên trên tảng đá lớn thì nghe được tiếng vó ngựa và tiếng chém giết ở phía sau đã dần nhỏ xuống khi hắn quay đầu lại nhìn thì lập tức phát hiện ra toán cướp kia đã tan vỡ thi thể đám thổ phỉ và xác ngựa đã nằm ngổn ngang trên mặt đất mà phe vị đạo nhân trẻ tuổi kia thì ngoài việc trước xe ngựa bị móc một ít ra thì không có bất kỳ ai bị thương hả sao vậy nhỉ ta đã bỏ lỡ chuyện gì rồi lúc này lý hỏa vượng cũng không để ý tới vị lão nhân gặp trên đường kia hắn kể thanh trường kiếm nhỏ máu trên cổ một tên thổ phỉ cột tay thổ phỉ ở chỗ các ngươi không có quy củ như vậy sao ngay cả tiếng lóng giang hồ cũng không trả lời nhưng khi đối mặt với sự uy hiếp của lý hỏa vượng tên thổ phỉ kia tỏ vẻ kiên cường vô cùng trực tiếp uy hiếp lý hỏa vượng lỗ mũi châu người dám giết huynh đệ của ta ta cho ngươi biết ngươi xong đời rồi Soạt một cái một tai tên thổ phỉ kia bị cắt đứt khi thấy cảnh này kim sơn hoa ở phía sau lưng hai mắt giật giật Ôi mẹ ơi, hóa ra vẻ hiền hòa trước đó đều là giả, đạo nhân này cũng là người giết người không chớp mắt. Khi thấy đối phương bịt lỗ tai, lăn lóc, gào thét thảm thiết, Lý Hỏa Vượng cũng lời nói nhiều, hắn giơ trường kiếm lên, định chặt đầu của đối phương xuống. "Lý sư huynh, ngươi xem đây là cái gì hả?" Có một giọng nói đột nhiên vang lên, ngăn cản Lý Hỏa Vượng. Tôn Bảo Lộc ở gần cầm gì đó trong tay, đi tới, Lý Hỏa Vượng nhìn sang, nhận ra đó là một cái tẩu thuốc cũ đang châm cháy, hơn nữa cả cái tẩu thuốc này lẫn hơi khói tỏa ra từ trên cái tẩu thuốc này rất quen thuộc lý sư huynh đây là tẩu thuốc của nữ ban chủ tuyệt đối là vậy khi trước cùng nhau xuất phát hắn từng cho ta mượn để hút vài lần lý Hỏa vượng đưa tay nhận lấy sau khi cẩn thận quan sát một lượt sắc mặt dần nghiêm lại xem ra khả năng cao là nữ ban chủ đã bị đám thổ phỉ này bắt rồi hắn quơ quơ cái tẩu thuốc ở trước mặt tên thổ phỉ nằm trên mặt đất kia giọng lý Hỏa vượng trở nên lạnh lẽo như băng tuyết hỏi các ngươi có được thứ này từ đâu có phải gần đây các ngươi đánh cướp một cánh hát hay không có giỏi thì ngươi giết ta đi lưu miệng rộng này là hảo hán đầu đội trời chân đạp đất đừng mong ông đây bán đứng huynh đệ của mình tên thổ phỉ kia nhìn thẳng vào lý hỏa vượng hét lên gương mặt tỏ vẻ thấy chết không sờn khi thấy đối phương nói vậy một luồng khí nóng dọc thẳng lên não lý hỏa vượng hắn cười cởi chiếc túi da dê ở vạt áo xuống tiếng kim loại va chạm vào nhau leng keng vang lên đủ các loại công cụ hành hình bằng kim loại với đủ các hình dạng kích thước khác nhau xuất hiện tất cả đều sáng bóng không dính một hạt bụi muốn ta giết ngươi hả ta sẽ khiến ngươi sung sướng tới chết luôn trong khoảng thời gian tiếp theo từng phần từng phần ngón tay của lưu miệng rộng bị gọt đi tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp vùng núi này những người khác vội vàng ngoảnh đầu đi không đành lòng nhìn tiếp khi cánh tay trái của hắn bị hành hạ chỉ còn lại từ phần cổ tay đổ đi gương mặt lưu miệng rộng nước mắt nước mũi tèm lem cuối cùng hắn đã chịu đầu hàng ta nói ta nói mà mấy ngày gần đây mẹ đại đương gia tổ chức đại thọ 70 tuổi vậy nên đã cố tình đi bắt một gánh hát về họ đang ở trên núi lý hòa vượng tiện tay ném món công cụ hành hình đẫm máu trong tay tới trước mặt hắn dọa lưu miệng rộng sợ hãi co rụt về phía đằng sau lăn đi nếu không muốn bị tra tấn thì dẫn ta tới trại của các người lưu miệng rộng sao dám nói nhảm tiếp lồm cồm bò dậy đi trước dẫn đường nhìn chẳng khác nào một con chó mất chủ lúc này tôn bảo lộc đang dùng thi thể để lau sạch máu dính trên kiếm lên tiếng trong giọng nói mang theo vẻ do dự lý sư huynh hay là bỏ đi nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện dù sao lữ ban chủ cũng không quen biết gì chúng ta cả khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của lý hỏa vượng quét tới hắn vội vàng làng tránh ta là lý hỏa vượng không phải đan dương tử nếu không biết thì thôi nếu đã biết nữ ban chủ bị bắt vậy nhất định phải nghĩ cách cứu hắn ra hơn nữa mấy tên cạn bã này chỉ cần một lời không hợp là đã xông tới động chân động tay ta muốn đi tìm họ đòi một lời giải thích nữa những chuyện khác thì thôi nếu một đám thổ phỉ cũng có thể tùy tiện bắt nạt chính mình sống như vậy thì quá uất ức rồi trên đời này có vài thứ chính mình không thể chọc nổi nhưng cũng có nhiều thứ chính mình chọc nổi xe ngựa chuyển hướng đi theo sau lưu miệng rộng tiến tới sơn trại thổ phỉ chúc chân nhân thuận buồm xuôi gió sau này chúng ta sẽ còn gặp lại một giọng nói từ phía sau lưng truyền tới lý hỏa vượng quay đầu lại phát hiện người nói chuyện chính là ông lão đi cùng đường thi trước lúc này hắn đã leo qua được hòn đá cản đường lý hỏa vượng chắp tay đáp lễ đối phương sau đó tiếp tục di chuyển ngay sau đó hắn đã không quan tâm tới ông lão tiện đường này nữa tập trung sự chú ý vào chuyện sắp diễn ra sau đây thông qua lưu miệng rộng lý hỏa vượng nhanh chóng hiểu rõ quy mô của đám sơn tộc này lão đại của họ có biệt hiệu là đại kim long cả vùng núi man tử này là địa bàn của hắn họ không phải là giặc cấp nay đây mai đó mà là thổ phỉ có được xào huyệt tứ lương bát trụ từ lương bát trụ là gì lý hỏa vượng vừa đi vừa hỏi từ chỗ lưu miệng rộng lý hỏa vượng nghe được một đống các danh hiệu mới nhưng tổng hợp lại thì thật ra đó là thân phận ở trong xào huyệt thổ phỉ đầu đao cấp bóc lương đài quản lý tài sản thủy hương quản lý trạm gác cả ngày lẫn đêm phiên đoá lo bài mưu tính kế ương tử phòng bắt con tin nhà giàu lên núi hoa thiệt tử đe dọa người nhà con tin giao tiền chuộc sát thiên tử cải trang thành người thường để tìm hiểu tin tức cuối cùng chính là tự tương chuyên viết thư tống tiền và xử lý những chuyện liên quan tới chữ viết đầu tiên chính là đại đương gia nhị đương gia tam đương gia tiếp theo chính là tứ lương bát trụ cuối cùng chính là đám tay chân làm việc vặt toàn bộ xào huyệt thổ phỉ tựa như một kim tự tháp cấp bậc rõ ràng vừa nhìn là hiểu rõ ràng chỉ là một đám thổ phỉ mà lập ra quy củ như ở quân doanh vậy trên núi các ngươi có bao nhiêu người hả ta chưa từng đếm qua chắc hẳn phải có vài trăm người sau khi hoàn toàn sụp đổ lưu miệng rộng chẳng khác nào chó nhà có tang hỏi gì đáp lấy đại đương gia của các ngươi có năng lực như thế nào có thần thông gì hả thần thông đương nhiên là không có rồi đại đương gia của chúng ta cao lớn binh khí là búa mấy trăm người không có thần thông chẳng qua chỉ là thổ phỉ bình thường trong lòng lý hỏa vượng âm thầm tính toàn thực lực hai phe địch ta họ di chuyển bằng ngựa lý hỏa vượng thì đi bằng hai chân tới lúc trời sắp tối mới tới gần xào huyệt thổ phỉ rất nhanh sau đó mấy người lý hỏa vượng lên núi hắn thấy ở giữa sườn núi có ánh lửa đó chắc hẳn chính là chỗ cần tới chít 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 bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim đột nhiên có tiếng chim hót dễ nghe từ trên sườn núi truyền tới Lý Hỏa Vượng dùng chân đá vào mông Lưu Miệng méo một cái, nói với bọn chúng ta tới đây để đàm phán, tốt nhất thì mọi người hãy ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau, bằng không thì cứ so tài xem ai mạnh hơn. Trước đó người đã chứng kiến thủ đoạn của ta rồi, hãy tự suy nghĩ thử xem nếu động đạo kiếm thì các người sẽ chết bao nhiêu người. Lưu Miệng méo ôm tai ủ rũ gật đầu một cái, dùng đầu lưỡi đầy hàm dưới, huýt sáo, tiếng chim hót giống hệt khi nãy phát ra từ trong miệng hắn, rất nhanh sau đó, tiếng chim hót giống như vậy lại vang lên, hành trình tiếp theo thông suốt, không có bất kỳ ai ngăn cản, không bao lâu sau, một cửa động ở giữa sườn núi xuất hiện trước mặt hắn mấy tên thổ phỉ mặt mày hung ác cầm bó đuốc đứng ở cửa chừng mắt nhìn lý hỏa vượng tiểu tử người to gan lắm giết huynh đệ của chúng ta mà còn dám tới đàm phán lý hỏa vượng không thèm nói nhảm với đám thổ phỉ bình thường này đi thẳng vào trong rất nhanh sau đó ở trong một nơi gọi là tụ nghĩa đường lý hỏa vượng nhìn thấy ba gã đàn ông đang uống rượu ăn thịt miệng không ngừng phun ra những từ ngữ bẩn thỉu em thanh dần nhỏ lại họ cùng quan sát đánh giá lý hỏa vượng người là đạo sĩ thật hay là đạo sĩ giả vậy người đàn ông hói đầu đặt câu hỏi trước tiên song lý hòa vượng lại không nói tiếng lóng với họ nữa nếu ta đã tới đây thì các vị chắc hẳn đều đã hiểu sao gánh hát kia ra ta sẽ bỏ qua chuyện đánh cướp trước đó ha 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 ba người cùng phì cười thành tiếng keng lưỡi kiếm ra khỏi vỏ sát khí nồng nặc lập tức lan tỏa ra khắp tụ nghĩa đường lý hòa vượng vừa mới rút kiếm sát khí nồng nặc bao phủ khắp tụ nghĩa đường khiến cho mỗi người có mặt ở đây đều cảm thấy như đang đứng ở trung tâm chiến trường tiếng rút đao không ngừng vang lên đám thổ phỉ ở bốn phương tám hướng cầm đủ các loại vũ khí khó khăn lắm mới chống lại được sát khí xong tới nhưng cũng có vài tên thổ phỉ không thể chịu đựng được ánh mắt ngày càng sợ hãi hơn khi thanh kiếm được cắm trở lại xung quanh dần trở nên bình tĩnh lúc này tiếng cười của tên thủ lĩnh thổ phỉ cũng đã biến mất ba người uống rượu ăn thịt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào lý hỏa vượng không hề nhúc nhích khi bầu không khí trở nên nặng nề tới cực hạn thì người đàn ông chọc đầu ngồi ở chính giữa cầm một hạt lạc chiên lên nhét vào trong miệng một tên thổ phỉ mặt rộng mỉm cười tùng tìm lập tức từ bên cạnh chạy ra hòa giải vị chân nhân này chưa có nóng vội có chuyện gì thì hãy cứ thương lượng với nhau có thể gặp nhau thì chính là duyên phận mời chân nhân ngồi xuống uống chén rượu lý hỏa vượng không hề lúng túng đi thẳng tới ngồi xuống cầm thịt mà đối phương từng ăn lên người đàn ông mặt tròn hòa giải kia không người xuống đứng ở bên cạnh lý hỏa vượng cẩn thận chờ đợi giống như một tên tiểu nhị vậy hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc quạt giấy có vẽ cảnh nước non bên trên nhẹ nhàng phe phẩy cho lý hỏa vượng cây quạt vừa mới khép lại đã chỉ về phía người đàn ông đầu hói ngồi ở vị trí chủ nhân trên bàn bát tiên vị này chính là đại đương gia của chúng ta đại kim long vị này là nhị đương gia của chúng ta hạ sơn hổ tên thổ phỉ mặc áo da hổ hử lạnh một tiếng sau khi nói xong lời này hắn cũng không hề giới thiệu nốt người cuối cùng người đàn ông cuối cùng trong bàn mang vẻ mặt âm trầm nâng cái bát tô lên đột nhiên uống một ngụm lớn người này vô cùng đặc biệt ngoài dáng vẻ hung thần ác sát ra thì trên phần trán bên trái có xăm một chữ tù bất kể là ai trong số ba người này thì đều có khung xương rất lớn lớn hơn những người khác rất nhiều ngay sau đó người đàn ông mặt tròn kia lại dùng cây quạt chỉ vào mũi của chính mình tại hạ liễu hạng là tự tượng trong trại bái kiến chân nhân gánh hát kia vẫn còn ở đây chứ đã chết mấy người rồi lý hỏa vượng không hề vòng vo hỏi thẳng người đàn ông khoác áo da hồ kia nóng này định nói điều gì đó thì bị một ánh mắt của đại kim long ngăn cản lại theo cái phất tay của hắn không lâu sau mấy người bần thừa được mang ra ngoài mấy người này chính là nhóm lữ ban gia đã lâu không gặp vừa thấy lý hỏa vượng và thủ lĩnh đám thổ phỉ ngồi chung một chỗ với nhau lữ trạng nguyên lập tức quỳ gối không ngừng dập đầu giọng nói vô cùng thảm thiết tiểu đạo gia ơi tiểu đạo gia cứu mạng ta với Lý Hòa Vượng dùng đầu lưỡi vệ sinh thịt vụn bám trong kẽ răng, đảo mắt nhìn bọn họ, sau đó đứng lên chuẩn bị đi ra phía bên ngoài. Lữ Trạng Nguyên vui sướng tới mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vội vàng tóm lấy đứa con trai bị đánh tới mức đầu chảy máu của mình, vội vàng đuổi theo. Từ từ đã, lão tử có nói cho ngươi đi sao? Câu trả lời đầy ngạo mạn này vừa vang lên, đám thổ phỉ ở xung quanh lập tức ngăn cản đường đi của Lý Hỏa Vượng. Khi Lý Hỏa Vượng quay đầu lại, phát hiện người nói chuyện không phải là đại đương gia đại kim long mà là người đàn ông chán xăm chữ tủ vẻ mặt u ám kia hắn gõ mạnh khớp xương thô to lên trên mặt bàn tới đây uống tiếp nào gánh hát sẽ thả trước tứ tể hữu gia có quan hệ gì với ngươi tứ tể hữu gia thấy lý hỏa vượng ngơ ngác như vậy người kia cười một tiếng ăn một hạt đậu tương sau đó uống một ngụm rượu đừng giả vờ thanh kiếm của ngươi là của hữu tử hùng phải không chẳng lẽ không quen biết gì mà hắn lại giao thanh kiếm này cho ngươi khi thấy người kia nhìn về phía thanh kiếm ở sau lưng mình lúc này lý hỏa vượng đã bắt đầu hiểu ra xem ra phía sau thanh kiếm này còn có rất nhiều chuyện quan sát gương mặt ba người một hồi lý hỏa vượng nhận ra có điểm bất thường cho dù nhìn mặt ngoài thì trên hắn còn có một người gọi là đại đương gia nhưng khi người này nói chuyện lại rất hùng hổ không hề nể mặt đối phương ngươi là ai tam đương gia ở trong trại hay sao tam đương gia cái chó gì ngoại nhà nó lão tử là vương đức cửu người kia đột nhiên bùng nổ tung ra một trường đánh vào trái tim lý hỏa vượng đánh hắn bay ra bên ngoài sức mạnh vô cùng to lớn khiến cơ thể lý hỏa vượng bay ra cao trí kiên thân hình cao lớn ở bên cạnh nhanh chóng xông tới hai tay mở rộng đón lấy lý hỏa vượng lý hỏa vượng dùng tay ôm phần ngực đau đớn khó chịu lửa giận bốc lên trong đầu rút kiếm ra xông thẳng về phía người kia vương đức cửu tỏ vẻ kinh ngạc đứng đó nhìn lý hỏa vượng đang xông thẳng về phía mình trong lòng không khỏi nghĩ người này ăn một trường cổ ta mà nội tạng không bị vỡ nát hay sao xem ra là cũng có chút nghề còn bà nó làm thì thằng chó này đại kim long tung chân đá một cái đá bay trước bàn bát tiên ra ngoài sau đó lấy một cây lang nha bồng ra xông thẳng tới vừa mới ra tay thì trong đập lập tức hỗn loạn tất cả đám thổ phỉ nhao nhao xông lên nhìn bề ngoài thì thực lực hai bên chênh lệch rất xa phe lý hỏa vượng chắc chắn sẽ phải chịu quả đắng nhưng khi đối đầu với nhau thì không hề như vậy cao trí kiên gầm lên một tiếng dùng sức vùng cây gậy trong tay lập tức đánh bay ba người hai tên thổ phỉ tay cầm dao găm định móc hậu thì có một đôi tay đeo vuốt đen cắm thẳng vào cổ bọn hắn mấy tên thổ phỉ đứng ở đằng xa vừa định giơ nỏ trong tay lên thì xuân tiểu mãn đã mở đại thiên lục ra giơ kiếm lên chém hai cái móng tay kèm lẫn trước da và thịt của bản thân xuống theo tiếng kêu thảm thiết của xuân tiểu mãn vang lên móng tay bay lên cao những tên thổ phỉ cầm nỏ kia lập tức đầu một nơi thân một nào. Lý Hỏa Vượng không để ý tới phía sau, lúc này hắn tập trung toàn bộ sức chú ý lên ba người ở trước mặt, ba người này mới chính là trung tâm của hang ổ thổ phỉ này. Keng, thanh đại hoàn đao to lớn của Hạ Sơn Hổ mạnh mẽ va chạm với trường kiếm của Lý Hỏa Vượng, lực phản chấn mạnh mẽ đẩy Lý Hỏa Vượng lùi lại sau vài bước, thế nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, tiếng răng rắc vang lên, lưỡi kiếm sắc bén trong tay Lý Hỏa Vượng dễ dàng chém đứt đại hoàn đao của Hạ Sơn Hổ, chém thẳng về phía mặt hắn. Lão nhị, đại kim long gầm thét, định xông lên giải vây cho huynh đệ thì Vương Đức Cầu đã xông tới trước. Trên tay hắn cầm một thanh đao thẳng dài đen như mực, mang theo tàn ảnh bổ về phía tay cầm kiếm của Lý Hỏa Vượng. Keng, theo tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, trên mũi thanh đao thẳng kia xuất hiện một vết mẻ. Lý Hỏa Vượng lùi lại, thay đổi mục tiêu tấn công. Rõ ràng là thân thủ của ba người này cao hơn Lý Hỏa Vượng, song bọn họ cũng có cùng nhược điểm chí mạng, đó chính là vũ khí, chỉ cần vài lần là sẽ bị phế bỏ trong tay Lý Hỏa Vượng. Đối với việc này, ba người bắt đầu kìm chế là chính, không dám liều mạng với Lý Hỏa Vượng, chờ khi áp lực nhỏ lại một người phụ nữ che khăn cô dâu đỏ đi tới giải vây tùng 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 rồi đánh thì chống vang chống vang mời thần tiên mời thần tiên cần đèn nội tiên ba tầng lang ra ba tầng khảm từ dưới khăn cô dâu màu đỏ nhanh chóng có ba cái đầu sói nhô ra cắn mạnh vào cổ đại kim long đối phương giận dữ hét lên giờ làng nha bổng đập mạnh vào đầu sói bên dưới khăn cô dâu đỏ đầu sói nhanh chóng bị gõ xẹp xuống nhưng rất nhanh sau đó đã ngưng tụ lại mạnh mẽ cắn tới cắn tới mức khiến xương đại kim long lộ ra máu phun ra khiến chiếc khăn cô dâu vào đỏ càng đào hơn nhân cơ hội này lý hỏa vượng lập tức chém đầu nhị đương ra sau đó hắn cầm kiếm còn đang nhỏ máu nhìn về phía vương đức cửu lục lâm cũng có quy củ nhưng ta phát hiện ra toàn là nói nhảm ra quy củ chính là kiếm trong tay dù phải đối mặt với tuyệt cảnh nhưng vương đức cửu lại cười đáp đúng là có quy củ nhưng quy củ này cũng phải xem đối phương là ai người hậu thuộc không giảng quy củ với tứ tể hữu gia có ý gì hả tứ tể hữu gia là binh gia bọn họ đã từng giết bao nhiêu người hậu thuộc người thật sự cho rằng chúng ta có thể để người nhanh ngang rời đi như vậy sao ha ha từ khi nào mà thổ phỉ cũng có lòng yêu nước vậy hả nếu như các người yêu nước thì sao còn tạo phản đối mặt với sự khinh thường của lý hỏa vượng vương đức cửu cười cười không nói lý hỏa vượng nhìn gương mặt tươi cười của hắn biểu cảm dần lạnh lùng hắn đột nhiên biết được thân phận của đối phương chờ đã các ngươi không phải thổ phỉ các ngươi là binh lính ha ha thổ phỉ và binh lính có cần phân chia rõ ràng không chẳng phải đều là mấy kẻ giết người hay sao nói xong lời này vương đức cửu móc gót chân phải trực tiếp nhấc lên một con dao trên mặt đất rơi vào tay hắn hắn cầm chắc con dao lao về phía lý hỏa vượng không chút do dự keng keng thanh kiếm va chạm với con dao liên tục phát ra âm thanh lanh lành một luồng thứ gì đó liên tục tràn vào cơ thể lý hỏa vượng từ thanh kiếm hữu ra trên tay hắn khiến hắn dù đang gần như ép vương đức cửu phải dùng cách đánh lấy mạng đổi mạng cũng cảm thấy hơi khó giải quyết nhưng sau khi tiếng lanh keng vang lên âm thanh đột ngột dừng lại một lưỡi đau lăn lộn rơi xuống đất thanh đau của đối phương đã gãy lý hỏa vượng vốn dĩ muốn dừng tay giữ lại tên tù binh để tiện tra hỏi nhưng thanh kiếm trên tay khiến khí huyết của hắn liên tục tăng lên hoàn toàn không thể kìm lại được khi vương đức cửu cầm thanh đao bị gãy đâm vào bụng lý hỏa vượng thanh kiếm của lý hỏa vượng cũng cắm vào ngực đối phương rốt cùng ngươi là ai lý hỏa vượng nghiến răng hỏi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt đối mặt với cái chết nhưng vương đức cửu dường như chẳng chút quan tâm hắn gắng sức muốn nhổ nước bọt vào mặt lý hỏa vượng nhưng nước bọt đẫm máu chỉ có thể trượt xuống cầm hắn một cách yếu ớt hắn gần như dùng hết sức giống lên lũ ra súc sinh ngươi đừng hòng tranh giành hậu thục chỉ cần bọn ta còn ở đây ngày nào hậu thục tuyệt đối sẽ không để một tấc đất cắm rùi người muốn ta nói bao nhiêu lần ta không phải người của hữu gia tứ tề thanh kiếm này là do người khác tặng bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim vương đức cửu đã không còn nghe thấy những lời đó nữa luồng máu nóng không ngừng trào ra khỏi lồng ngực hắn thân thể hắn mềm nhũn dần dần ngã xuống đất lý hỏa vượng thở hổn hển nghiến răng vươn tay rút con dao gãy trong bụng ra sau đó hắn lập tức ấn tay vào vết thương lý hỏa vượng lại lướt qua thi thể của vương đức cửu trong lòng thầm mắng chửi vài câu rồi quay sang giúp đỡ những người khác toàn bộ trang trại biến thành một mớ hỗn độn nhưng khi gia chủ đều đã chết đám nhóc con còn lại rõ ràng chẳng thể chống đỡ được bao lâu đối mặt với đám người lý hỏa vượng bọn họ liên tục rút lui hoảng loạn lùi vào sâu trong sơn động ngay khi lý hỏa vượng và những người khác chuẩn bị tàn sát hoàn toàn nhóm người cuối cùng tiếng nổ ầm ầm vang rền một hang động bất ngờ sụp đổ và một bức tường đá xuất hiện chặn đứng giữa hai bên long cong cao trí kiên dùng thanh sắt trên tay gõ mạnh vào đá liên tục bắn ra những tia lửa được rồi đừng gõ nữa nhìn cảnh này cũng có thể thấy đối phương đã có chuẩn bị từ trước hoàn toàn bịt kín lối đi rồi sau khi nghe những lời của lý hỏa vượng cao trí kiên ngượng ngùng bỏ tay xuống lại vang lên âm thanh leng keng khi cha thân kiếm vào vỏ lý hỏa vượng cảm thấy đầu óc mình chợt sáng suốt và sau khi hít một hơi thật chậm hắn lắc đầu một cách mạnh mẽ ngay sau đó hắn quay đầu lại nhìn những thi thể nằm ngang dọc tứ tung trong tụ nghĩa đường đột nhiên cảm thấy có chút cáu kỉnh quay đi quay lại lại chết biết bao nhiêu người như vậy nói thật là hắn không muốn giết người nhưng hiện tại trong tay hắn lại càng ngày càng có nhiều nợ máu lý Hỏa vượng lại nhìn lướt qua thi thể vương đức cửu vươn tay kéo một mảnh lớn y phục của người chết bên cạnh bao bọc thanh kiếm hữu gia của mình lại suy cho cùng tất cả những chuyện này đều do thanh kiếm này gây ra đến bây giờ lý hòa vượng cũng đã hiểu rõ ngọn ngành chính vì lần thành thân đó mà hầu lão nhị đã nhận ra thanh kiếm này rồi nhầm mình với một người trong binh gia tứ tề đó là lý do tại sao những người như vương đức cử bị khiêu khích rồi chạy đến đây nếu không làm gì xảy ra phiền phức này ở hậu thục hẳn là có rất nhiều người có thù với hữu gia thanh kiếm này không thể dễ dàng bị lộ được hơn nữa khoảng thời gian tới chúng ta phải nhanh chóng lên đường khi binh lính của hậu thục biết rằng vương đức cầu đã chết họ tuyệt đối sẽ không chịu để yên nhất định sẽ cử thêm người đến đây ta không thể bị bọn họ bắt được mặc dù lý hỏa vượng dễ dàng đánh thắng trận này nhưng hắn cũng không dám đối đầu với toàn bộ vương quốc hậu thục điều này chẳng khác gì châu chấu đá xe xuân tiểu mãn vác kiếm đi lại trong sơn động mặc dù ngực vẫn còn hơi phập phồng nhưng khi bị hụt hơi nàng vẫn trực tiếp giơ kiếm lên để tăng lực ngăn không để đối phương nhảy lên tấn công ngay khi nàng đi đến trước mặt lý hỏa vượng một bàn tay chợt vươn ra đưa cho ta lý sư huynh đưa ngươi cái gì xuân tiểu mãn giả vờ như không hiểu gì nói bớt giả vờ giả vịt với ta đi lấy đại thiên lục ra đây đó không phải là thứ ngươi có thể sử dụng nhìn những ngón tay không ngừng chảy máu của nàng ta lý hỏa vượng làm sao có thể không biết nàng ta đang dùng cái gì nhưng xuân tiểu mãn lại lướt mắt nhìn sang bạch linh miểu sau đó ôm ngực lùi lại vài bước ánh mắt rất kiên định lý sư huynh đây không phải là cuốn của ngươi đây là thứ ta tìm được từ người khác nó là đồ của ta khi lý hỏa vượng đi về phía nàng ta tiểu mãn cũng lùi lại từng bước ngươi hoàn toàn không hiểu rằng ngươi đang tiếp xúc với cái gì thứ đồ này ngươi không dùng được giọng điệu lý hỏa vượng chợt trở nên nghiêm khắc mắt thấy lưng đã dính vào tường không còn đường lui nữa xuân tiểu mãn vô thức rút kiếm ra nhìn thanh kiếm sắc bén đang dơ ngang trước mặt mình lý hỏa vượng đột nhiên tức giận bật cười vào sinh ra tử nhiều lần như vậy bây giờ ngươi lại rút kiếm với ta sao đôi mắt xuân tiểu mãn có phần né tránh nhưng nhanh chóng trở nên kiên định trở lại xin lỗi lý sư huynh ta phải có con đau của riêng mình được thôi có bản lĩnh như vậy một mình ngươi ra ngoài buôn tàu đi còn ở chung với mọi người nương tựa vào nhau làm gì ngay khi nghe xong những lời này thân thể xuân tiểu mãn khẽ lắc lư nước mắt không kìm được mà trào ra trong lòng nàng đây cũng chính là điều mà nàng quan tâm nhất lúc này bạch linh miểu vội đứng chặn giữa hai người vẻ mặt khó chịu nói lý sư huynh người đừng như vậy nữa mọi người đều là người một nhà có gì từ từ nói ta nói lại lần nữa đưa đại thiên lục cho ta xuân tiểu mãn đỏ mắt nghiến răng móc cuốn đại thiên lục ra nhìn thấy lý hòa vượng đặt sự chú ý vào cuốn thẻ tre màu đỏ bạch linh miểu vội kéo xuân tiểu mãn vào một góc tiểu mãn tỷ lý sư huynh nói đúng thứ đó rất nguy hiểm, mỗi lần sử dụng đều rất đau, vì vậy tốt hơn hết ngươi không nên giữ nó. Lời nói này lập tức khiến Xuân Tiểu Mãn tức giận, giọng nói mang theo ý phẫn nộ, ngươi biết thứ đó nguy hiểm vậy mà còn lên tiếng bệnh vực hắn, ngươi dâng hiến thân thể đến ngốc rồi sao? Loại chuyện này cũng nghe theo hắn, không phân biệt được tốt xấu nữa sao? Nhưng mà Tiểu Mãn tỷ, Lý sư huynh khác với ngươi mà, tay hắn bị đứt còn có thể mọc lại, nhưng ngươi thì không. Xuân Tiểu Mãn ánh mắt thất vọng lướt nhìn Bạch Linh Miểu, sau đó nhấc kiếm đi sang một bên của sơn động, nhìn thấy đối phương như vậy, Bạch Linh Miểu phút chốc hoảng sợ, nhanh chóng chạy theo, "Tiểu Mãn tỷ, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt chứ? Ngươi sẽ không bỏ mặc ta mà đúng không?" Xuân Tiểu Mãn vùi đầu đi thẳng một mạch vào trong sơn động, thật sự không muốn để ý tới Bạch Linh Miểu đang quấn lấy, nhưng dưới sự cầu xin của Bạch Linh Miểu, trái tim nàng lại dần dần mềm đi, "Ta biết ngươi thích hắn, nhưng có một số việc ngươi không thể cứ tùy hắn được, điều này sẽ chỉ khiến hắn càng ngày càng lệch hướng hơn, đến cuối cùng cũng sẽ làm hại hắn." Ngay khi đang định nói gì đó, một vài âm thanh nghẹn ngào thê lương yếu ớt vang lên xuân tiểu mãn nhanh chóng rút kiếm và đứng chặn trước mặt bạch linh miểu trong tụ nghĩa đường lý hỏa vượng lại kiểm tra cuốn đại thiên lục trong tay ngón tay khẽ vuốt ve nó vài lần khi thứ này được treo lên thắt lưng của hắn lý hỏa vượng mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút mặc dù người ta nói rằng mỗi lần sử dụng đại thiên lục đều phải trả một cái giá rất lớn nhưng thứ này luôn phát huy được tác dụng vào những thời điểm quan trọng suy cho cùng thà chịu đủ mọi giày vò vẫn còn hơn cái chết tiểu đạo gia tiểu đạo gia ngươi chính là tổ tiên sống của lữ gia chúng ta nếu không nhờ sự giúp đỡ của ngươi cả nhà ta có lẽ phải bỏ mạng ở đây rồi trước đây ta đúng là bị ma quỷ che mắt vậy mà lại bỏ chạy ta đáng đánh ta đáng đánh lắm lữ trạng nguyên dáng vẻ giống như đang chạy nạn hắn không chút do dự giơ lòng bàn tay bẩn thỉu của mình lên và tát mạnh vào mặt hắn được rồi được rồi người của ngươi không sao cả chứ nghe thấy lời ngăn cản của lý hỏa vượng lữ trạng nguyên lúc này mới ngượng ngùng bỏ tay xuống tên cướp đó tên là đại kim long mẹ hắn thích hát hí khúc không có ai chết cả chỉ là con dâu của ta phải chịu không ít thiệt thòi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó thân thể lữ trạng nguyên trượt giật này mình hắn nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn tiểu đạo gia sau này chúng ta sẽ không đi đâu cả chỉ đi theo ngươi thôi ơn cứu mạng suốt đời khó quên bây giờ lữ gia bọn ta sẽ là gánh hát của một mình ngươi ta lấy gánh hát này làm gì ta nghe cũng chẳng hiểu chẳng để lý Hỏa vượng nói xong lữ trạng nguyên đang phấn khích đùng một cái quỳ xuống bái lại không ngừng với lý Hỏa vượng được rồi được rồi ngươi muốn đi theo thì đi nhưng nơi này không thể ở lâu đồ đạc của gánh hát các ngươi có còn không thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng lên đường thôi qua lại lâu như vậy lý hỏa vượng đã nhìn ra được tâm tư của đối phương chẳng qua chỉ muốn có hắn bảo vệ vừa hay lát nữa hắn cũng có việc cần dùng tới họ nghe vậy lữ trạng nguyên đang quỳ trên mặt đất lập tức bỏ dậy vội vã xoa xoa lồng ngực còn còn tất cả đều ở đó hơn nữa ta còn biết hầm ngựa của họ cũng đang ở đó ta sẽ dắt toàn bộ ngựa của họ đến đây nói là làm lữ trạng nguyên vì muốn chứng tỏ giá trị của mình với lý hỏa vượng đã vội vàng kéo cả gia đình mình đến cái cửa động bên cạnh sau khi xử lý xong lữ trạng nguyên Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lớp nhìn hang động mà Tiểu Mãn vừa mới đi vào, trong mắt hắn sệt qua một tia phức tạp, hắn quay đầu lại, cứng ngắc nói với Cao Chí Kiên đang ở bên cạnh, đi vào thúc giục họ đi, nơi đây là trại doanh của đám thổ phỉ, không an toàn, bảo họ nhanh ra đây, chúng ta phải gấp rút lên đường. Cao Chí Kiên gật đầu, vứt thanh sát trên tay đi, nhặt một cây lang nha bảng do một tên cướp sử dụng bị vứt trên mặt đất bên cạnh, hắn vác nó lên vai và đi về phía hang động, nhưng trước khi hắn kịp bước vào đã nhìn thấy Xuân Tiểu Mãn và Bạch Linh Miểu bước ra với đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ như cả hai vừa mới khóc cách đây không lâu sao thế lý hỏa vượng cau mày xuân tiểu mãn khom lưng kéo đám thổ phỉ trên mặt đất ngươi vào trong xem đi những những tên cướp này chẳng phải con người chúng đích xác là những tên xuất sinh liếc nhìn bạch linh miều cũng đang khom lưng lột quần áo đám cướp lý hỏa vượng nhấc chân lên đi về phía hang động chẳng mấy chốc đã đi đến cuối hang lý hỏa vượng nhìn thấy mấy người phụ nữ trần chuồng hai mắt tê dại thân thể họ run rẩy nằm co do cuộn tròn trên mặt đất bên cạnh còn có những da gỗ nhỏ nhìn qua sợi dây thừng trên đầu gỗ và cả cổ tay cổ chân tím bầm của những nữ nhân kia có thể thấy rằng họ vừa được nhóm bạch linh miểu hạ xuống không lâu nhờ sự giúp đỡ của những người khác những người phụ nữ này được khoác bằng quần áo của bọn cướp sau đó được đưa vào bên trong tụ nghĩa đường nơi có đèn đúc sáng trưng nếu nói những người phụ nữ bị cướp ở đảo cỏ lau còn được coi là có chút địa vị thì những người phụ nữ trong hang của đám thổ phỉ này hoàn toàn chỉ là công cụ để phát tiết dục vọng của chúng nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi nhưng theo lời của lữ trạng nguyên nói thì trong trại còn rất ngột ngạt đám thổ phỉ rảnh rỗi ngứa tay ngứa chân sẽ coi những người phụ nữ này như đồ chơi số phận của những người phụ nữ đó càng khốn khổ hơn họ bị chơi đùa đến khi hỏng thì bị quăng đi, thay một tốt mới, chỉ cần cướp được thì không bao giờ thiếu phụ nữ. Nghe thấy những lời mô tả ghê tầm đó, Lý Hỏa Vượng quay đầu lại, ánh mắt ngập đầy sát ý nhìn vào tảng đá sụp đổ trước mặt, hắn lật tay, đạo linh lập tức xuất hiện trên tay hắn, giang giang giang, khi tiếng chuông chói tai vang lên, dù lão gia được tạo thành bởi các đường nét nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng lấy tay chỉ mạnh vào bức tường đá, dù lão gia nhanh chóng gật đầu, quay người lại và đi vào bên trong vách đá bị sụp, chẳng bao lâu lý hỏa vượng nhạy bén nhận ra bên trong vách đá vang lên những tiếng kêu thảm thiết mơ hồ sau thời gian nửa nén hương du lão ra lại khoan thai chui ra khỏi vách đá lại gật đầu với lý hỏa vượng rồi nhanh chóng tan biến tiếng chuông dần dần biến mất lý hỏa vượng quay lại nhìn những người phụ nữ phía sau nói đừng lo lắng đám thổ phỉ đó đều đã chết cả rồi không còn sót lại một tên nào nhưng đối mặt với tin tức này trên mặt những người phụ nữ đó không hề biểu lộ một chút cảm xúc không có hưng phấn không có đau buồn cũng không có vui mừng lúc này trên mặt họ chỉ còn vẻ tay dại Lý Hỏa Vượng thương hại nhìn họ, những người phụ nữ này đã phải chịu tổn thương quá lớn, có thể nói họ chẳng khác gì những người què quật, chờ đã, đây chính là cảm giác thương hại sao? Lý Hỏa Vượng sửng sốt, lập tức duỗi tay lấy ra hỏa áo chân kinh trong ngực, lúc này trong hắn đang mang một cảm xúc khác, hắn bắt đầu niệm những câu thần chú khó hiểu trong bản dịch, sáp trắng nhanh chóng ngưng tụ thành một con ốc xên rực lửa, thứ này bò dọc theo ống quần của Lý Hỏa Vượng và trườn về phía vết thương trên bụng hắn, cùng với âm thanh châm chích, vết thương dữ tận nhanh chóng bị thiêu đốt, tụ lại một chỗ, lúc này, mảnh ghép còn thiếu của hỏa áo chân kinh cuối cùng cũng được lấp đầy thứ mà khương anh tử để lại cho hắn cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng đây hẳn là một điều đáng vui mừng nhưng bây giờ không phải là lúc để vui lý hỏa vượng nhìn những người phụ nữ đang ngây ngốc ở đó hắn cố gắng ghi nhớ thật kỹ những cảm xúc trong lòng lúc này để sau này không bị lãng quên bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim sau khi một nhóm người quét sạch toàn bộ hang ổ của đám thổ phỉ họ rời khỏi nơi tràn ngập tử khí ấy dưới ánh trăng bao trùm như lữ trạng nguyên đã nói quả thực bọn cướp có rất nhiều ngựa hơn nữa họ còn nhặt được một số vật dụng như mền hay lương thực trong hang, nhưng thứ khác đều có, chỉ duy nhất không có bạc, có vẻ nơi bọn chúng giấu bạc nằm ở phía sau bức tường đá bị sụp kia, nhưng trong hang động đó đã không còn ai sống sót, chúng sẽ bị chôn vùi ở đó mãi mãi cùng với những tên cướp bị du lão già giết chết. Đêm hôm đó, cả đoàn người không kịp ngủ, vội vã lên đường, đi mãi đến trưa hôm sau, sau khi rời xa xào huyệt của đám thổ phỉ, họ mới dừng lại nghỉ ngơi, khi những người khác đang ngủ thì Lý Hỏa Vượng và Màn Thầu các đêm, sau khi họ thức dậy vào lúc trời chạng vạng, lý hỏa vượng ngay lập tức chìm vào giấc ngủ khi hắn tỉnh dậy lần nữa thì đã là sáng của ngày hôm sau hắn dụi dụi đôi mắt nhìn khắp xung quanh thấy bạch linh miểu đang phát cháo cho những người phụ nữ đó giọng nói của tôn bảo lộc và cậu oa ở bên cạnh lọt vào tai lý hỏa vượng khi lý hỏa vượng nhìn sang những người phụ nữ đó giọng nói của tôn bảo lộc và cậu oa ở bên cạnh lọt vào tai lý hỏa vượng lão tôn ánh mắt của đám thổ phỉ này đúng là thâm độc những nữ nhân mà bọn chúng cướp được anh ấy đều rất đoan chính ngươi có nghĩ ta nên chọn một trong số những nữ nhân này làm vợ không ta không chê họ bẩn thỉu chỉ cần họ có thể sinh con là được thôi đi họ mới vừa thoát ra khỏi nơi đó ngươi đừng bắt nạt họ phóc nói gì vậy tào tháo ta cũng đâu phải lấy thề thiếp ta cưới hỏi đàng hoàng rước họ về làm vợ thì sao chồng ta không đẹp thật nhưng nếu họ thực sự muốn gả cho ta thì cũng là đang trèo cao đấy lão tôn hay ngươi cũng chọn một người đi nếu ngươi bỏ lỡ số này sau này khó kiếm được một cô vợ xinh đẹp như vậy lắm đấy đều là người đáng thương cả thôi quên đi chúng ta là đang giúp họ mà thử nghĩ xem dù bây giờ họ có quay lại cũng sẽ bị người khác rèm pha chỉ trỏ cả đời cũng không cả đi được chỉ có thể ở quá ít nhất đi theo ta họ cũng có bữa cơm nóng lý Hỏa vượng vươn tay kéo tấm chăn bông trên người xuống rồi đứng dậy hắn không quan tâm đến cậu a đang buôn chuyện tào lao mà đi về phía nữ trạng nguyên đang ngãn cháo lữ trạng nguyên được nghỉ ngơi cả đêm rõ ràng tinh thần đã tốt hơn ít nhất thì mặt mũi cũng sạch sẽ quần áo cũng không còn sọc kịch nữa thấy lý hòa vượng đến gần lữ trạng nguyên vội vàng đứng dậy để bát cháo trong tay mình vào tay cậu con trai ánh mắt đầy kính trọng món đồ này là của ngươi đúng không Lý Hỏa Vượng trả lại cái điếu thuốc về cho chủ nhân ban đầu của nó. A, à, đúng, đúng, đúng. Lữ Trạng Nguyên cúi đầu không lưng, vội vàng cầm lấy bằng cả hai tay, khiến tiểu đạo gia phải lo nghĩ rồi, mấy chuyện vặt vãnh này còn phải khiến tiểu đạo gia đích thân giao cho nữa. Thấy ấy nấy thì giúp ta một việc đi, vừa đúng lúc cần tới ngươi. Lữ Trạng Nguyên chợt thấy ngạc nhiên, tiểu đạo gia này thần thông quảng đại như vậy, còn có chuyện gì cần hắn phải giúp giúp sao? Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn những người khác đang ăn cơm bình thường, đúng vậy, giúp bọn ta cải trang một chút, vẽ lên hết chẳng mấy chốc khuôn mặt của mọi người đều được trang điểm theo kiểu gánh hát ngay cả trên chiếc mặt nạ tiền đồng của lý hỏa vượng cũng được vẽ thêm một bộ dầu dài treo trên đó khi vũ khí của mọi người được đưa lên xe ngựa một lúc sau một đội hộ tống vốn dĩ có phần lộn xộn đã biến mất chỉ còn lại một gánh hát khoảng 20 người sau này gánh hát này sẽ do ngươi dẫn dắt bọn ta đều là người dưới quyền ngươi người khác hỏi gì đều do một mình ngươi lộ diện có sự chỉ điểm của hầu lão nhị cách ăn mặc của họ đúng là quá dễ thấy buộc phải thay đổi một thân phận khác đây chính là mục đích của lý hỏa vượng lữ trạng nguyên cũng là người tinh ý hắn lập tức hiểu ra nhanh chóng vỗ ngực tỏ ý rằng không có vấn đề gì lý sư huynh thế này được chưa trên mũi cầu oa được vẽ thêm một hình tròn màu trắng vẻ mặt hắn ai oán hỏi bộ râu dài già nua trên mặt lý hỏa vương đung đưa qua lại theo nhịp lắc đầu của hắn cứ thử vậy đi nếu không trực tiếp mang bộ dạng kia đi lại trên đường quá dễ bị họ phát hiện chúng ta không thể đấu lại với toàn bộ hậu thục lúc này hắn đã tô đen ra mặt cộng thêm bộ râu quay nón cuối cùng là một bộ y phục nhà quan toàn thân khác một trời một vực so với vị đạo sĩ áo đỏ lúc trước trừ khi lột bỏ đi hoàn toàn lớp trang điểm nếu không tuyệt đối không thể nhận ra lý sư huynh ăn cơm nào bạch linh miểu trong trang phục hóa trang thành hoa đán bưng bắt cháo đi tới lý hỏa vượng nhận lấy đang định đưa lên miệng hút thì lại nhanh chóng quét nhìn xung quanh hắn thấy chỉ còn lại một mình xuân tiểu mãn vẫn chưa cải trang thấy lý hỏa vượng nhìn sang bạch linh miểu nhanh chóng giải thích lông mau trên mặt tiểu mãn tỉ quá nhiều trước khi trang điểm tỉ ấy phải tỉa bớt đi mới được mau cạo đi đừng làm chậm trễ thời gian không ai biết những người đó bao lâu nữa sẽ tìm được đến đây lý hỏa vượng nói ném thanh trường kiếm chém sắt như chém bùn qua cầm lấy cái bát rồi hút một hơi cạn sạch không cần cái đó đâu cũng đâu phải chặt đầu ta phải cạo mặt con dâu của lưỡi trạng nguyên la quyên hoa đặt bát trên tay xuống lấy ra hai sợi dây buộc tóc màu đỏ quấn trên cổ tay bước tới giúp đầu sợi dây đan chéo vào nhau nhanh chóng xoắn lấy tận gốc lông tóc màu đen trên mặt của xuân tiểu mãn lộ ra một mảng trắng khi lý Hỏa vượng ăn xong bát cháo của mình lông tóc trên mặt tiểu mãn cũng đã xoắn lại gần hết lúc này những sư huynh sư đệ khác cùng bước ra từ thanh phong quán cũng bất giác tò mò nhìn qua khuôn mặt của xuân tiểu mãn lúc nào cũng bị lông tóc bao lấy đây là lần đầu tiên họ thấy dáng vẻ nàng ấy trông như thế nào là quyên hoa cạo mặt rất cẩn thận tỉ mỉ thậm chí cả cổ cũng được cạo sạch sẽ xuân tiểu mãn hơi bất an nhìn sang những người khác trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm nói thật là chính nàng cũng không biết mình trông như thế nào tiểu mãn nhanh chóng đứng dậy đi đến trước cương đồng ngắm nghĩa thật kỹ khuôn mặt của mình sau đó nàng thấy một cô nương tầm 16, 17 tuổi trong gương khuôn mặt hình trái xoan thanh tú diễm lệ mũi cao thẳng tắp không dám nói đến hai từ tuyệt mỹ nhưng cũng rất xứng với hai chữ xinh đẹp, không biết người khác có hài lòng hay không, còn Xuân Tiểu Mãn thì tuyệt đối hài lòng, nàng dùng đôi bàn tay để lông ôm lấy gương mặt mình, rơi giọt nước mắt vui mừng, không ai muốn là một quái vật lông tóc lù xù cả đời, nàng cũng muốn trở thành một người phụ nữ như những người khác, kết hôn sinh con, hóa ra Tiểu Mãn vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, Lý Hỏa Vượng lầm bầm một câu trong miệng, lại bắt đầu thúc giục, đừng nhìn nữa, nhanh vẽ đi, vẽ xong thì mau chóng rời đi, cả hậu thục này không nơi nào an toàn với chúng ta. nữ cử nhân cầm cây bút lông vẽ lên từng nét, dưới sự bất đắc dĩ của tiểu mãn một lớp mực dày đặc đã phủ lên mặt nàng cộc 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 tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên một đám người hung thần ác sát cưỡi trên lưng ngựa từ bên cạnh vọt qua mấy người trong số bọn chúng nhanh chóng cẩn thận lướt qua vài cái đi qua gánh hát trước mặt chúng cũng không dừng lại quá lâu đây không phải là một điểm lành gì đi thôi nhanh lên đám người đó có lẽ là nhận sự ủy thác của bọn thổ phỉ đến tìm chúng ta lời nói của lý hỏa vượng khiến bầu không khí vừa mới thả lòng bỗng trở nên nặng nề trở lại không ai còn tâm tư đến việc ăn cháo nữa vội vàng thu dọn mọi thứ trong khoảng thời gian tiếp theo lý hỏa vượng không dám đi đường lớn cố gắng đi đường nhỏ hết mức có thể không biết nhờ vào lớp trang điểm hay do lựa chọn đường đi mười ngày sau nhóm người lý hỏa vượng đã thực sự thuận lợi đi đến một thị trấn đó là một thị trấn nhỏ nằm giữa những ngọn núi đá cũng chỉ bằng với kích thước của một con phố nhưng có vẻ vì là khu vực giao thông quan trọng nên có khá nhiều người qua lại nơi đây thấy con phố náo nhiệt này lý hỏa vượng thở phào nhẹ nhõm cũng được đã cách hậu thuộc thêm một đoạn đường nữa chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm ngày mai lại tiếp tục lên đường Lý Hỏa Vượng vừa nói vừa dẫn mọi người cùng đi vào bên trong, vừa đi được vài bước, hai mắt Lý Hỏa Vượng đột nhiên sáng lên, hắn thấy một lão già mà trước đây hắn từng ngẫu nhiên gặp trên đường, "Lão trượng, người đi đâu đây?" Kim Sơn Hoa vừa quay đầu lại liền thấy một lão sinh với bộ râu dài đang lên tiếng, sau một hồi xác định giọng nói, hắn có chút kinh ngạc nói, "Ồ, hóa ra là chân nhân, thật trùng hợp, thật trùng hợp." Đồng tử Lý Hỏa Vượng chợt co lại, nhanh chóng bước đến trước mặt đối phương, "Đánh ta? Hả? Tại sao?" Bụp, Lý Hỏa Vượng đấm một quyền vào ngực Kim Sơn Hoa, khiến hắn ôm ngực lùi về sau ba bước. Chân nhân, vô duyên vô cớ tại sao ngươi lại làm thế? Xin hỏi lão già này đắc tội ngươi chỗ nào? Kim Sơn Hoa suýt chút nữa bị một quyền này đấm đến ngất đi, nhưng Lý Hỏa Vượng lại mặc kệ hắn, chỉ cúi đầu nhìn xuống nắm đấm của mình, hắn tự lầm bầm, ta có thể đụng vào được, hơn nữa còn có xúc cảm, xem ra hắn thật sự không phải ảo giác giống như hòa thượng. Sau khi Lý Hỏa Vượng giải thích cộng với sự giúp đỡ của những người khác, cuối cùng lửa giận trong lòng Kim Sơn Hoa cũng đã nguôi ngoai. Còn về cái gọi là lý do mà Lý Hòa Vượng bịa ra, tin hay không thì chỉ có Kim Sơn Hoa tự biết. Lão trượng, nếu đã thuận đường thì chi bằng chúng ta đi chung đi. Thế nào, nếu trên đường có gặp rắc rối gì, chúng ta cũng tiện bề chăm sóc cho nhau, phải không? Nghe những lời này của Lý Hỏa Vượng, lại nghĩ đến thi thể của những tên thổ phỉ trước đó, Kim Sơn Hoa do dự một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Được chứ, lão hủ chỉ đi đường một mình, thật sự sợ một ngày nào đó sẽ bị con cọp cắp đi mất, nhiều người đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Nhưng mà chân nhân, có câu gọi là kính dưỡng người già của mình cũng kính dưỡng người già của người khác lão phu dù sao cũng tuổi ngoài tứ tuần nếu ngươi làm thêm mấy cú nữa ta thực sự nằm trong quan tài đấy tất nhiên không rồi ban nãy tại hạ thực sự lỗ mãng rồi thấy đối phương cuối cùng cũng đồng ý lý hỏa vượng mới thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không phải cố ý bám vào ông già xa lạ này chỉ là hắn sợ người này dù sao đã nhận ra hắn chị e giữa đường bị người khác tra hỏi sẽ tố cáo hắn với người khác hiện tại chỉ cần đặt hắn bên cạnh có chuyện gì cũng có thể dễ dàng theo dõi cả một thôn trấn nhộn nhịp người qua người lại lẫn vào trong đó diễn viên hí khúc như họ lập tức thu hút sự chú ý của người khác không ít người đứng lại và tò mò chỉ trò về lý hỏa vượng và những người khác không phải họ cũng đã nhận ra chúng ta là người của tứ tề rồi chứ suy nghĩ này của lý hỏa vượng nhanh chóng xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng biến mất nhóm người lữ trạng nguyên vốn dĩ không phải người gốc tứ tề cũng không hát kịch của tứ tề nên không có căn cứ nào để họ nghi ngờ điều đó nhưng những người này cũng đã nhắc nhở lý hỏa vượng so với việc nghi ngờ họ là người của binh gia tứ tề nếu một đoàn hát không hát hí lại càng khiến người ta nghi ngờ hơn sau một lúc cân nhắc lý hỏa vượng lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó lữ ban chủ nếu chúng ta đã là gánh hát thì nhanh chóng dựng sân khấu bắt đầu hát đi ngươi xem biết bao người đang chờ đấy diễn kịch đương nhiên phải diễn nguyên bộ bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nghe những lời của lý hỏa vượng lữ trạng nguyên lương gù gật đầu lia lịa nhanh 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 không nghe thấy tiểu đạo gia nói gì sao tìm một chỗ dựng sân khấu đi hắn bước tới trước mặt những người khác trong lữ gia nói a à cha ơi con kiệt sức rồi chúng ta mới thoát khỏi hang động bọn thổ phỉ ở đó hát còn chưa đủ sao, nghỉ thêm một xíu nữa đi. Lữ Trạng Nguyên lén nhìn qua Lý Hòa Vượng đang ở cách đó không xa, cầm tàu thuốc gõ mạnh vào đầu con trai mình, bảo người hát thì cứ hát đi. nói nhảm nhiều vậy làm gì? khi nào người làm cha ta đi rồi hãy nói mấy lời này. ở đây không có gậy gọc hay cọc tre gì nên cũng không dựng được một sân khấu chuyên nghiệp, chỉ có thể tìm một bức tường vỡ, sau đó đặt chiếc khăn trải bàn màu đỏ lên đó. vậy coi như xong. xe ngựa được dắt đến phía sau bức tường vỡ, đảm nhiệm vai trò làm hậu trường. tuy rằng thô sơ nhưng cũng may là người trong trấn không soi nói gì vừa thấy có vở kịch thì đều xúm lại đông đủ tất nhiên lý hỏa vượng không thể khoanh tay ngồi đó mọi người qua đó giúp đỡ đi nhớ kỹ thân phận của chúng ta hiện tại chúng ta chính là gánh hát sau khi diễn xong chúng ta sẽ về nhà chọn nghỉ ngơi thật tốt lời nói của lý hỏa vượng khiến tất cả mọi người đều đục tục đứng dậy giúp sức ngoại trừ kim sơn hoa thổi đàn kéo hát những người ngoài nghề như họ thực sự không thể giúp được gì chỉ có thể giúp chút việc vặt nhưng trước việc đó cũng khiến mấy người lữ trạng nguyên dễ dàng hơn rất nhiều lữ cử nhân bận một thân đen cầm thanh đao xuất hiện trên sân khấu đám đông đang xôn xao dần trở nên yên tĩnh những người khác không vỗ tay nhưng trong mắt đều ngập vẻ tò mò mặc dù hậu thục rất phổ biến hí khúc nhưng thời điểm này có thể thấy rằng họ dường như không quá bài xích những hí khúc khác đông trang đông lang cang cùng với nhạc kịch của gánh hát lữ già lữ cử nhân bắt đầu hát nay phụng chỉ được sai xuống núi đông trang cặp chuyện bất bình rút đao tương trợ lý hỏa vượng liên tục quan sát những quan khách bên dưới dùng nhận thức nhạy bén của mình để tìm kiếm những nguy hiểm có thể xảy ra nhưng may mắn thay sau khi tìm kiếm một hồi ngoại trừ việc phát hiện một tên trộm đang lấy trộm tiền của đám đông thì không có gì đáng chú ý hắn còn thấy kim sơn hoa cũng hòa vào đám đông cùng đứng đó xem hơn nữa còn xem vô cùng nhập tâm lý sư huynh trước đây không phải ta không muốn đưa cho ngươi cuốn thẻ che đó ta chỉ là giọng nói ngập ngừng đó vang lên từ phía sau đó là giọng nói của xuân tiểu mãn lý hỏa vượng trượt khoát tay ngắt lời nàng ấy ta biết vì ngươi bị gia đình bán đi nên luôn cảm thấy không có gì tốt hơn những gì chính mình nắm giữ nhưng đại thiên lục là không thể thứ này nguy hiểm vô cùng nếu sử dụng không đúng người sẽ mất mạng nhưng mà lý sư huynh vậy làm sao ngươi sử dụng được nó ta bàn tay lý hỏa vượng chạm vào bề mặt nhãn bóng của đại thiên lục trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười ảo não ta đã quen rồi lúc trước ta có chút nặng lời ngươi cũng đừng trách ta tính khí ta vốn dĩ không tốt ngươi đừng để ý lý hỏa vượng vươn tay lấy chiếc chuông ra đưa cho xuân tiểu mãn ngươi cầm lấy cái này mà dùng mặc dù mỗi lần sử dụng nó đều cần đến dương thọ nhưng ít nhất nó an toàn hơn đại thiên lục xuân tiểu mãn đưa tay nhận lấy nhìn chiếc chuông trong tay vẻ mặt nàng kinh ngạc nhìn lý hỏa vượng ở chung với nhau lâu như vậy tất nhiên nàng hiểu được sức mạnh của chiếc chuông này không ngờ đối phương lại thực sự trao nó cho chính mình cảm giác khó chịu trong lòng bỗng chốc biến mất không còn tâm hơi nàng muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ cô động lại thành một câu đa tạ lý sư huynh lý hỏa vượng thở dài thực ra đối với những thứ này hắn không hề muốn cho một món nào không phải hắn ích kỷ chỉ là những thứ này cái nào cũng vô cùng nguy hiểm trong thế giới điên rồ này nếu muốn nhận được thứ gì luôn phải trả một cái giá tương xứng ngay khi lý hỏa vượng đang dạy xuân tiểu mãn cách sử dụng đạo linh bên ngoài đã xảy ra một sự cố bất ngờ không phải có kẻ thù nào đó tìm đến mà là tâm trạng của nữ cử nhân trên sân khấu có gì đó không ổn nhìn dáng vẻ kích động của hắn rõ ràng là hắn đã nhập tâm vào vở kịch rồi ngay cả khi lý hỏa vượng không biết gì nhiều về hí khúc cũng có thể nhận thấy lời thoại trong miệng hắn rõ ràng là sai sơn phấn tựa liều thuốc mê người phù dung chính là dùng cách này câu chết sùng nhi tiểu kim liên tựa như ma núi ác độc thắt lưng dương liễu như dây cưỡi ngựa đôi mắt hạnh bồ ta đội nón xanh đôi tay ngọc ngà vạn khách gối đôi môi đỏ mọng vạn khách nhai quản làm gì trương sinh cùng lý triệu nguyên ương trên gối gọi kiều kiều sau khi hát xong đoạn cuối cùng vợ của lữ cử nhân là la quyên hoa vốn đang đánh cổng phẫn nộ nâng chiếc chiêng trong tay lên dùng hết sức đập vỡ chiếc chiêng chảy nước mắt lao về phía hậu trường loảng xoảng trên dưới sân khấu ngay lập tức rơi vào yên lặng sau một hồi sững sờ bên dưới sân khấu trượt ồ lên rồi bắt đầu sôi sùng sục tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên hay hay lắm hát thêm đoạn nữa thêm đoạn nữa đi cái này còn náo nhiệt hơn nhiều so với kịch anh hùng đây là loại kịch gì vậy để tiểu nương tử vừa đánh chiêng lúc nãy cùng lên sân khấu đi tiểu gia ta sẽ trọng thưởng đủ các loại tiền đồng bạc vụn còn có một số lương thực dần dần phủ đầy mặt đất đây là lần đầu tiên gánh hát lữ gia được thưởng nhiều như vậy trong suốt bao năm hát kịch lữ trạng nguyên dù sao cũng là chủ gánh hát thấy mọi thứ trên sân khấu bị hỗn loạn cũng có thể ổn định cục diện trước tiên hắn lao lên sân khấu đứng chán trước mặt lữ cử nhân vẻ mặt tươi cười không ngừng chắp tay cảm tạ quan khách sau khi vài chào xong hắn nháy mắt với cậu con trai nhỏ của mình nhanh chóng kéo lữ cử nhân đang hồn bay phách lạc đi về phía hậu trường lữ tú luôn luôn bị rớt lại phía sau lần này đã bắt kịp mọi chuyện hắn nhanh chóng xoay người lộn nhào mấy cái rồi xoay người lên sân khấu hắn nhặt chiếc chiêng trên mặt đất lật mặt lõm lại vừa gật đầu khom lưng cúi chào vừa nhặt những thứ đồ trên mặt đất cho vào bên trong chiêng chuyện của lữ gia có chút khó khăn lý hỏa vượng đi về phía xe ngựa tất nhiên hắn biết chuyện gì đã xảy ra với la quyên hoa khi bị bắt giữ trong hang ổ của bọn thổ phỉ chỉ là chuyện này hắn chẳng giúp được gì vừa tới bên xe ngựa hắn đã thấy lữ trạng nguyên đang cầm tổ thuốc đập vào đầu con trai cả nó là vợ ngươi đấy vậy mà ngươi lại đứng trên sân khấu nói vợ ngươi như thế làm vậy thì mất mặt ai hả là ngươi mất mặt chữ ai là lữ gia mất mặt chữ ai đột nhiên lữ cử nhân rưỡi tay ra trực tiếp giật điếu thuốc trên tay đối phương lữ trạng nguyên bị giật một cái nên loạn choạng ánh mắt kinh ngạc nhìn đứa con trai cả trước mặt mình mất mặt mất mặt cái gì đã là gánh hát thấp kém rồi chẳng lẽ chưa đủ xấu hổ sao gia đình chúng ta chính là hạng mặt lưu trong số mặt lưu gặp phải một con kỹ nữ trong vườn câu lan còn phải gọi một tiếng gì còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn gia đình chúng ta nữa sao người không thấy vẻ mặt hắn trong hang của bọn cướp sao là dáng vẻ ti tiện cười đùa với những tên cướp đó nàng ta thậm chí còn dám làm chuyện như vậy với một tên cướp trước mặt ta cha ta bực bội lắm ta bức bối lắm rồi bức bối đến chết đi được vẻ mặt lữ cử nhân cam phẫn tột cùng hắn quỳ trên mặt đất đôi bàn tay không ngừng đấm thùng thuộc xuống đất tại sao ta lại phải niềm nở vui vẻ với người khác ngươi còn không biết sao còn không phải vì lữ gia này hay sao nếu ta không bồi cười tú nhi đã sớm bị người ta mặc kệ đến chết người bức bối ta không bức bối sao người thực sự cho rằng ta không cần mặt mũi sao người thực sự cho rằng la quyên hoa ta là một con đĩ điếm sao nhưng ta còn làm được gì trong lòng ta cũng khó chịu lắm chứ nhưng ta biết ta chẳng phải đại tiểu thư gì ta chỉ là vợ của một con hát hèn nhát có chịu ấm ức cũng chỉ có thể nín nhịn chỉ có thể giả vờ như không quan tâm la quyên hoa đã hơi lộ rõ bụng bầu nói xong liền quay sang bên cạnh gào khóc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt lý hỏa vượng chậm rãi thở ra tất cả những điều này đều từ những tên cướp đó mà ra chừng nào những tên cướp đó vẫn còn ở đó thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn la quyên hoa việc chấn áp những tên cướp đáng ra là chuyện của nhà binh nhưng thực ra chính chúng cũng trộn lẫn trong số đó có lẽ những gì vương đức cửu nói lúc trước không hề sai binh lính và thổ phỉ thực ra chẳng khác gì nhau cái nơi rách nát này thật tồi tệ lý hỏa vượng không thể làm được gì nhiều hắn quay sang bên cạnh dặn dò so vài câu với các sư huynh muội khác ngay sau đó tôn bảo lộc và cầu oa kéo lữ cử nhân sang một bên còn bạch linh miểu và xuân tiểu mãn thì dìu la quyên hoa đi về phía bên kia lữ ban chủ đừng ngây ra đó nữa vực lại tinh thần nào vừa kịch vẫn chưa hát xong nữa lý hỏa vượng bước đến trước mặt lữ trạng nguyên lấy tay vỗ vỗ vai hắn lữ trạng nguyên như thể trong phút chốc đã già đi mấy tuổi nắm chặt bàn tay trống không không lưng đi về phía trước sân khấu tên nhóc cử nhân chưa từng như thế này bao giờ nhưng khi vừa bước ra khỏi hậu trường hắn phát hiện tất cả quan khách bên ngoài đã rời đi hết những người khác trên đường cũng có vẻ hoảng sợ tất cả đều tập trung về phía thị trấn lúc này hắn chẳng mang đến chuyện gia đình mình nữa nhanh chóng kêu to tiểu đạo gia tiểu đạo gia mau ra ngoài đi phiền phức rồi lý hỏa vượng vừa nghe thấy tiếng động đã lập tức chạy tới thấy rõ tình hình bên ngoài hắn lập tức yêu cầu mọi người chuẩn bị rút lui tình hình rõ ràng có gì đó không ổn cứ ở đây chờ ta ta đi xem chuyện gì đang xảy ra lý hỏa vượng nói xong liền vội vàng trở lại xe ngựa cầm kiếm cất vào trong áo kịch lao thẳng tới lối vào thị trấn đi xuyên qua đám đông lít nhít và những con lạc đà giận dữ chẳng mấy chốc lý hỏa vượng đã thấy cảnh tượng bên ngoài đó là binh lính một loạt binh lính đại đầu hung thần ác sát đã bao vây toàn bộ thị trấn đám quân binh này không mặc trang phục nhà binh tất cả đều ăn mặc lung ta lung tung thể loại gì cũng có thậm chí đến vũ khí trên tay cũng đủ mẫu mã cách duy nhất để lý hỏa vượng xác định được thân phận của chúng là trên đầu chúng đều có chữ tù màu lục lam khi lý hỏa vượng thấy hầu lão nhị đang mang một cây thiết thương nặng nề trà trộn trong đó hắn đã hiểu ngay mục đích đến của chúng chúng đến đây để tìm hắn hầu lão nhị đi theo những người lính thấp bé khác chúng cũng vác trên vai cây thiết thương màu đen nặng trịch cưỡi ngựa và đứng bên cạnh một vị tướng cao lớn không rời nửa bước, người này rất cao to, thân hình so với những người xung quanh lớn hơn hẳn một vòng, đeo mặt nạ sắt, mặc áo giáp vàng đen, thanh trường kiếm nặng nề trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng chỉ cần đứng ở nơi đó, sát khí ngột ngạt trên người hắn cũng dâng trào ngày càng dữ dội, Lý Hỏa Vượng đứng ở đó, từ xa đã cảm nhận được hắn mang đến cho Lý Hỏa Vượng một cảm giác rất tệ, nếu cố gắng phải so sánh với thứ gì đó, thì đó chính là một quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, thấy những người này, mọi người xung quanh đều xôn xao cả lên, là người bản xứ hậu thục bọn họ trông có vẻ còn bất an hơn lý hỏa vượng ông trời ơi đó là tạc binh là tạc binh đấy làm sao bây giờ mau chạy đi chạy cái gì lối đi đằng sau cũng bị bọn họ chặn lại rồi bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lý hỏa vượng rụt người lại len vào trong đám đông đầu óc hắn bắt đầu suy nghĩ chúng hẳn là đến để gây rắc rối cho mình nhưng có lẽ chúng vẫn chưa biết thân phận của ta nếu không họ đã sớm trực tiếp dẫn quân đến giết rồi lát nữa muốn chống đỡ màn tra hỏi của chúng thì không dễ gì nhưng có vẻ kỷ luật quân sự của những người này chẳng ra làm sao, có lẽ mình có thể thử hối lộ. Ngay khi Lý Hỏa Vượng đang âm thầm tính toán, một người đàn ông béo mặc quần áo lụa, vẻ mặt nhún nhường, chạy về phía quân đội đằng xa, vừa đến chỗ con đại hồng mã của tướng quân, hắn lập tức gỡ mũ xuống và bắt đầu thì thầm điều gì đó, nhìn dáng vẻ hắn ta, có thể thấy thân phận của hắn hẳn là một quản sự giống như một thân hào nông thôn trong thị trấn, đây là một vùng giao thông quan trọng, người ngoài lui tới chốn này không chỉ có một mình ta, ngư long hỗn tạp, dù có tìm người địa phương cũng vô dụng nhưng cảnh tượng xảy ra ngay sau đó khiến lý hỏa vượng đang suy nghĩ đột nhiên trong lòng trượt co rút mạnh thanh trường kích to lớn đột nhiên nhấc lên và chém xuống một cách nặng nề đầu người đàn ông béo và toàn bộ cơ thể hắn trực tiếp bị một đao chém lìa thành hai mảnh một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến lướt qua mặt mọi người cộc cộc tiếng móng sắt tiến lên vài bước vị tướng quân ở phía xa dùng đôi bàn tay được bao bởi miếng giáp chậm rãi nhấc mặt nạ trên mặt ra bên trong là một khuôn mặt xinh đẹp như một nữ nhân không đó chính xác là một nữ nhân giống như những tên tập binh khác khuôn mặt của nàng cũng có xăm chữ cảnh trung báo quốc bốn ký tự lớn như dòng bay phượng múa đã trực tiếp che đi khuôn mặt của nàng ta khiến cho toàn bộ khuôn mặt vốn dĩ rất thanh tú xinh đẹp lại trở nên đặc biệt hung ác các vị nơi đây có gian tế của tứ tể lèn vào vẫn mong các vị lượng thứ nữ tướng quân có giọng nói rất hay nhưng những gì nàng ta sắp nói lại khiến ai nấy đều kinh hãi keng lớp sắp nặng nề lại lần nữa che lại khuôn mặt của nàng ta nào lãng nhi ngày nào cũng khai đao giết toàn bộ chúng đi tránh bỏ sót tên gian tế tứ tể ha mũi đao lóe lên một tia sáng sắc nhọn nhắm vào tất cả mọi người trong trấn nhìn đoàn tàu phối quân đang dồn dập di chuyển lý hỏa vượng lập tức hiểu ngay mọi chuyện lũ xúc sinh này không hề có ý định chọn lọc mà muốn tàn sát toàn bộ thị trấn tung 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 tiếng chống trận đập lên hồi trong lồng ngực mỗi người trong tiếng gào khóc thảm thiết những tên tàu phối quân bắt đầu hành động chúng như lũ sói đói đến điên cuồng nhắm vào đàn cừu non tay không tấp sát lý hỏa vượng nhìn vào cảnh tượng hơn nghìn tên tàu phối quân đang lít nha lít sông lên hắn liền gạt ngay ý nghĩ chém đầu chúng đi làm như vậy thì xác suất thành công quá thấp hơn nữa hắn không biết gì về địch cũng không rõ nữ nhân này có năng lực gì nhưng nếu so với thân thủ của vương đức cửu trong lần đụng độ trước thì thực lực của nàng ta chắc chắn không hề thấp lúc này giúp những người khác bảo toàn mạng sống rời khỏi đây chính là thường sách sau khi xác định được phương hướng lý hỏa vượng trà trộn vào quân địch đi về phía thị trấn hắn muốn trở về nhanh nhất có thể tất nhiên những người khác cũng như vậy vì thế mà xung quanh náo loạn hết cả lên vừa mới vất vả lắm mới đến được thị trấn thì sau lưng hắn chuyển đến một tiếng gào chát chúa tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lên liền thấy một nữ tướng lĩnh đang nhấc cây trường kích chỉ về phía họ giọng nói lanh lành ấy như nổ tung trong lỗ tai mỗi người thiên địa hậu trùng long biến kỳ trung liệt long phi trận giết giết tất cả tàu phối quân đồng thanh hô rồi hừng hực tăng tốc di chuyển về phía thị trấn tiếng hô đầy khí thế dọa cho toàn bộ dân thường khu vực xung quanh sợ mất mật đến mức trong đầu chẳng còn gì ngoài ba chân bốn càng chạy trối chết tàu phối quân còn chưa đến gần thì đã có một số người bị dẫm chết tươi phập mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể từng người nhẹ nhàng đoạt đi sinh mệnh của họ khi đối diện với bách tính tay không tất sắt những kẻ vốn là cỗ máy giết người này ra tay vô cùng dứt khoát gọn gàng từng người cứ thế ngã xuống như lúa chín đến một thu hoạch bè lũ tặc phá quân thì lại vô cùng hưởng thụ bầu không khí giết chóc này trước khung cảnh máu đổ thành sông này thậm chí còn có không ít kẻ bắt đầu nốt nước miếng lý hòa vượng cố gắng chen chúc trong đám người qua lại không ngớt cuối cùng bị người khác chặn đường không nhích tiếp được cuối cùng hắn chẳng còn cách nào khác chỉ đành chạy lên nóc nhà tìm đường trở về lý hòa vượng chạy trên lớp gạch cao thấp nhấp nhổm trở lại vị trí trước đó thấy mọi người vẫn ở nguyên chỗ cũ không bỏ chạy lung tung cùng người dân xung quanh lý hỏa vượng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên cứ thấp thỏm đứng ở đó chờ và quan sát những người khác bỏ chạy bạt mạng trên đường dầm lý hỏa vượng từ trên trời rơi xuống dọa tất cả mọi người một phen hú vía chạy mau đừng hỏi tại sao trên đường đi ta sẽ giải thích chúng chuẩn bị giết đến đây rồi mau rời khỏi thị trấn này đi càng nhanh càng tốt mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng gương mặt nặng nề của lý Hòa vượng đã khiến tất cả nhanh chóng nhảy lên xe ngựa không một động tác thừa xe ngựa bắt đầu di chuyển bao bọc đám người bên trong tiến về phía trước Nhân lúc này Lý Hỏa Vượng bèn kể lại toàn bộ sự việc mà hắn đã chứng kiến cho những người khác. Sao chúng dám? Sao chúng dám? Đám xúc sinh, Kim Sơn Hoa tức đến mặt mũi tái xanh, hai tay run cầm cập. Nghe vậy, trong lòng Lý Hỏa Vượng liền xuất hiện một vài phòng đoán, hắn cẩn thận dò xét đối phương. Ngươi biết chúng phải không? Với thân phận của ngươi thì hẳn phải có cách nào đó khiến chúng dừng lại chứ. Trước kia hắn vẫn không rõ thân phận của vị lão nhân này, lúc nào cũng vô cùng thần bí. Nếu hắn thực sự là một nhân vật có tiếng tăm thì không chừng còn có thể giải quyết tình hình nguy cấp hiện tại kim sơn hoa chán trường lắc đầu bấy giờ tàu phối quân đã bắt đầu đồ sát rồi có cách hay không cũng như nhau thôi nếu vô dụng thì chớ có dài dòng không muốn chết thì mau mau đi thôi lý hỏa vượng và mọi người đang đi về phía lối ra hướng bắc hắn biết lối này cũng có tàu phối quân bao vậy nhưng ít ra không có nữ tướng lĩnh hồi nãy như vậy cơ hội sống sót có lẽ sẽ cao hơn một chút trong đám người đang tất tả di chuyển lý hỏa vượng bỗng nhận ra đám đông đáng lẽ phải chạy về phía trước thì nay lại đang bắt đầu chuyển hướng về phía ngược lại triệu ngũ giữ chặt dây cương lúc này nhất định không được để ngựa bị hoảng loạn mấy cỗ xe ngựa lúc này như con thuyền gỗ giữa dòng nước sông chảy xiết dù có lý hỏa vượng cũng những người khác ra sức trèo kéo nhưng vẫn vô cùng khó khăn mới tiến được về phía trước dòng nước sông chảy xiết đột nhiên dừng lại ngay tấp lự lý hỏa vượng vừa ngẩng đầu lên liền có một luồng ánh sáng đâm về phía của hắn lý hỏa vượng nhanh nhẹn né sang một bên rồi nhìn về phía chủ nhân của thứ vũ khí vừa rồi đó là một người với chữ tù trên mặt để biểu thị thân phận hắn cuối cùng họ cũng phải đối mặt với nhóm tạc phối quân đang bao vây phía sau lý hỏa vượng nâng thanh kiếm lên chém một nhát cả người lẫn binh khí đều cứ thế mà bị chém đứt sông ra ngoài chỉ có thoát khỏi vòng bao vây của bọn chúng thì ta mới có cơ hội sống sót lý hỏa vượng nhấc thanh kiếm lên tiến về phía tạc khối quân giết những sư huynh sư muội khác cũng chẳng chịu rớt lại phía sau tất cả cùng nhau xông lên trước sự phản công đồng loạt của lý hỏa vượng và những người khác bè lũ tạc phá quân dường như dường như phải chịu đà kích lớn đến mức trở tay không kịp bọn chúng chưa từng ngờ được rằng trong một đánh hát lại đột nhiên xuất hiện một đám người với thực lực không đổi được đâu dưới sự chênh lệch về trình độ như vậy chẳng bao lâu sau mà dưới đất đã có mười mấy người ngã xuống nhưng tạc phá quân đã phản ứng kịp thời ngay chúng bắt đầu lối đánh phối hợp lẫn nhau đồng thời sử dụng trường thương để cầm chân quân địch vì có lợi thế về số lượng nên chúng có thể chống lại được những đòn tấn công của lý hỏa vượng và những người khác không thể chỉ hoãn thêm được nữa lý hỏa vượng lấy ra kìm sắt rồi cho vào miệng kẹp thật mạnh bên cạnh sự đau đớn dữ dội còn có một loại cảm giác không nói nên lời khó chịu đến mức chua sót hai chiếc răng hàm bị nhổ ra đại thiên lục mở ra hai chiếc răng cồn cuộn bay về phía tạc phá quân nổ tung vụn cốt trắng xóa mịt mù chui vào da của tất cả mọi người tạo nên tiếng gào thét thảm thiết khắp nơi tạc phá quân vừa rồi còn đứng sừng sững hiên ngang liền lũ lượt đổ sạp chỉ trong một tích tắc keng 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 em thanh chói tai của đạo linh không ngừng vang lên dù lão ra bay xuống không ngừng đâm xuyên qua cơ thể của đám tạc phá quân hai bên kết hợp lại với nhau rất hiệu quả lý hỏa vượng có thể nhìn thấy con đường đất để chạy thoát qua đám tạc phối quân đang dần thưa thớt cuối cùng thì suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu hắn thì toàn thân lý hỏa vượng bị bao trọn bởi một luồng sát ý lạnh lão đến kinh người loại khí tức này cưỡng chế dồn ép hắn nhằm khiến hắn đầu hàng để rồi sụp đổ trực giác nhạy bén của lý hỏa vượng mách bảo cho hắn sự nguy hiểm hắn muốn cựa quậy nhưng toàn thân hắn lúc này tựa như đang bị bao bọc bởi băng giá không tài nào cử động được trước nào thanh kiếm trên người lý hỏa vượng bỗng vang lên tiếng long ngâm giải thoát hắn khỏi sự sừng xích của luồng khí tức vừa rồi đừng lúc lý hỏa vượng lộn nhào một vòng rời khỏi vị trí một tiếng rít chói tai nhanh chóng vang lên một thanh trường kích cuồn cuộn bay đến nặng nề cắm vào vị trí mà lý hỏa vượng vừa rời đi những mảnh đá văng tung tóe ra khắp nơi đập vào mặt lý Hòa vượng tạo nên những vết thương trên mặt hắn như cảm nhận được điều gì đó lý hỏa vượng ngoảnh đầu nhìn về nơi thanh trường kích được phóng đi cộc 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 nữ tướng lĩnh mặc trên mình một bộ giáp nặng trình trịch cưỡi trên lưng con ngựa to lớn điên cuồng dẫm đạp lên biển người chạy tới bốn chân mập mạp của con ngựa bị nhóm thành một màu giống với đạo bào của lý hỏa vượng nàng ta càng đến gần một thế lực kỳ lạ nào đó lại càng khống chế ép họ quỳ sạp xuống đất đầu hàng cùng cảm giác run rẩy trong lồng ngực ha ha cuối cùng cũng lòi ra rồi nhé gian tế của tư tề giọng nói của nữ nhân trước mặt mang theo một chút mỉa mai ta nói lại lần nữa thanh kiếm này là người khác cho ta ta không phải gian tế của tư tề ngươi mang bên mình kiếm của hữu gia bành long đằng ta cho rằng ngươi là gian tế thì ngươi chính là gian tế còn về việc thật hay giả thì liên quan gì đến ta con chiến mã to lớn bật nhảy cao qua biển xác chết đưa chủ nhân của mình phi về phía lý hỏa Vượng, hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác lý hỏa vượng chỉ còn cách trốn qua một bên vừa mới rút kiếm quay đầu nhìn bành long đằng đã giơ thanh trường kích lên nện vào ngay khoảng không cách hắn ba trượng cơn lốc gào rít ập tới kéo giật tóc của lý hỏa vượng khiến hắn ngả về đằng sau lực đạo mạnh nhường ấy Lý Hỏa Vượng kỳ thực không dám chắc rằng dùng binh khí có thể cản nổi đòn này, cho dù có cản được thì e rằng cơ thể hắn cũng sẽ bị nghiền nát. Khi Lý Hỏa Vượng vừa né đi, không ngờ thanh trường kích khổng lồ không rõ sức mạnh ấy lại bay theo nàng ta đuổi theo hắn. Bỗng nhiên, một bóng người đột ngột cao lớn hẳn lên từ phía bên cạnh, đó là Ca Chí Kiên, hắn gầm thét, dùng lang nha bổng trong tay đánh về phía thanh trường kích, một tiếng keng trầm thấp vang lên, thanh trường kích bị đánh lệch đi một chút, nhưng thanh trường kích ấy đánh móc một cú liền nhẹ nhàng đánh bay một người cao to vạm vỡ như Cao Chí Kiên. Keng keng keng, bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Tiếng chuông lại cất lên lần nữa, dù lão ra từ trên trời giáng xuống, phi về phía bành long đằng. Nhưng khi đôi tay được hình thành từ những đường cong ấy sắp chạm vào thì lại đột ngột bị chuyển hướng rồi bay vút đi. Đứng trước bành long đằng toàn thân mặc giáp, gương mặt đằng đằng sát khí. Dù lão ra ấy vậy mà chẳng dám động vào người đằng một cái. Lý Hỏa Vượng vội dùng ánh mắt cảnh cáo phía sau liền thấy tay phải của cao trí kiên xuất hiện một vết thương sâu đến mức nhìn rõ cả xương cánh tay bên trong ta sẽ chặn ả nữ nhân này lại các ngươi mau chạy đi thứ ả à muốn là ta nhưng không ai nghe theo lời của lý hỏa vượng tất cả mọi người đều kiên định đứng về phía sau lý hỏa vượng tiếng vó ngựa cộc cộc lại vang lên lần nữa bành long đằng dắt ngựa lùi về đằng sau mấy bước quan sát toàn bộ qua những khe hở của mặt nạ gương mặt dữ tợn của nàng ta lộ ra nụ cười vô cùng cợt nhà nhãi con xem ra những người này rất xem trọng ngươi ha không thì ngươi xem như này thế nào chúng ta tỉ thí một trọi một nếu ngươi thắng ta ta sẽ để ngươi cùng người của ngươi đi thế nào rất lười không đợi lý hỏa vượng đáp lời nàng ta kéo thật mạnh dây cương tựa như ngọn núi thấp đè xuống lần nữa nhìn bành long đằng trước mặt lý hỏa vượng cố gắng tựa sang bên trái không được cần phải đánh cho ả ngã khỏi ngựa như thế này thì thực quá là bị động hắn nhanh nhẹn cúi eo xuống né khỏi thanh trường kích bị đối phương quét ngang một đường thời điểm hai người băng qua nhau lý hỏa vượng nghiến chặt răng vươn mình khuya kiếm về phía chân sau con ngựa chém không rõ có phải do hoa mắt hay không lý hỏa vượng bỗng cảm thấy dường như trên mình con ngựa cũng có con mắt đang quan sát hắn ngay sau đó cẳng sau của con ngựa dường như có khả năng tiên đoán nó thu chân về rồi tung một cước tá hậu lý hỏa vượng nhảy vào trong không trung ngã đè vào một căn phòng thấp bé bên cạnh đến khi khi lý hỏa vượng loạn trọng bước ra khỏi đó bành long đang bèn mìm cười được đấy xem ra tên gián điệp của tứ tể nhà ngươi cũng có tài đấy nào tiếp nào nhìn chằm vào nữ nhân trước mắt lý hỏa vượng phun vài ngụm máu tươi xuống đất đối phương võ lực cao siêu bản thân hắn dường như đang ở thế bị áp đảo hoàn toàn nếu còn không dùng cách nào đó tàn nhẫn một chút thì e rằng hôm nay khó mà ra khỏi đây được ao 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 thẻ che nhanh chóng mở rộng trên mặt đất lý hỏa vượng thầm hạ quyết tâm hắn đặt tay trái lên phía trên ngay sau đó, hắn lấy ra con dao găm từ trong đống công cụ tra tấn rồi cắt xuống phần đất gồ ghề, Bành Long đằng thấy vẻ mặt này của hắn bèn nâng nhẹ cầm lên, một giây sau, một giải hắc ảnh bay đến giữa mặt Lý Hỏa Vượng, hắn vừa nghiêng đầu né sang một bên, nào ngờ rằng giải hắc ảnh vừa rồi chỉ muốn phân tán sự chú ý của hắn mà thôi. Phập, một cây giáo sắt đen đâm xuyên qua lòng bàn tay Lý Hỏa Vượng, giữ chặt lấy tay hắn vào mặt đất, Bành Long đằng cưỡi trên lưng ngựa chậm chậm đi đến trước mặt Lý Hỏa Vượng, hướng mũi kích cọ sát mặt đất, rồi hất bay đại thiên lục đang trải ra trên mặt đất bay lên nóc nhà thật không ngờ tên gian tế nhà ngươi còn cấu kết với lũ áo cảnh điên cuồng đây chính là một đấu một của ngươi đấy à lý hỏa vượng nghiến răng chất vấn bành long đằng ha ha tiểu tử ngươi tin lời ta thật à ta nói cho ngươi biết điều thứ nhất trong binh pháp là binh bất yếm trá cho dù phải dùng thủ đoạn nào phàm là có lợi thì không có chuyện không dùng đến ví dụ như bây giờ đây ta dạy ngươi thêm một chiêu dương đồng kích tây tới đây nào các con mau giết hết mấy con hát kia cho ta nhớ là đừng có giết nhanh quá từ từ giày vò từng chút một để chúng kêu cứu càng lớn tiếng càng tốt như vậy mới khiến tên tiểu tử này không còn tâm tình đâu mà chiến đấu nữa nhớ đầu bò quên đuôi câu nói của nàng ta khiến chán lý hỏa vượng nổi lên gân xanh trong lòng nhanh chóng dấy lên lửa giận, sao ngươi lý hỏa vượng vừa nói được một nửa bành long đằng liền giơ thanh kiếm trong tay lên đập vào mặt hắn không được ta không thể chết nếu như ta chết rồi có trời mới biết lũ người này sẽ xử trí bạch linh miểu bọn họ như thế nào lý hỏa vượng muốn tránh nhưng cơ thể hắn đã bị đóng chặt bởi cây đinh sắt không tài nào cựa quậy nổi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kích cách mặt mình ngày càng gần mau cử động đi mau cử động đi ngươi mau cử động cho ta đừng lúc lý hỏa vượng đang cuồng nộ gầm thét thanh trường kích ấy đâm xuyên vào đầu lý hỏa vượng nhưng ngay giây kế tiếp thanh trường kích lại chui từ trong ra cắm xuống đất cái đầu đáng ra đã bị đập nát của lý hỏa vượng giờ đây lại không có lấy một vết thương bỗng nhiên lý hỏa vượng lại cảm thấy cơ thể mình có thể động đậy rồi giờ không phải lúc lo những cái khác nữa lý hỏa vượng nhanh chóng rút kiếm ra đạp thật mạnh lên mình con ngựa rồi đâm về về phía mặt nạ của bành long đằng bành long đằng nâng kích phản công nhưng chỉ chém sửa bên trái của lý hỏa vượng một tiếng keng trong trẻo giòn vang thanh gương từ trước đến nay vẫn luôn không đủ sắc bén của hữu gia hôm nay bỗng nhiên đâm không nát mặt nạ giáp của đối phương linh quang vừa le lói lý hỏa vượng không chút do dự móc ra hỏa áo chân kinh chùm lên mặt nàng ta lý hỏa vượng nhìn bành long đằng bằng ánh mắt đầy sự thương hại miệng bắt đầu niệm đoạn chú văn vẫn chưa lưu lát kia cuốn sách bên trên bắt đầu tan chảy ngọn lửa cũng theo đó len lỏi vào trong các khe hở của tấm mặt nạ đi tìm những vị trí cần trị liệu em thanh châm trích văng lên bành long đằng tuôn ra một tiếng chửi rủa tiên sư nó nó chui vào trong mắt ta rồi nàng ta nhanh chóng gỡ chiếc mặt nạ ra đưa tay vào bên trong màu bắt móc vào bên trong cùng với những ngón tay của nàng ta là kiếm của lý hỏa vượng bản năng của bạch long đằng mách bảo có nguy hiểm nàng ta trượt xương cầm lên xương thanh trường kích trong tay lên chém về phía lý hỏa vượng lần nữa lý hỏa vượng sao có thể bỏ lỡ cơ hội dùng chân đạp vào đầu ngựa đang rộng mở này hát trượt rút kiếm đâm vào bên trong phập cơ thể Bạch long đằng cứng đờ thân hình cao lớn của nàng ta ngã nhào nhào khỏi lưng ngựa đại nhân đại nhân chứng kiến cảnh tượng này dù là tóc phối quân hay đoàn binh đều sợ vỡ mật lập tức dừng lại tất cả mọi việc trong tay rồi xông lên lý hòa vượng đạp vào lưng ngựa nhảy lên lấy lại đại thiên lục trên nóc nhà rồi phi về phía xe ngựa mau đi thôi nhân lúc địch đang loạn tan tác chúng ta mau rời khỏi đây xương của à nữ nhân đó quá cứng ta vẫn chưa đâm xuyên qua đâu xuân tiểu mãn liên tục lắc mạnh lục lạc vào đầu như phát điên mười mấy vị du lão ra từ trên trời giáng xuống nhắm về phía những kẻ chặn đường phi đến tình hình bành long đằng ngã ngựa lúc này khiến những tên tạc phối quân khác chẳng còn tâm trạng đâu mà chiến đấu nhờ có sự trợ giúp của du lão ra mà bọn họ thuận lợi thoát ra ngoài nhưng không ai dám dễ dàng buông lòng cảnh giác bất cứ lúc nào tạc phối quân cũng có thể đổi đến nơi rồi liên tục quất vào mông những con ngựa khiến tất cả các xe ngựa đều chạy về phía đại lộ ngay sau đó lý hỏa vượng đưa những người khác lấy một số đồ vật cần thiết rồi đi vào một con đường nhỏ vết vó ngựa có thể làm xáo trộn phương hướng truy đuổi của chúng con đường này phải đi rất rất lâu đến khi những người khác không chạy nổi nữa lý hỏa vượng mời để họ nghỉ ngơi ở một chỗ thấp trũng xuống về việc có thể chạy thoát được lý hỏa vượng cảm thấy rất kinh ngạc chuyện vừa rồi là sao à nữ nhân đó dường như bị mắc bệnh thần kinh vậy đó không đâu tự nhiên tân công vào má bên trái của ta bên má trái ta có gì à lý hỏa vượng quay đầu nhìn lại má bên trái của mình phát hiện ra bên má trái không có gì cả lý sư huynh lý sư huynh ngươi ở đâu nhìn nàng như vậy trong lòng lý hỏa vượng bắt đầu cảm thấy hoang mang lẽ nào mắt của bạch linh miểu có vấn đề ta to đùng như này mà nàng ta lại không nhìn thấy hắn đứng dậy vội đi về phía nàng nhưng vừa đi được vài bước tất cả mọi người đều bị dọa hú vía đồng loạt lùi về phía sau nhìn về phía ảnh mắt sợ hãi của mọi người đang nhìn chăm chú lý hỏa vượng lại quay đầu nhìn về bên má trái của mình lần này hắn nhìn thấy một thứ đó là một bóng lưng đỏ ao tựa như một cái ót cơ thể của người đó có một nửa ở ngoài một nửa bị kẹt trong tường vô cùng quỷ dị lý hỏa vượng vô thức một tay nắm chặt chuôi kiếm lùi về sau kéo dài khoảng cách nào ngờ lý hỏa vượng vừa lùi về sau người đó cũng lùi theo từ trong bức tường ấy xê dịch ra ngoài đến khi lý hỏa vượng nhĩn rõ bộ y phục trên người người kia cùng với túi đựng dụng cụ tra tấn dưới vạt áo hắn đột nhiên hiểu ra một điều đó rõ ràng là cơ thể hắn Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn liền phát hiện phía dưới hoàn toàn trống trơn, bây giờ bản thân như thể một cái camera ngay giữa không trung, vẻ mặt Lý Hỏa Vượng lúc này chỉ còn lại sự hoảng hồn, hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng đỏ ao kia lần nữa, miệng lẩm bẩm nói một mình, trời má ơi, nó động đậy thật kia, cơ thể của mình động đậy rồi, đây là một câu nói rất dễ lý giải, nhưng lúc này dùng với Lý Hỏa Vượng thì lại trở nên khó hiểu dị thường, Lý Hỏa Vượng thẳng người, quan sát bóng lưng đỏ chói kia cũng thẳng người theo, sau đó đưa tay phải đặt lên đỉnh đầu, lại thấy bóng lưng đỏ ao trước mặt làm ra hành động tương tự đây chính là cơ thể hắn rồi không lẫn vào đâu được lý hỏa vượng cúi đầu nhìn cơ thể mình lần nữa nơi đó trống rỗng không có bất cứ thứ gì nhưng hắn không tài nào chạm được vào chính mình hắn sờ lên cánh tay mình rồi lại sờ mặt nạ đồng tiền trên mặt bóng lưng trước mặt cũng làm y hay lý hỏa vượng giờ đây tựa như đang muốn dối bóng vậy thứ ở phía xa kia chính là coi dối của hắn so với câu hỏi thứ này là thứ gì thì lý hỏa vượng lại càng quan tâm hơn đến việc thứ này đến từ đâu nên xử lý nó như thế nào đúng rồi ta nhớ ra rồi chính là vào thời điểm tay ta bị đánh xuống dưới đất à nữ nhân kia đã dùng trường kích bổ vào tay ta đó chính là lúc cơ thể ta xuất hiện sai sót lý hòa vượng còn nhớ lại đòn tấn công hắn lúc trước của nàng ta cuối cùng lại đánh vào vị trí khác vì vậy nên mới để lộ ra sơ hở rõ ràng như vậy lúc đó hắn không kịp nghĩ quá nhiều bây giờ xem ra nàng ta thực chất đang tấn công hư ảnh của hắn rốt cuộc là như thế nào sao ta lại có thứ năng lực này dường như thế giới này đã xuất hiện một con virus chẳng có lẽ thế giới này vốn là giả suy nghĩ này khiến gương mặt lý hỏa vượng dần dần xuất hiện sự kinh hãi càng lúc càng rõ hơn bao giờ hết nhìn cơ thể bên cạnh, càng nhìn càng thấy giả đến kỳ lạ, hô hấp hắn dần trở nên rồn rập, hắn ôm lấy đầu mình, không ngừng chấn an bản thân nhằm ổn định lại tâm trạng, càng lúc càng dối của mình, không đúng, thế giới này chắc chắn là thật, không thể có chuyện tự mình tạo ra ảo giác được, chắc chắn là năng lực đặc biệt của tâm tố đã thức tỉnh trong ta, không sai vào đâu được, nhất định là như vậy, ta đen đùi biết bao lần như vậy, chắc chắn phải có lúc may mắn chứ, đây là điều rất bình thường, lý hỏa vượng, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, thế giới bên đó là giả, thế giới giới này mới là thật nhìn thấy sự đau khổ của lý hỏa vượng bất linh biểu đến gần hắn đưa tay với xong trước mặt nàng chỉ là khoảng không trốn rỗng xuyên qua hư ảnh ấy ta không sao ta không sao bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lý hỏa vượng cố gắng điều hòa nhịp thở lùi về sau gương mặt lữ trạng nguyên tràn đầy vẻ khiếp đảm hắn nói đây mà là không sao à đến cơ thể cũng không chạm vào được đây chính là quỷ rồi tiểu đạo gia từ lúc nào mà ngươi đã quên rằng ngươi là người chết vậy tình huống này chẳng ai giúp được lý hỏa vượng hắn chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ tiêu hóa hai nén hương sau lý hỏa vượng dần lấy lại sự bình tĩnh ta chưa chết chỉ là cơ thể ta có thêm một loại năng lực nữa mà thôi nhân lúc mọi người đều đang nghỉ ngơi lý hỏa vượng kể lại toàn bộ những gì hắn đã trải qua theo cách đơn giản nhất cho bọn họ nghe ồ ra là thế ra đây là phép thần thông của tiểu đạo gia lữ trạng nguyên thể hiện vẻ thông suốt hắn bất giác gật đầu lia lịa bạch linh biểu trầm ngâm một hồi sờ vào cơ thể không nhìn được của lý hỏa vượng nàng ta lộ rõ vẻ lo lắng lý sư huynh người sẽ như thế này cả đời sao ta chờ chút ta thử xem lý hỏa vượng cố gắng nhớ lại cảm giác lúc đó hắn hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại chuyển trở về mau chuyển trở về cho ta hợp lại là một thêm lần nữa sau khi vắt óc suy nghĩ một hồi lý hỏa vượng đột nhiên mở mắt ra hắn kinh ngạc phát hiện cơ thể mình đã trở lại rồi nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì hắn lại phát hiện ra vấn đề khác lần này cảm giác của cơ thể hắn chắc chắn đã hợp lại làm một nhưng vị trí này không đúng lắm nửa thân dưới của hắn giờ đây đang kẹt trong đất rồi dù cơ thể bị kẹt trong lòng đất nhưng lý hỏa vượng có thể cảm nhận cảm giác đứng trên mặt đất vô cùng chân thực cơ thể hắn cũng bị say lệch khỏi không gian thời gian này rồi cái này ta biết phép thần thông này ta biết lý sư huynh đây chính là độ địa thuật cầu oa không thể kiềm chế được niềm vui nói ra phát hiện mới của mình lý hỏa vượng chẳng buồn để tâm đến hắn tiếp tục nhắm chặt mắt thử lại khi mở mắt ra lần nữa cơ thể hắn thực sự đã ra khỏi lòng đất rồi nhưng thị giác hắn lại xuất hiện thêm khoảng trống từ một góc nhìn bỗng nhiên trở thành ba gói nhìn khác nhau nhìn vào tên hồng y đạo nhân phía dưới đang ngẩng đầu theo sự khống chế của mình lúc này lý hòa vượng có cảm giác như đang chơi game không được thử lại ta không tin không trở về được lý hòa vượng bắt đầu thử lại lần nữa hắn không chế vị trí của cơ thể mình muốn chuyển động chắc chắn không đơn giản chỉ dựa vào suy nghĩ mà phải là một cảm giác chuyển động vô cùng mãnh liệt cảm giác này giống như ngắm hoa trong màn xương vô cùng khó nắm bắt sau khi thử đi thử lại một canh giờ ở vị trí ban đầu cuối cùng hắn cũng có thể miễn cưỡng trở lại vị trí cũ rồi nói miễn cưỡng là bởi lúc này cảm nhận thị giác của hắn hơi cao hơn bình thường một chút đó là từ trên trán hơi thiếu chút nữa thì cho nó thiếu lý hỏa vượng không muốn thử lại lần nữa nhóm người bọn họ còn đang chạy nạn cơ mà nghỉ ngơi vậy là đủ rồi chúng ta đi thôi rời khỏi hậu thục nhanh nhất có thể ở lại đây càng lâu càng nguy hiểm nghe vậy tất cả mọi người đều gật đầu rồi cầm theo số hành lý chẳng còn bao nhiêu của mình đương ra ta không chạy nổi nữa rồi ta còn đang mang thai la quyên hoa xì xào nói thầm bị lý hỏa vượng nghe thấy hết lý hỏa vượng ngẩng đầu nhìn lên liền thấy lữ cử nhân không nói câu nào bồng vợ mình lên lúc trước khói lửa nổi lên khắp nơi trong thị trấn giờ đây đã bị hủy hoại hoàn toàn đâu đâu cũng là cảnh đổ nát thê lương một số căn nhà vẫn đang có lửa cháy bập bùng cũng chẳng ai quan tâm người chết bị lột như heo trắng chất đống lên thành từng chồng như những ngọn núi nhỏ lúc này tác phá quân túm năm tụ ba thành những nhóm nhỏ ngồi quanh đống lửa được đốt từ vàng mã của đại lương cúng nhau ăn thịt uống rượu một vị nam nhân béo trắng với cái khăn tay che mũi co do người lại như thể muốn né tránh những thứ ở đây bỗng nhiên hắn thấy dưới chân hơi trơn cúi đầu nhìn xuống mới biết đây là một khúc ruột úi cha má ơi nhìn thấy người này kinh sợ hoàng hồn tất cả những tên tặc phối quân xung quanh đều cười ồ lên tào giám quân thử miếng không vừa nướng xong đó đột nhiên một cái đùi lớn chín vàng vẫn còn vài sợi tơ máu xuất hiện trước mặt tào giám quân ngoại tào hải không chịu nổi nữa tựa vào đống đổ nát bên cạnh bắt đầu nô mửa nhìn bộ dạng kinh sợ của ngươi kia yên tâm đây là thịt heo không phải thịt người không thấy nó có bóng sao nghe vậy tào hải mới cảm thấy đỡ hơn một chút hắn cẩn thận đưa hai ngón tay ra đỡ lấy cái giò heo đầy về phía mình một chút tạp ra tìm bành tướng quân có chuyện khẩn cần thương lượng ngươi biết nàng ở đâu không ta vừa đi chủ doanh tìm nàng không có ở đó giám quân như ngươi còn không rõ thì ta làm sao biết được vừa đi cùng đám ra giúp cướp tiền cướp nữ nhân rồi đừng lúc tào hải rơi vào thế khó một bàn tay đầy lông từ bên cạnh với qua sờ vào phần bên dưới của hắn tào hải hốt hoảng lùi về phía sau vài bước giờ hắn mới phát hiện ra chủ nhân của cánh tay ấy là một thanh niên hắn đang giả bộ kinh ngạc nhìn vào tay của mình ái trà trà vừa rồi hình như ta sờ thấy thứ gì đó tào công công người cắt không sạch sẽ nha có phải để lại ít vốn liếng để nối dõi tông đường cho tào ra không tào hải nhìn thấy người này liền chẳng còn quan tâm việc bị trêu nghẹo nữa hắn vội hỏi hậu văn bây giờ ngươi là đoàn binh của bành tướng quân ngươi hẳn phải biết bây giờ nàng đang ở đâu chứ hê hê muốn biết không nào hậu văn cười xấu xa lại gần vỗ nhẹ một cái vào mông hắn chờ đối phương chán phía sau hắn lại đánh đằng trước ái ra ái ra đừng chiêu ta nữa nhà ta tìm bành tướng quân là thực sự có việc mà việc này liên quan đến tiền đồ của tướng quân đó tướng quân bị thương rồi đang ở bên kia trị thương cẩn thận chút tâm trạng nàng ấy bây giờ không tốt lắm tào hải chẳng quan tâm những cái khác hắn đi về phía chẳng được bao nhiêu căn nhà lành lặn mà hậu văn chỉ tần hải cẩn thận đẩy cửa ra lúc này bành long đằng đang nằm trên giường hai vị đại phu bên cạnh đang băng bó vết thương ở cổ cho nàng đi ra tần hải đi vào trong khi đến bên giường của bành long đằng hắn dậm thật mạnh chân xuống đất ngươi điên rồi phải không ngươi đã cho giết tận mấy nghìn người bành long đằng nhắm mắt dưỡng thần cất lời nói đánh trận thì không phát lương ai đánh trận hộ họ không ban thưởng ai đánh thắng hộ họ so với việc giết chết chúng thì đòi tiền còn khó gấp bội được nếu họ có điều khó nói vậy ta sẽ tự phát thưởng cho họ chém giết trên chiến trường lâu như vậy ta không thể bạc đãi lính của mình ngươi 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 tần hải tức đến mức không nói lên lời chỉ có vài ngàn mạng người trong cái tiểu trấn này mà thôi xem ngươi nôn nóng kìa ta không đổi mục tiêu thành tòa thành nào đó đã là tốt với lũ quan liêu kia lắm rồi nói nghe nhẹ nhàng gớm đó là con dân của hậu thục cơ mà tần hải tức đến gớt nước mắt hắn bồi hồi đi qua đi lại trong phòng bây giờ trên triều đình giờ đang nguyên náo túi bụi vì thiên tai ngươi cứ hết lần khác muốn cản trở bọn chúng giờ ngươi đều đắc tội hết với tất cả bọn chúng rồi đấy Bành Long Đằng đầy vị đại phu đang khâu vết thương cho mình ra rồi ngồi phát dậy. Thiên tai hay không thiên tai thì hà cớ liên quan đến ta. Cho dù trời có sập xuống thì tòng quân cũng cần được trả lương. Phải lại, ngươi sợ cái gì chứ? Có phải lần đầu có thiên tai đâu? Cô nãi nãi ơi, người lĩnh lương thì cứ việc lĩnh lương. Ngươi giết người làm gì? Tần Hải phàn nàn giơ ngón tay ra, dùng khăn tay lau sạch vết máu trên giáp của Bành Long Đằng. Vừa từ chiến trường trở về, cộng thêm việc có quá nhiều người chết mà chưa thưởng chưa lương nên trong lòng họ không khỏi bức bách nếu còn không mau thả họ ra thì họ sẽ gào thét bên trong văn trại mất tần hải nhào giọng nói dù người có nói cả ngày thì giấy làm sao mà gói được lửa ngươi làm như vậy thì triều đình sẽ biết hết biết thì cũng biết rồi ngươi tưởng lũ bọn chúng không biết gì hết à chúng ỉm mất quân lương của tạc phá quân mà thật sự không đoán nổi phản ứng của ta à bên phía trên sẽ không làm to chuyện này ra đâu bởi lũ quan liêu sẽ tìm cách lấp liếm thôi nếu việc bị làm ầm lên mặt mũi của ai cũng đều khó nhìn lắm bấy giờ tốt biêu bao nhiêu chúng chẳng cần bỏ tiền ra trả lương chúng ta cũng có tiền của mình cả nhà đều vui vả lại ta không hề cằn quấy đây là chuyện chính đáng mà ngươi không thấy ta lùng được mấy tên gian tế của tư tề ư nói đến đây bành long đằng như nhớ ra chuyện gì đó nàng ta xị mặt lại đưa tay vuốt ve nửa mặt trên trái của mình hình xem màu xanh lục trên gương mặt ấy đã bị cháy gần hết hai chữ tận trung ngoằn nghèo trông đáng sợ đến mức phát khiếp nhất là con mắt bên trái của nàng ta con mắt phượng thanh tú ấy của bành long đằng giờ đây bị bịt kín bởi một lớp băng trắng xóa cũng đồng nghĩa với việc nó đã mù rồi thằng tiểu tử, tử này được lắm không chỉ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta mà còn làm ta bị thương tài năng đấy giám quân ngươi đi liên lạc với một người trong giám thiên ti cái đến lúc tìm được vị trí của hắn rồi ta sẽ đích thân giết chết hắn ấy ấy tướng quân à bỏ qua cho nó đi nếu tên tiểu tử đó áo cảnh giáo thì không đến lượt ngươi bận tâm nữa đâu chúng ta về doanh trại thôi không được bành long đằng ta trước nay chưa từng có thủ nào không báo kẻ nào dám động đến ta thì đậu má chúng đều phải chết hết đó đâu phải là cái cớ ầy ngươi đem binh đi chém giết khắp nơi trong đất hậu thuộc này như vậy ngươi tưởng ngươi là bệ hạ ư tướng tại ngoại mệnh hữu sở bất thụ trước sơn thổ phỉ thụ kỳ tạo phản ngư nhục bách tính bổn tướng quân tiền khứ thảo phạt thơ này tác giả tự viết dựa theo một số bài thơ cổ khác dịch nghĩa tướng của nước khác có thể không lấy mạng nhưng thổ phỉ của trước sơn tạo phản mưu hại bách tính nhất định sẽ do bổn tướng quân thảo phạt mà tần hải tràn ngập sự bất đắc dĩ hắn tạo phản đâu mà tạo phản chẳng phải hắn vừa bị người đánh cho tơi bời sao ta bảo hắn tạo phản thì chính hắn đã tạo phản đôi tay bị áo giáp bao bọc của bành long đang đập mạnh xuống giường cái giường gỗ chắc chắn ấy giờ đây bị thủng một lỗ lớn Làng Nha bổng đập rầm xuống phía dưới, khiến đầu của con rắn dài hơn 2 mét nát bét. Cao Chí Kiên với tay moi lên, sau khi cười khờ khạo một lúc, hắn quăng nó lên đầu vai, dọn đường hồi phủ. Đây là một khu rừng đá, khắp nơi đều toàn đá là đá, ít nhất cũng không cô quạnh như trước kia. Cỏ cây xanh mơn mởn đã đem đến cho nơi này một chút sinh khí. Đi chưa được bao lâu, Cao Chí Kiên liền nhìn thấy một thứ khác lạ, đó là một hang động. Làm làm làm. Hắn giơ con rắn trong tay lên rồi bắt đầu lại gần. Làm cái gì mà làm? Lý sư huynh không cho nhóm lửa đâu, ăn tạm lương khô đi nhưng kim sơn hoa không nghĩ vậy hắn cười tủm tỉm đưa tay lấy con rắn về phía mình không có lửa vẫn chế biến được nha con rắn này có thể là món gỏi rắn nói rồi hắn lấy một con dao nhỏ phanh thịt con rắn ra sau đó cẩn thận thái thịt rắn tươi giói thành từng miếng vừa ăn rồi tỉ mỉ bài trí những miếng thịt kim sơn hoa lấy đôi đũa gấp hai miếng thịt hắn rắc thêm chút ớt bột lên phía trên rồi cho vào miệng mình che rồi ừng quả là mỹ vị không gì sánh bằng các vị cũng mau đến đây thử chút đi những người khác bu vào xung quanh bắt đầu mỗi người ăn một miếng cầu oa đang ăn uống say sưa thì đột ngột dừng lại hắn gọi lý hỏa vượng đang đứng cách đó một khoảng khá xa lý sư huynh mau đến đây ăn thịt rắn đi miếng thịt rắn tươi giói này vừa cho vào trong miệng liền có cảm giác béo ngậy khó cưỡng lúc này lý hỏa vượng chẳng buồn quan tâm đến hắn hắn tiếp tục ôm đầu thử nghiệm năng lực mới của mình xoẹt khi lý hỏa vượng mở mắt lần nữa lão phát hiện thị giác của mình nghiêng sang một bên như treo trên vách đá phía dưới vách đá ấy chính là đầu của hắn đến gần thêm chút nữa dừng sợ cứ từ từ thôi lý hỏa vượng không ngừng tự chấn ăn bản thân thị giác của hắn cũng theo đó mà dần thay đổi, nó dần dần đến gần cơ thể hắn và hợp vào làm một. Lần này chẳng có gì khác biệt, qua bao nhiêu ngày huấn luyện như vậy, giờ Lý Hỏa Vượng có thể thực hiện mà không sai một ly nào. Bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim, nhìn ngang nhìn dọc một hồi, cái bóng của Lý Hỏa Vượng đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt là man thầu. Bỗng nhiên trước mắt có thứ gì đó dọa nó một phen hú vía, đầu nó ngã ngửa ra đằng sau, ngã xoài trên mặt đất, màn thầu đứng thẳng lên, cục cả hai tay vào trong rồi vẫy đuôi nguầy nguẩy với hư ảnh của Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng lặng lẽ quan sát toàn bộ, trong lòng không khỏi tự nhủ, không cần biết nó từ đâu đến, thứ năng lực này siêu có tác dụng, lúc giao chiến mà bỗng nhiên sử dụng thứ năng lực này thì hẳn sẽ khó lòng mà tưởng tượng được tác dụng, tuy nhiên vẫn cần luyện thêm, phải luyện đến mức nắm rõ như lòng bàn tay mới được. Giờ đây Lý Hỏa Vượng có thể khiến hư ảnh của mình tùy ý xuất hiện ở nơi cách cơ thể khoảng một trượng, hắn cũng có thể để hư ảnh đứng nguyên vị trí cũ còn cơ thể thì xuất hiện cách đó trong khoảng một trượng, nếu trong tình huống bị địch tấn công thì Lý Hỏa Vượng sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào, cũng giống như trong lần trước giao chiến với nợ tướng quân vậy nhưng năng lực này cũng không thế dùng bừa bãi người khác không phải kẻ ngốc nếu đã mắc mưu một lần thì chắc chắn lần sau sẽ càng cẩn thận hơn lý sư huynh việc luyện tập thần thông ra sao rồi bạch linh biểu bưng một bát gỏi rán đi đến tạm ôn lý hòa vượng cầm đũa lên bắt đầu ăn như ăn mì thịt rán tươi không ngon nhưng với một người đã ăn lương khô phát ngán như hắn thì lại có mùi vị không tệ lý sư huynh còn bao lâu nữa chúng ta rời khỏi hậu thục lý hỏa vượng sừng đũa lấy từ trong lồng ngực tấm bản đồ mà trước đó kim sơn hoa tìm cho hắn bắt đầu cẩn thận xem lại chúng ta không được đi đường lớn nữa sau này buộc phải đi đường nhỏ thôi thậm chí có thể đường nhỏ cũng không đi được nhưng chúng không biết mục đích của ta là gì chuyện này ta có quyền chủ động hơn hai ngày nữa chúng ta sẽ đến được đây nếu đi thêm khoảng 7 ngày thì có thể đến được biên giới chúng ta không đi bằng cửa khẩu mà đi vòng qua bên cạnh chỉ cần ra khỏi hậu thuộc là ta được an toàn rồi nhưng chúng ta không trụ được lâu như vậy nữa số lương khô còn lại chỉ đủ ăn trong hai ngày nào thôi cả đoạn đường lấm lem bùn đất bây giờ nhóm của lý hỏa vượng sẽ trở về hình hài ban đầu tiếp tục lên đường đã vài ngày kể từ khi họ chạy thoát khỏi thị trấn lần trước lúc này gương mặt ai nấy đều tiều tụy thấy rõ chẳng còn cách nào khác nữa nếu ăn không ngon ngủ không yên thì chắc chắn sẽ thành ra như vậy khi đi đến một nơi hoang sơ bằng phẳng chút thì lý hỏa vượng lấy tay lau mồ hôi trên trán nói nghỉ ngơi một chút đi vừa dứt lời tất cả mọi người đều ngồi sụp xuống đất nằm lam lộn khắp nơi trên mặt đất miệng không ngừng thở hồng hộc bạch linh miểu cẩn thận lấy từ trong lồng ngực ra miếng bánh bột ngô cuối cùng rồi bè đôi nó ra một nửa nàng cất đi nửa còn lại đưa đến trước mặt lý hỏa vượng lý sư huynh này mau ăn đi lý hỏa vượng liếc nàng ta một cái sau đó với tay nhéo bụng nàng nơi đó sẹp xuống hành động này khiến bạch linh miểu vô cùng xấu hổ nhưng nàng lại không nỡ cực tuyệt đừng trừ lại ta biết ngươi ăn nhiều cần ăn thì cứ việc ăn nhất định không được để đói những chuyện khác ta sẽ nghĩ cách sau ta thực sự không đói người ăn đi bạch linh miểu lại đầy bánh về phía hắn lý hỏa vượng chẳng buồn nhận lấy hắn lại giờ bản đồ ra tìm cách bổ sung lương thực số thức ăn còn lại không còn đủ nữa phải nhanh chóng tìm cách kiếm thêm mới được hắn từng nghĩ đến cách cướp của bọn thổ phỉ nhưng vừa nhớ đến mối quan hệ đầy mơ dễ má của chúng với tạc phối quân thì hắn liệt gạt ngay ý nghĩ này đi rất khó nói rõ đám thổ phỉ ấy liệu có phải hậu phương của nữ nhân kia không trước kia phải khó khăn lắm mới thoát ra được bây giờ không thể chỉ vì miếng ăn mà đi chêu người tạc phá quân nữa không đáng tí nào cướp của bách tính bình thường lý hòa vượng lại gạt ngay ý nghĩ này đi hắn không thể làm ra những chuyện không bằng xúc sinh như sư phụ mình nữa hắn là lý hòa vượng không phải đan xương tử không cướp thổ phỉ cũng không ức hiếp thường dân nhưng vẫn phải kiếm đủ lộ phí cũng như lương thực, việc này thì thực hơi khó giải quyết. Đúng lúc này, cậu Oa cười khúc khích đi đến, định chộp lấy miếng bánh trên tay Bạch Linh Miểu nhưng lại bị nàng gạt đi. "Bạch sư tỷ, cho ta đi, Lý sư huynh không đói nhưng ta đói." "Không được, bây giờ chỉ còn lại chút lương thực này thôi, tự ăn của mình đi, ta ăn hết từ lâu rồi. Thế thì chịu đói đi, đói ấy hôm không chết được đâu." Cậu Oa ủ rũ thò tay vào trong lớp y phục rộng thùng thình của mình gãi mấy cái xương sườn. Hắn quay người lại, nhìn những người khác xung quanh nhưng lần này mọi người cũng chưa ăn, đến con người bao dung như Dương Tiểu Hải cũng không chia cho hắn. Dần dần hắn chuyển tầm nhìn của mình sang những nữ nhân được cứu từ trại thổ phỉ ra, biết thế ta đã bỏ lại mấy mẹ này rồi, chẳng phải làm gì cũng có lương thực miễn phí, đúng là phướng víu. Lời này của cậu oa khiến khuôn mặt của những nữ nhân ấy lộ rõ vẻ sợ hãi, tay chân luống cuống giúp vào nhau, người có còn là đàn ông không, sao nó làm thế, Xuân Tiểu Mãn không thể chịu nổi, đúng là thế mà, ta nói sai chỗ nào, đừng đừng bỏ lại ta, ta là người có ích, ta biết ở đâu có lương thực, cách đây không xa đâu, ta có thể dẫn mọi người đi. Lời này khiến ánh mắt của tất cả những người khác đỏ dồn về phía nữ nhân vừa rồi. Người vừa nói là một vị nữ nhân miệng rộng, từng bị thổ phỉ cướp tài sản thì chắc chắn nàng ta không đơn thuần chỉ là mạnh miệng. Thấy những người khác đều nhìn mình, nữ nhân ấy bất an cúi đầu xuống. Người nói thật chứ thật sự có thể kiếm thêm lương thực ấy lý hỏa vượng đi đến trước mặt nàng ta hỏi. Hắn vừa phát hiện ra mình vừa tự làm khó chính mình, có cả một nhóm người hậu thục ở đây còn cần bàn đồ làm gì nữa. Ừ gần đây có một cái thôn trang gì của ta làm ruộng ở đây ta có thể đi xin. Lý Hỏa Vượng nhìn xuống bản đồ trong tay, phát hiện ra bên trên không có bất cứ ký hiệu nào. Ha ha thôn trang với trại này vừa nhỏ vừa nhiều, làm gì có ký hiệu đặc biệt gì chứ? Kim Sơn Hoa đi tới lung túng giải thích, huynh đệ à, không hiểu thì không hiểu, ngươi giả vờ cái gì? Cái tên làm tiểu đạo gia chậm chẽ bao nhiêu việc này? Lời trêu chọc của Lữ Trạng Nguyên khiến Kim Sơn Hoa đỏ mặt, lão ca ca, ta không nói vừa đâu, cả cái hậu thuộc này ngươi biết có bao nhiêu thôn trang như vậy không? Được rồi, chẳng hơi đâu đi buôn chuyện, chúng ta cứ qua đó xem trước, ngươi dẫn bọn ta đến nhà gì tới cùng ngươi nhé. Lý Hỏa Vượng vừa dứt lời, mọi người còn đang nghỉ ngơi đều đồng loạt đứng dậy. Ngay sau đó, nhóm người đi theo nữ nhân miệng rộng đến ngọn núi đá cách đó xa xa. Khi đến dưới chân núi cằn cỗi, nữ nhân miệng rộng cũng không dừng lại mà dẫn theo những người khác leo lên ngọn núi trơ trọi. Mới bắt đầu còn có đường để đi, nhưng phía sau thì không có cả đường nữa, cần cả tứ chi trụm lại với nhau mới leo lên được. Có mấy lần Lý Hỏa Vượng tưởng nữ nhân này lừa mình, nơi khỉ ho cò gái này làm sao mà có thể có hẳn một thôn ở đây được. Nhưng sau khi leo muốn dã người lên được đỉnh núi, một bức tranh thế ngoại đào viên hiện ra trước mắt hắn núi này là bình đình sơn không ngờ trên bình đình sơn thật sự có một thôn trang càng quan trọng hơn hắn trông thấy từng khoảng màu xanh biếc của ruộng lúa mà ở hậu thủ quốc này thực sự rất hiếm thấy tên điên nào tên ăn no rừng mỡ nào làm đấy sao lại xây thôn trang ở trên này mệt chết mất cậu oa vừa bóp cái chân đau nhức vừa cằn nhằn lão hủ đoán là có thể vì muốn tránh siêu cao thuế nặng với lao dịch cũng có thể vì tránh tổng quân dù sao cũng chỉ có phải lý do này thôi ấy nghĩ như vậy thì bách tính khắp thiên hạ này đều cực khổ phải lo tâm khổ tứ vì biết bao nhiêu chuyện quan liêu của hậu thuộc áp bức người dân tàn nhẫn như vậy ư đến mức người ta phải lên cả trên núi ở quan lại bên nước bọn ta thì không như vậy đến một thu hoạch chỉ cần nộp đủ năm thành quan lương hơn nữa người làm ruộng không phải chịu lao dịch so sánh hơn thua với họ khiến lữ trạng nguyên được chìm trong cảm giác thỏa mãn giản dị trong lúc nói chuyện lý hòa vượng đã hỏi rõ nữ nhân miệng rộng về vị trí của gì tứ nàng ta đồng thời đi về nơi đó xem ra nơi này thực sự rất bình yên nhà nào nhà nấy đều sạch bong kín kít thế giới bên ngoài kia không hề ảnh hưởng đến nơi này dù chỉ một chút dường như đây thật sự là ngoại thế đảo nguyên vậy Lý Sư Huynh, chúng ta cũng tham thú hết thôn này rồi, mặc dù ít người nhưng họ đều là những người rất tốt, nhìn vào cảnh sát trước mặt, Bạch Linh Miểu như nhớ ra gì đó, mặt nàng lộ rõ vẻ vui sướng, đợi khi mọi chuyện lắng xuống, sau này có thể cùng mọi người sống ở nơi như thế này dường như là một lựa chọn không tồi, Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ, trực giác nhạy bén giúp hắn nghe được âm thanh bên trong căn nhà, một đám người ngoại thôn đến đây đã thu hút sự chú ý của mọi người trong thôn trang, nhưng khi nữ nhân miệng rộng nói ra tên gì tới cô nàng ấy, địch ý trên mặt mọi người cũng vơi bớt đi phần nào cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng thuận lợi nhất nhưng vừa nghe đến họ hàng xa của mình đến đây để xin cơm thì gia nhân trong nhà còn chẳng thèm mở cửa nữ nhân miệng rộng đứng ở trước cánh cửa đóng chặt sợ hãi nhìn những người còn lại nước mặt nàng không ngừng rơi xuống nàng nghẹn ngào nói ta ta thật sự không biết người thân cũng vứt bỏ ta ta không còn nơi nào để đi nữa rồi những người khác vẫn đứng nguyên tại chỗ gương mặt họ tràn đại sự bực tức lẫn bất an nếu không còn gì để ăn thì họ chỉ có thể hít gió tây bắc sống qua ngày thôi trong lúc nhất thời bầu không khí lộ rõ vẻ nặng nề đúng vào lúc này Xuân Tiểu Mãn phát hiện trên mặt Lý Hỏa Vượng không có bất kỳ phản ứng nào, nàng vừa định mở miệng, suyệt, Lý Hỏa Vượng đặt tay lên miệng ra hiệu cho Xuân Tiểu Mãn im lặng, hắn nghiêng tai về phía nam nghe ngóng gì đó, một lát sau, hiếm khi trên mặt hắn lộ ra ý cười, không vội, vấn đề về lương thực được giải quyết rồi, ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của những người khác, cơ thể Lý Hỏa Vượng chậm rãi di chuyển vào bên trong vách tường bên cạnh, ở đây chờ ta, lát nữa ta sẽ quay lại, giọng nói của Lý Hỏa Vượng vang lên không biết ở chỗ nào, chực chực chực, cái này thì ta biết đây chính là thuật xuyên tường mà cậu hai ta đã từng nói qua cao nhân chính là cao nhân mà làm quân tử leo xà nhà cũng phải lợi hại hơn người khác khi lý hỏa vượng giấu hư ảnh của mình vào trong tường bản thân hắn đã thuộc về một loại trạng thái ẩn thân lý hỏa vượng dán vào tường đi vòng quanh trong một ngôi nhà hắn đi xuyên qua sân ngoài nuôi gà đi thẳng vào bên trong phòng tiếng nói chuyện lúc nãy cũng nghe được rõ ràng hơn con trai à cái này của ngươi không được công phu này còn luyện chưa tới nơi tới trốn bao đi lấy cuốn kinh thư lừa gạt đọc thêm mười lần nữa vâng ngươi đừng trách cha người ác đây là cội nguồn lập ra của nhà họ ngô chúng ta nhiều gia sản như vậy cũng đều dựa vào một phần mà tổ tiên chúng ta đi lừa gạt bên ngoài đó lý hỏa vượng khẽ thở dài một hơi xem ra cũng không có cái gì mà thấy ngoại đạo viên địa phương rách nát này thế mà cũng có người dùng trò lừa gạt làm giàu nhưng mà như vậy thì càng tốt mình có thể quanh minh chính đại đen ăn đen giải quyết được việc khẩn cấp thật không ngờ tới tác dụng đầu tiên của năng lực mới của mình lại là đi trộm đồ trước đây còn không nghĩ tới việc kiếm lộ phí đi đường của áp tiêu kết quả bây giờ lại làm loại chuyện hơn như vậy nữa có lẽ ta không thích hợp làm chuyện chính sự rồi vừa nghĩ qua loa những chuyện này lý hỏa vượng vừa lục soát trong cả nhà hắn nhanh chóng tìm ra một nơi tối tăm vừa mở ra thì thấy bên trong toàn là bạc và vàng bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim các loại dáng vẻ cùng cũ kỳ đều có vừa nhìn là biết không phải đồ sạch sẽ gì rồi trên mặt lý hỏa vượng lộ ra vẻ vui mừng lộ phí sau này đã có rồi hắn nhanh chóng tìm một cái túi sau đó đặt vào trong ngực mình lúc này hai cha con gian nhà cách vách còn vẫn đang thảo luận về thật lừa gạt tiếng động không ngừng truyền vào trong lỗ tai hắn con à nhà chúng ta chỉ có người là độc đinh ngươi học tập cho hẳn hoi vào nếu ngươi không học được thì hương khói của phái nam nhà chúng ta coi như đứt đoạn rồi con nhớ rồi cha à ta nhất định sẽ học thật tốt sẽ không phụ lòng với công bồi dưỡng của ngươi đâu nghe vậy trên mặt lý hỏa vượng lộ ra vẻ khinh thường một ổ lừa gạt mà còn có vinh dự của gia tộc lừa gạt sau khi nhanh chóng đi vòng quanh một hồi lý hỏa vượng tìm thấy hầm trú ẩn của nhà bọn họ rồi đi vào bên trong bên trong chất đầy các loại thịt muối và hũ dưa muối Lý Hỏa Vượng mang những thứ đó ra bên ngoài sau đó ném qua cho những người khác ở bên kia đầu tường. Cảnh tượng này vô cùng kỳ quái, một bình thức ăn sẽ tự mình lơ lửng chạy đến bên góc tường. Nếu để người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ bị dọa sợ giật mình. Tiếng nói chuyện của hai cha con vẫn tiếp tục vang lên bên tai hắn. Con à, chờ lần này xuống núi, ngươi hãy lừa về cho ta một cô con dâu. Chỉ cần ngươi có thể lừa về được thì ta sẽ coi như ngươi đã xuất sư rồi. Cha, con dâu cũng có thể lừa về sao? Nói nhảm, chỉ cần ngươi chăm chỉ chuyên tâm lừa gạt thì có cái gì không thể lừa đâu. Khi đó mẹ ngươi cũng là do ta lừa về đó, bây giờ nàng còn chẳng hay biết gì đâu, không biết tại sao càng nghe, lửa trong lòng Lý Hỏa Vượng càng lớn, Lý Hỏa Vượng dừng việc trong tay lại, nếu không thì dứt khoát giết chết bọn chúng đi, bởi vì nguyên nhân của Tả Vong đạo trước đây cho nên bây giờ lòng thù địch của hắn đối với những tên lửa gạt vô cùng lớn, tốt nhất thì toàn bộ những tên lửa gạt trong thiên hạ nên chết hết mới phải. Đạo sĩ à, người không thể làm như vậy được, quả thật là bọn họ làm chuyện không đúng nhưng mà chí ít thì bọn họ cũng không đáng tội chết, giọng nói bên cạnh dọa Lý Hỏa Vượng sợ hết hồn hắn phát hiện hòa thượng đã không gặp một thời gian bỗng nhiên lại xuất hiện hòa thượng vây quanh lý hòa vượng nói lải nhải những lời nói khuyên người ta hướng về phía trước sau nhiều lần do dự cuối cùng lý hòa vượng cũng bỏ qua suy nghĩ này hòa thượng nói không sai mình không thể giết bọn họ được mình không thể luôn coi giết người làm thủ đoạn duy nhất được nếu không sau này khi cầm búa trong tay thì nhìn cái gì cũng thấy đều là đinh cả bản thân sẽ càng ngày càng trở nên cực đoan tuy nhiên tội chết có thể miễn tội sống khó thoát hắn quyết định móc sạch triệt đề gia sản trong nhà bọn họ để cho bọn họ hưởng thụ được cảm giác bị mất đồ là như thế nào sau đó, Lý Hỏa Vượng trộm sạch cả trong lẫn ngoài nhà bọn họ, chỉ cần là đồ ăn được cùng với những thứ đáng giá đều bị trộm hết. Con trai à, khi lừa gạt người thì người không thể lừa vớ phần được, nhất định phải có mấy phần giả mấy phần thật, như vậy thì người khác mới tin được. Cha à, cái này thì ta biết, nhưng mà rốt cuộc là mấy phần giả mấy phần thật chứ, trong kinh thư lừa gạt cũng không có nói á. Đần, cái này đương nhiên phải nhìn địa thức ăn của người ta rồi, người dễ lừa gạt thì ít nói lời thật, nói dối nhiều một chút, người mà khó lừa gạt nhất là những người đặc biệt cố chấp thì ngươi nhất định phải nói nhiều lời thật lòng trước mặt hắn như vậy đợi đến lúc ngươi đi lừa gạt thì người khác mới tin ngươi được nhớ cho kỹ lời nói của một tên lừa gạt đạt tiêu chuẩn thì bên trong nhất định phải có lời thật lòng nhớ rồi ạ à. lý hỏa vượng vừa chuẩn bị rời đi nghe vậy thì lại lượn quanh trong nhà lần nữa chờ đến lúc hắn đi ra thì một cuốn sách nửa cũ nửa mới đã nằm trong tay hắn rồi phía trên viết bốn chữ kinh thư lừa gạt siêu siêu vẹo vẹo ta cho các người lừa gạt này sao vậy cầm đủ hết chưa hư thể cùng bàn thể của lý hỏa vượng chồng lên nhau đứng trước mặt người khác cầm đủ rồi cầm đủ rồi chúng ta cũng không buông được nhưng mà lý sư huynh à những đồ vật này lấy từ đâu vậy cậu oa nhét một miếng thịt muối vào trong miệng mình nói cầm đủ là được rồi chúng ta vừa đi vừa nói trên đường khi dần dần đi ra khỏi thôn này thì tiếng gào thét thê thảm cũng dần dần vang xa trong tai lý hỏa vượng cha à kinh thư lừa gạt của nhà ta bị trộm rồi cha à gà trong nhà chúng ta bị trộm rồi cha à nồi trên bếp nhà chúng ta cũng bị trộm rồi nhiều đồ như vậy phải phí hết một phen công phu thì mới rời từ trên đường núi gập gành xuống dưới được nhưng mà nhìn đồ vật nặng chữ trong tay, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự vui vẻ, cuối cùng thì cũng không bị đói nữa rồi. Chuyện đầu tiên sau khi xuống núi chính là tìm nguồn nước, đốt lửa nấu cơm ăn một bữa cho thật ngon. Sau khi đi ăn no rồi, vẻ lo âu trên mặt mọi người đều biến mất, ngay cả tính khí cũng tốt hơn một chút. Các muội à, xin lỗi nghe lời nói trước đó của gia đều là vô tình. Cầu Oa cười híp mắt tới gần những người phụ nữ kia, "Ngươi tránh ra đi, ai mà không biết bây giờ trong đầu của ngươi đang suy nghĩ cái gì chứ? Ăn no rồi liền muốn làm những chuyện bị ổi, tiểu mãn tỷ à, xem ngươi nói này những lời trước đây ta nói cũng không phải là vì suy nghĩ cho mọi người à mọi người ăn vừa nghe bọn họ cãi nhau lý hỏa vượng vừa vươn tay móc ra vật trước đó mình trộm được đưa những cái túi nặng chữ này vào trong ngực bạch linh miểu đây đều là hàng tích chữ của tên lừa gạt kia vàng bạc gì đều có cả người đến thử đi ừm cuối cùng lý hỏa vượng cũng được rảnh rỗi nhìn những người khác cơm nước no nê trái tim treo trong lòng kia cuối cùng cũng được đặt xuống giải quyết xong vấn đề vật tư rồi tiếp theo chỉ cần thuận lợi đi qua hậu thuộc thì rắc rối lần này cũng sẽ an toàn vượt qua rồi suy nghĩ một chút hắn lại lấy cuốn kinh thư lừa gạt trước đó ra xem thế mà vẫn có sách chuyên môn dạy thuật lừa gạt thật đúng là lần đầu tiên được thấy đấy ha bên trong ngay cả phương pháp nói chuyện lừa gạt cũng có luôn lý hỏa vượng vốn muốn lật qua loa xem để giết thời gian nhưng mà càng lật xem vẻ mặt lý hỏa vượng lại bắt đầu dần dần ngưng trọng lại thân thể cũng ngồi thẳng dậy hắn phát hiện một số những lời thuật trong này đều đã được tọa vong đạo sử dụng qua trên người mình rồi lời mà tọa vong đạo nói quả thật có một phần là giả nhưng trong đó cũng có một phần là thật lý sư huynh làm sao vậy ta cũng không biết nữa vừa nãy vẫn còn tốt mà sao vừa mới đọc sách lại đi đứng không bình thường rồi bạch sư muội hay là ngươi đi xem thử đi không phải là lại phát bệnh chứ bị những người khác giật dây bạch linh miều liền đi qua giọng nói thấp thỏm cẩn thận nói với lý hỏa vượng đang ngồi xồm dưới đất lý sư huynh ngươi không sao chứ nàng lướt trộm những hàng chữ trước mặt lý hỏa vượng hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào những chữ kia bởi vì bạch linh miều không biết chữ cũng không biết trên đó viết cái gì nhưng nhìn bộ dáng kia thì những chữ kia hẳn là rất quan trọng với hắn thấy hắn không chú ý đến mình Bạch Linh Miểu suy nghĩ một hồi liền cầm cái roi ra gõ trống đeo bên hông dùng sức hất cuốn sách đặt ở bên người Lý Hỏa Vượng kia bay ra thật xa. Vừa nãy Lý Hỏa Vượng chính là sau khi nhìn cuốn sách này mới biến thành bộ dáng hiện tại, có lẽ cuốn sách này là vật suy xẻo. Sau khi làm xong chuyện này, Bạch Linh Miểu nói tiếp, Lý Sư Huynh, ngươi có sao không? Cảm giác của Lý Hỏa Vượng luôn luôn nhạy bén nhưng lúc này hắn hoàn toàn không nghe thấy người khác đang nói gì. Toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt vào mấy hàng mình chữ trên đất. Ta là bành chất, là một trong các tam thi, giả ta là một trong các đại tam nguyên tọa vong đạo, trước đây là tọa vong đạo lừa ta là ta hướng dẫn bọn họ làm như vậy giả người chết ở chấn trên đều là do ta giết giả một trong các cấp cao của tọa vong đạo cũng chính là tâm tố hắn sống được 190 tuổi rồi hắn đã hoàn toàn thoát khỏi ảo giác lý hỏa vượng nhìn điều thứ tư trong đầu cân nhắc các khả năng chẳng lẽ đây là thật nếu người khác đều muốn tâm tố thì nhất định tâm tố rất có giá trị nếu bọn họ có thể sử dụng thì tại sao tâm tố mình lại không thể dùng chứ thông qua việc đột nhiên có được năng lực suy đoán mới tiềm lực của tâm tố có thể lớn hơn nhiều so với mình tưởng tượng nếu thật sự có cách vậy chứng tỏ bệnh của ta có thể trị được ta có thể trở thành người bình thường không thậm chí nói không chừng ta có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh này của tâm tố có thể hoàn toàn có chỗ đặt chân tại thế giới này nếu thật như vậy những người khác cũng sẽ không dám lừa gạt ta hãm hại ta nữa nghĩ đến chỗ kích động lý hòa vượng cảm giác cả người mình tràn đầy sức mạnh cuối cùng tâm tình khi u sầu của mình lúc này cũng đã trở nên sụp sôi hơn rồi nhưng mà lý hòa vượng dần dần bình tĩnh lại hết thảy những cái này đều có một tiền đề lớn đó chính là thời điểm khi tọa vong đạo nói lời này phải là lời thật lòng xem xét đến việc giao tiếp với tọa vong đạo trong quá khứ chuyện này quả thật có chứ không chắc chắn được lý hỏa vượng không biết được điều cuối cùng này có bao nhiêu xác suất là lời nói thật nhưng cho dù chỉ có một phần trăm thì đối với hắn bây giờ mà nói đều tràn đầy mê hoặc hắn quả thực quá khát vọng rồi không đơn thuần chỉ là vì có được năng lực mạnh hơn mà còn là vì để thoát khỏi việc gặp khó khăn căn bệnh không theo một thời gian nhất định khiến mình biến đổi thất thường giữa ảo giác và hiện thực này quả thật quá hành hạ người trước đây khi trải qua cái cảm giác còn thống khổ hơn cả cái chết lý hỏa vượng thật sự không muốn thử thêm lần nào nữa bây giờ thì không được chờ sau khi chạy ra khỏi hậu thuộc rồi ta có thể thử thu thập thông tin ở phương diện này ăn cây nào rào cây đó dùng lý tính để phân biệt bây giờ ta nhất định phải cẩn thận không thể tùy tiện tin tưởng bất cứ lời nói nào của tọa vong đạo được mặc kệ hắn là thật hay giả mọi chuyện đều lấy tính chân thật làm tiêu chuẩn cẩn thận sắp xếp các manh mối xong lý hỏa vượng liền đứng dậy sau đó hắn thấy những người khác ở phía xa đang dùng vẻ mặt cổ quái nhìn mình nhìn ta làm cái gì vậy trên mặt ta có chữ sao không không có gì không có gì Dương Tiểu Hài bưng cái nồi sắt lớn định cáo lên lưng thì bàn tay to lớn của Cao Chí Kiên đã vươn ra sách nồi lên. Những người khác cũng bắt đầu thu thập hành lý, làm ra vẻ chuẩn bị xuất phát. Lý Hỏa Vượng nhìn xung quanh một chút, cầm cuốn kinh thư lừa gạt ở phía xa lên nhét vào trong ngực mình, sau đó chuẩn bị đi tiếp. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, hai tên lừa gạt kia có khả năng cũng là người của tọa vong đạo hay không? Bọn họ lại đang tính toán lừa gạt ta sao? Dừng lại, ta phải trở lại một chuyến. Nói xong, Lý Hỏa Vượng đen mặt lập tức lấy kinh thư lừa gạt trong ngực ra ném xuống đất, ngựa không ngừng vó đi về phía núi bình đình kia một màn này khiến cho những người khác đều không phản ứng kịp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không nói chuyện nữa ta đi thử xem tránh cho hắn phát bệnh giữa chừng xuân tiểu mãn nói xong liền lập tức sách kiếm của mình lên đuổi theo những người còn lại chờ hai tiếng đồng hồ đến khi trời sắp tối rồi cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy lý hỏa vượng trở về từ núi bình đình kia mà xuân tiểu mãn mang theo vẻ mặt không đành lòng đi theo sao vẻ mặt của lý hỏa vượng tốt hơn nhiều so với thời điểm lên núi sáng vẻ tự như thở phào nhẹ nhõm vậy bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim sao vậy xảy ra chuyện gì sao Cẩu oa chạy đến bên người xuân tiểu mãn nhỏ giọng hỏi hai tên lừa gạt kia quá thê thảm rồi hay thật sự quá thảm rồi chỉ là lừa người mà thôi không đáng tội chết mà tại sao lý sư huynh lại muốn làm vậy chứ xuân tiểu mãn muốn nói lại thôi tựa như không biết nên giải thích như thế nào hắn muốn nhìn xem hai người kia có mấy khuôn mặt dĩ nhiên bọn họ chỉ có một khuôn mặt rồi Cẩu oa lập tức cảm thấy ra đầu tê dại đừng nói nữa nhân lúc trời còn chưa tối chúng ta nhanh chóng lên đường đi đừng có quên bây giờ chúng ta còn đang bị người khác đuổi giết đó. Lời nói của Lý Hỏa Vượng khiến cho hai người vội vàng gia tăng nhịp bước theo sau, hai người ăn ý không nói chuyện xảy ra trên núi Bình Đình nữa. Đúng vào lúc này, khi những người khác vừa mới chuẩn bị lên đường thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Lý Sư Huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi vẫn ổn chứ? Vẻ mặt Lý Hỏa Vượng cực kỳ khó coi, hai tay ôm lấy đầu, khóa xưởng xích, chó ta lại, sắp đến rồi. Lý Sư Huynh, không có xưởng xích, ở trên xe ngựa hết rồi, mau đào hố, đào hố chúng ta đi, nhanh lên tuyệt đối không được để ta chạy lung tung chưa đợi bọn họ đào xong hố lý hỏa vượng đã lần nữa quay trở lại trong phòng bệnh tràn đầy nước khử trùng có một người đứng trước mặt hắn đó là một thanh niên đeo mắt kính mặc áo blues trắng áo blues trắng khẽ mỉm cười dùng tay đẩy đẩy mắt kính của mình lý hỏa vượng ngươi tỉnh rồi để ta tự giới thiệu một chút ta là bác sĩ điều trị chính của ngươi ta họ hầu bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi thời gian tỉnh táo hình như ít hơn so với trước đó lý hỏa vượng nhìn xung quanh một chút mở miệng nói mẹ ta đâu trên mặt bác sĩ hầu lộ một nụ cười dịu dàng vẻ mặt ôn hòa nói với lý hỏa vượng mẹ ngươi có chuyện nên đi ra ngoài xử lý rồi mấy phút trước nàng còn ở đây đó chẳng qua lúc đó ngươi còn chưa tỉnh thôi bạn học lý hỏa vượng à nếu ngươi thật sự quan tâm mẹ ngươi như vậy thì ngươi nên phối hợp chữa trị với ta nhanh chóng chữa khỏi bệnh như vậy mới có thể báo đáp được hết thảy những gì mà mẹ ngươi hết lòng hết dạ làm cho ngươi chúng ta nói chuyện một chút đi ta biết ngươi cho rằng bên kia là ảo giác không sao vậy chúng ta nói về thế giới chân thật ở bên kia như thế nào gần đây hình như bên kia xảy ra rất nhiều chuyện đặc biệt nghe thấy bác sĩ tự mình báo ra thân phận của mình lý hỏa vượng nghiêng mặt sang một bên không nói gì nữa hắn lười nghe bác sĩ trong ảo tưởng nói nhảm lắm thấy bệnh nhân kháng cự như vậy bác sĩ hầu cũng không nói gì nữa ngón tay gõ mấy chữ lên máy tính bảng sau đó xoay người rời đi hắn vừa mới đi lý hỏa vượng liền nghe được một tiếng bước chân khác bước vào phòng bệnh tiểu lão đệ à nghe bác sĩ hầu nói ngươi tỉnh rồi vậy ngươi có thể tự mình đi nhà vệ sinh không ta thật sự không muốn đổ túi nước tiểu cho ngươi đâu đáng thương cho ta quá rồi giọng nói đặc thù này còn có thuộc tính nói nhiều này không cần mở mắt nhìn thì lý hòa vượng cũng biết người tới là y tá vương trước đây từng nói chuyện qua trong điện thoại bỗng nhiên một chiếc khăn mặt ấm áp trùm lên mặt lý hòa vượng dùng sức xoa xoa mấy cái nào đại thiếu gia tiểu nhân rửa mặt cho ngay nha lý hòa vượng dùng sức hất văng khăn mặt đi hắn chừng mắt nhìn người kia đây là một người đàn ông có vóc người phúc hậu ngũ quan ôn hòa trên đầu đội một cái mũ y tá màu xanh trên người cũng mặc một bộ đồng phục y tá màu xanh nốt đặc điểm nhận dạng duy nhất trên mặt hắn chính là bên trái cầm hắn mọc một nốt ruồi đen ơ ờ, đại thiếu gia tỉnh rồi ư có cần tiểu nhân giúp gì không lý hòa vượng buồn bực nhìn hắn ngươi có thể đừng nói chuyện nữa được không ngươi thích nói chuyện với người bị bệnh thần kinh như vậy sao không sợ bản thân nói rồi bị thần kinh luôn à lời này thật là người bệnh thần kinh vui vẻ nhiều hôm qua giường số 89 cách vách kén ăn ngươi biết lý do kén ăn là gì không lại nói trái cả kia lén lút thậm thụt hắn sợ sau khi ăn rồi trái cả kia sẽ làm chuyện xấu ở trong bụng mình ha 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 sau khi cười xong y tá vương lại bắt đầu làm việc tiếp hắn cầm túi nước tiểu treo bên giường bên cạnh đi nhà vệ sinh đổ nước tiểu đi chờ đến khi hắn xách túi nước tiểu quay trở lại hắn lại mở miệng nói tiếp ha nước tiểu của ngươi vàng quá gần đây ăn nhiệt à người trẻ tuổi tốt thật ăn cơm bệnh viện cũng có thể ăn nhiệt không đợi lý hỏa vượng trả lời hắn lại nói tiếp hay tiểu tử à hồi trước ta làm y tá nghe nói ngươi đạt được bản lĩnh cao cường gì rồi thế nào ở bên kia ngươi thành thần tiên rồi liên quan gì đến ngươi sao y tá vương giống như con ruồi cứ pho ve bên tai mình vậy không hề ngừng nói một giây nào điều này khiến cho lý hỏa vượng khó hiểu cảm thấy vô cùng bực bội nói nghe chút nào ta rất thích nghe ngươi nói những thứ mê sảng á rất thú vị nha ta đi làm không thể dùng điện thoại bây giờ mỗi ngày đều trông chờ vào ngươi để giết thời gian thôi ta còn nghe nói ngươi còn tìm được một người phụ nữ ở trong đó như thế nào giống y như thật không nếu mà giống như thật vậy ngươi phát tài rồi trong mắt lý hỏa vượng tràn đầy lửa giận nhìn người đàn ông xúc phạm bạch linh miểu trước mặt này nhưng giây tiếp theo lửa giận trên mặt hắn trượt biến mất biến thành vẻ hoài nghi người họ gì không phải đã nói với ngươi sao ta họ vương ngươi có thể gọi ta là y tá vương nhưng mà ngươi cũng có thể gọi giống như giường số 65 và số 31, gọi ta là anh đẹp trai ta không kén chọn đâu ngươi họ vương tên đầy đủ là vương đức cừu không phải cái gì mà phá tên ta vậy ta họ vương gọi là vương vĩ cạnh chữ hỏa thêm một chữ vi trong vi tiểu bào nghe vậy hoài nghi trong mắt lý hỏa vượng trượt biến mất trong mắt hắn chỉ còn lại ý lạnh nồng đậm ngươi đang lừa ta ngươi không phải là y tá thân phận của ngươi là bác sĩ vương vĩ nghi ngờ gãi gãi đầu cái gì chứ người lại phát bệnh rồi à người kêu mẹ ta rời đi là vì con người nàng tính tình thẳng thắn không lừa gạt được người nào sợ nàng ở bên cạnh sẽ lộ ra sơ hở trước đó ngươi vẫn luôn năm lần bảy lượt dùng ngôn ngữ để kích thích ta âm mưu dẫn dụ ta sinh ra phản hồi với ngôn ngữ của ngươi vương vĩ nghe vậy trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ sau khi hắn kho người nhận lấy túi nước tiểu trở về nói với người ngoài cửa vào đi cửa phòng bệnh mở ra vị bác sĩ hầu trước đó từ bên ngoài đi vào hắn nhẹ nhàng cúi người chào vương vĩ chào thầy thấy chưa người bị bệnh vẫn rất nhạy bén bọn họ chỉ là ở thời điểm phát bệnh năng lực tự kiềm chế giảm xuống thật ra lúc ổn định bình thường bọn họ cũng như người bình thường vậy thậm chí còn thông minh hơn người bình thường nữa cho nên bình thường ngươi phải đối xử bình thường với người bị bệnh đừng tưởng rằng bọn họ bị bệnh thần kinh mà đối xử với bọn họ như kẻ ngốc sau khi nói chuyện xong với học sinh hắn nghiêng đầu nhìn lý hòa vượng ở trên giường để ta tự giới thiệu bản thân một chút ta là bác sĩ chữa trị chính của người ta họ vương gọi là vương vi vi trong vi tiểu bảo lần đầu gặp mặt rất vui được quen biết ngươi tại sao ngươi lại đóng giả làm y tá vì ngươi có định ý rất lớn đối với người có thân phận thầy thuốc cho nên ta mới định đổi sang một thân phận khác để nói chuyện với ngươi tuy nhiên y tá bác sĩ cũng không có gì khác biệt còn không phải là phục vụ người bị bệnh à sau khi nhìn thấu thân phận người này lý hỏa vượng nhắm mắt lại không giao lưu gì với người này nữa hắn nằm yên chờ đoạn thời gian này trôi qua có thời gian nói nhảm với hắn còn không bằng suy nghĩ kỹ ở trong đầu xem nên làm thế nào để nhanh chóng rời khỏi nước tối tề bạn học lý hỏa vượng à ngươi biết không có khả năng thật ra ta không là cái gì cả ta chỉ là ảo giác của ngươi thôi hay không hừm lý hỏa vượng mở mắt ra thấy bệnh nhân đáp lại vương vi nói tiếp ta thường suy nghĩ nhận thức của ngươi đối với bản thân mình tại sao lại kỳ diệu như vậy cho rằng bản thân là cái gì thì hắn sẽ là cái đó ngươi có biết không thật ra không phải tất cả ý thức đều như nhau ví dụ như trong tư duy của một vài động vật thậm chí là thời kỳ sơ sinh thậm chí còn chưa có cái khái niệm gọi là ta mà giống như bọn họ cũng sẽ không mắc bệnh thần kinh nhắc tới mới nhớ bệnh thần kinh cũng là một loại bệnh cao cấp rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì nói đông nói tây bác sĩ vương à không chịu được nữa thì quay trở về nghỉ phép đi đừng có chữa trị rồi chữa cho mình bị thần kinh luôn đó sửa chữa sai lầm vương vi không ngừng vòng quanh dần bệnh của lý hỏa vượng không phải là thần kinh mà là tinh thần nhưng mà bệnh nghề nghiệp của bác sĩ rất nhiều suy yếu thần kinh cũng là một loại trong số đó cho nên nghiêm túc mà nói ngươi nói cũng không sai lý hỏa vượng lười để ý đến hắn lại nhắm mặt lại lần nữa lý hỏa vượng căn cứ vào bản ghi âm trước đây của ngươi mà ta đã tiến hành phân tích hình như ngươi đã đạt được một loại năng lực ở bên kia một loại năng lực có thể làm bản thân sai vị ngươi biết không điều này rất phù hợp với triệu chứng của tinh thần phân liệt á hiện giờ bệnh của ngươi đã quá nặng rồi nhưng không thể để bệnh càng thêm bệnh được không để ý đến ta cũng không sao dù sao thì ta vẫn cầm tiền lương như bình thường nhưng mà mẹ ngươi nhất định sẽ rất đau lòng dẫu sao thì mẹ ngươi cũng đã dùng một số tiền lớn để mời ta quên không nói với ngươi bệnh viện chúng ta là bệnh viện tư viện phí cực kỳ đắt hơn nữa vì là bệnh viện tư cho nên bảo hiểm y tế thanh toán rất ít ngươi thật sự muốn ngây ngốc ở đây cả đời sao ngươi có từng suy nghĩ qua Điều này sẽ tạo cho gia đình ngươi gánh nặng lớn như thế nào không? Có câu, bệnh lâu trước giường không có hiếu tử, đổi thành mẹ ngươi cũng như vậy, ngươi còn cố chấp như vậy, từ đầu tới cuối đều không phối hợp chữa trị, vậy thì cho dù bạn gái của ngươi hay là mẹ của ngươi thì cuối cùng cũng sẽ rời xa ngươi mà thôi, những chuyện như này ta gặp nhiều rồi, kết cục cuối cùng của ngươi, rất có thể sẽ bị đưa đến một bệnh viện rẻ tiền nào đó rồi nhốt lại, cả đời này đều không thể thoát ra ngoài." Vương Vi nói từng đoạn một, giọng điệu cũng bắt đầu dần nặng nề hơn. Dĩ nhiên, trừ mẹ của ngươi ra, còn có bạn gái của ngươi cuối cùng bọn họ cũng sẽ chán ghét ngươi bởi vì không có ai cam tâm tình nguyện ở bên cạnh một tên niên cả thấy lý hỏa vượng nằm trên giường trừng mắt nhìn mình vương vi nói tiếp ngươi biết mỗi lần nàng tới đây phải ngồi xe lửa mấy tiếng không giữa đường cần phải đổi mấy chuyến xe vì để trốn cha mẹ mình đã mượn cớ biết bao nhiêu lần không ngươi không biết trong lòng ngươi chỉ có bản thân ngươi thôi vậy cô gái tên dương na kia vẫn luôn trả giá vì ngươi nhưng ngươi thì sao từ đầu đến cuối ngươi luôn bài xích việc chữa trị ngươi thả rằng ẩn núp ở trong vòng thoải mái của bản thân chứ không chịu bước ra một bước vì nàng lý hỏa vượng ngươi có còn là đàn ông không gân xanh trên trán lý hỏa vượng nổi lên lý hỏa vượng ngươi không xứng đáng lẽ dương na nên bỏ ngươi từ sớm để đi tìm người đàn ông khác tốt hơn kết cục cuối cùng là nàng sẽ sinh con dưỡng cái của người khác đến lúc đó ngươi chỉ biết nằm ở trên giường bệnh suy đoán cảnh tượng bọn họ ở trên giường ngươi cầm miệng lại cho ta tiếng kẽo kẹt vang lên tấm vải trói cơ thể lý hỏa vượng lại bị rách toác hắn dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm vào phương vi trước mặt phương vi nhìn ra được địch ý trong mắt hắn nhưng hắn không hề sợ mà đi thẳng đến bên giường, cởi bỏ tất cả trói buộc trên người hắn, dầm một tiếng, Lý Hỏa Vượng chợt lao tới, một tay túm lấy đồng phục y tá của Vương Vi, nện một quyền lên, ngươi thì biết cái gì, ngươi là ảo giác, ngươi có biết ta đã từng trải qua những gì, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Vương Vi bắt đầu phản kích lại, vung nắm đấm đấm lên trên mặt Lý Hỏa Vượng, máu mũi bắt đầu chảy ra, lúc này, vẻ mặt hắn trở nên điên cuồng giống như Lý Hỏa Vượng vậy, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn hắn, ta nói cho ngươi biết, Lý Hỏa Vượng, ta thật sự biết ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ có một mình ngươi là rơi vào ảo giác sao? Sai rồi, ta cũng đã từng như vậy, nhưng mà ta thoát ra được, hơn nữa hiện tại ta còn trở thành một vị bác sĩ đạt tiêu chuẩn, cho nên ta mạnh hơn ngươi, cái thứ hèn nhát như ngươi. Thời điểm hai người càng đánh càng hăng, một ống tiêm ở bên cạnh tiêm vào cánh tay Lý Hỏa Vượng. Bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Ngay sau đó, Lý Hỏa Vượng cảm giác đầu óc mình giống như bị gì xét vậy, làm cái gì cũng cực kỳ chậm chạp, cả người cũng không điều khiển được theo ý mình. Vương Vi dẫn theo học sinh của mình đỡ lấy Lý Hỏa Vượng, lần nữa cột vào trên giường, sau đó, Vương Vi cả người xốc xích thở hồng hộc duỗi ngón tay vào trong miệng mình, xoa xoa chiếc răng có chút lung lay, tiểu tử này lâu không rèn luyện cơ bắp mà sức mạnh vẫn lớn như vậy, thầy, cái này ngươi. Bác sĩ Hậu ở một bên lộ vẻ mặt khó xử, mặc dù nói hắn sớm đã nghe qua phong cách làm việc khác người của đối phương nhưng vừa mới lên đã ẩu đả với bệnh nhân rồi, cũng không khỏi quá không hợp thái thường rồi. Vương Vi đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt trẻ trung của Lý Hỏa Vượng, lý hòa vượng chậm chạp nhìn người trước mắt này trong não nghĩ cái gì ngay cả bản thân hắn cũng không biết dần dần hai người trước mắt hắn dần thay đổi trở thành người rất cao rất to tiếng nói chuyện cũng có tiếng vọng mơ hồ tựa như có tiếng trống đang trợ tấu bệnh tình của hắn tương đối đặc biệt hơn nữa phòng tuyến trong lòng cũng rất cao tình cảm gần như là khép kín cho nên bước đầu tiên chúng ta nhất định phải gia tăng sự giao thoa giữa hắn với thế giới hiện thực khiến hắn dùng cảm giác của chính mình cảm nhận thế giới này nhưng trong sách không phải viết như vậy mà trong sách không viết chẳng lẽ trong sách còn có ca bệnh như vậy sao Đừng có chỉ cắm đầu vào đọc sách, có một số chuyện cần phải học một cách linh hoạt, yên ổn hơn gấp đôi. Lý Hỏa Vượng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhớ là rất hỗn loạn, cho đến lúc hắn tỉnh lại lần nữa liền phát hiện thế giới trước mắt mình là thế giới đảo ngược, mặt trăng to lớn treo dưới người mình. Sau một hồi lâu phán đoán, Lý Hỏa Vượng mới phản ứng lại, không phải mặt trăng rơi xuống mà là trên dưới mình đã bị đảo lộn. Dường như trong thời gian bản thân mất ý thức hắn đã sử dụng năng lực mới có được. Chờ đến khi hắn chậm rãi đem cơ thể mình trở lại vị trí cũ, hắn bắt đầu bước từng bước dọc theo dấu vết lộn xộn trên đất trở về đi chưa được bao lâu lý hỏa vượng thấy cậu oa ở sau một tảng đá ló đầu ra nhìn không phải ra nói ngươi chúng ta đi sao sao còn để cho ta chạy chứ nghe vậy mặt cậu oa đầy vẻ vô tội lý sư huynh chúng ta chôn rồi chứ nhưng vấn đề là ngươi lại đi ra từ trong mặt đất đi ra có ý gì thì là vào lúc đó chúng ta và ngươi khóc tang đó kết quả ngươi lại từ trong mộ bỏ ra ngoài lời của cậu oa khiến sắc mặt lý hỏa vượng khó coi thêm mấy phần quả thật trước đó hắn không cân nhắc qua phương diện này sở hữu được năng lực mới quả thật là mạnh hơn rất nhiều Điều này đối với người khác mà nói thì có lẽ là một chuyện tốt, nhưng mà đối với mình lại chưa chắc như vậy, bởi vì Lý Hỏa Vượng biết bản thân mình là một tên điên. Nếu nói có cái gì còn nguy hiểm hơn một tên điên thì chính là trong tay tên điên đó có cầm dao, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, đó là người khác, còn ở nơi này của hắn, chỉ có sức mạnh càng lớn thì tính nguy hại cũng càng lớn, không được, sau này cho dù ảo giác bên kia có xảy ra chuyện gì, sau này ta phải cố gắng bình tĩnh hòa nhã hết sức có thể mới được, Lý Hòa Vượng vừa nghĩ tới những chuyện này vừa lặng lẽ đi trở về, trên đường đi, Lý Hỏa Vượng thấy những người khác đang cầm đuốc, bọn họ đều quay lại để tìm mình, xem ra mình đã đi khá xa. Lý Hỏa Vượng thấy được vẻ sợ hãi đối với mình trên mặt bọn họ, hắn không nói cái gì cả, tiếp tục đi về phía trước, khi đi đến vị trí trước đó, phát hiện những người khác đều tới đông đủ cả rồi. Lý Hỏa Vượng nói với bóng lưng của Bạch Linh Miểu, ta trở lại rồi, cơ thể Bạch Linh Miểu run lên, chậm rãi quay đầu lại nhìn, khuôn mặt bên phải bầm đen lộ ra trước mặt Lý Hỏa Vượng, khi thấy cảnh này, cảm giác tự trách mãnh liệt bao phủ lấy nội tâm Lý Hỏa Vượng, ép hắn thở không nổi, cái này rõ ràng là do mình đánh. Trong mắt Bạch Linh Miểu mang theo nước nhào qua, hai tay ôm chặt lấy Lý Hỏa Vượng, "Quá tốt rồi, Lý sư huynh, vừa nãy thiếu chút nữa ta cho rằng sẽ không được gặp ngươi nữa." Hai tay Lý Hỏa Vượng run rẩy ôm lấy Bạch Linh Miểu, sức lực kia giống như muốn nhét nàng vào trong cơ thể mình vậy. Sau khi cảm giác tự trách thoáng giảm bớt một ít, cảm giác nghĩ lại mà sợ lại mãnh liệt dâng lên, lần này còn tốt chỉ là đấm một cú, nhưng ngộ nhỡ lần sau trong tay mình có dao thì sao? Một vài hình ảnh tuyệt vọng xuất hiện trong đầu Lý Hỏa Vượng, khiến con người hắn hơi rung động, mặc dù Lý Hỏa Vượng không nói lời nào nhưng hiển nhiên bạch linh biểu cảm nhận được đối phương đang suy nghĩ chuyện gì nàng duỗi bàn tay trắng nõn như ngọc khẽ vuốt về lưng hắn lý sư huynh không sao rồi ta biết không phải do ngươi cố ý cái này chỉ bị sưng mà thôi qua mấy ngày là hết à lời của đối phương cũng không khiến cho tâm trạng của lý hỏa vượng tốt hơn bao nhiêu hắn dán vào tai đối phương khẽ nói đồng ý với ta nếu có lần sau ngươi cố gắng cách xa ta ra chút được bạch linh biểu thuận theo gật đầu một cái nhưng rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ cái gì thì chỉ có mình nàng biết mà thôi tầm mắt của lý hỏa vượng vừa qua bảo vai của bạch linh miểu từ từ di chuyển về phía trước cảm xúc trong mắt cũng càng ngày càng kiên định cuối cùng dường như tầm mắt hắn dừng lại phía trên hàng chữ mà mình dùng dao khắc trên mặt đất một trong những cấp cao của tọa vong đạo cũng là tâm tố hắn sống được 190 tuổi rồi hắn đã hoàn toàn thoát ra khỏi ảo giác xe bò kéo cả kéo kẹt chậm rãi đi tới đoàn người lý hỏa vượng tiếp tục đi về phía trước bên cạnh xe bò một ít hành lý của họ đặt ở phía trên mấy chiếc xe bò mọi người cũng được thả lòng không ít dáng vẻ cũng không còn tiểu tụy như lúc trước nữa những thứ công cụ mới này là do tôn bảo lộc khi qua đường ở trấn trên da mặt mới mua được. Dù sao sau này còn phải tiếp tục đi đường, những loại công cụ cần thiết này không thể thiếu được. Kim sơn hoa vẫn đang cõng giỏ trúc của mình, trong miệng hát ngân nga, nhìn bãi cỏ xanh um tươi tốt xung quanh khiến cho lòng hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ở phía trong vùng nội địa hậu thuộc sẽ không nhìn thấy được cảnh sắc xinh đẹp như vậy. Xem trường cũng sắp đến nơi rồi, hắn lần nữa mở bản đồ mình dùng ra, sau đó đối chiếu với vị trí trước mắt, ưng ừ, chắc cũng phải đi thêm mấy ngày nữa thì mới có thể vượt qua cửa khẩu. Hắn thu bản đồ lại khép hai tay lại hướng về phía lý hỏa vượng chúc mừng chân nhân sắp vượt qua cửa khẩu chúc mừng chúc mừng chỉ cần ra khỏi cửa khẩu tiến vào ranh giới thanh khẩu thì sẽ không sao rồi lý hỏa vượng đang xem kinh thư lừa gạt ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái sau đó lại vùi đầu xem sách tiếp không lão hủ không đi thanh khâu ta đưa các vị đến cửa khẩu xong thì sẽ trở về trở về trở về đâu người không sợ bị người khác bắt đi sao kim sơn hoa tự tin cười không sao lão hủ có thể tự vệ được lý hỏa vượng lần nữa đánh giá người trước mặt này nhìn thế nào thì cũng thấy đối phương đang khoác lác trước kia bị tào phối quân dọa cho tè ra quần mà lần này lại bắt đầu giả bộ rồi ngay khi hai người đang nói chuyện trước mặt xuất hiện một thôn làng họ không đi vào toàn bộ mà chỉ có hai người kim sơn hoa và lý hỏa vượng đi vào mua lương thực hai người cũng không đến nỗi quá bắt mắt mà tài ăn nói của kim sơn hoa rất tốt thích hợp giao tiếp với những người nông dân có định ý với người ngoài lý hỏa vượng không tính dừng lại ở chỗ này hắn định bổ sung xong thức ăn dọc đường rồi nhanh chóng xuyên qua hậu thục như vậy mặc dù rất mệt nhưng với tình huống có truy binh thì cũng không thể chú trọng nhiều như vậy được vừa đi vào trong thôn lý hỏa vượng liền ngửi được một mùi thúi rất đặc biệt hắn đi theo mùi kia thì nhìn thấy một cái chuồng heo một cái chuồng heo được xây bên dưới nhà nhìn thấy những thứ mà đám heo lông đen này ăn giọng nói của lý hỏa vượng có chút run rẩy họ bên này cũng cho heo ăn như vậy sao tức cảnh sinh tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này hắn liền nghĩ đến sự thái tĩnh tâm nằm chết trong chuồng heo ở trong an từ am hừm tại sao chân nhân lại nói như vậy không phải nuôi heo đều như vậy sao cho nên từ trước tới giờ lão hủ chưa bao giờ ăn thịt thơm và thịt heo bởi vì hai loại động vật chó lợn này đều ăn phân bản sống lý hỏa vượng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc trong lòng ngại nghiêng đầu nhìn về phía hắn ngươi nói cái gì những người khác nuôi heo đều nuôi như vậy sao đây là điều tự nhiên rồi trăm ngàn nắm qua đều nuôi như vậy cả kim sơn hoa ngồi xuống cầm một cục đá lên viết vẽ trên đất bùn mềm xốp hắn đoan đoan chính chính viết một hàng chữ cho dù hắn dùng đá viết nhưng những nét chữ cũng vô cùng đẹp mắt nhà đây là chữ mà hắn viết ra chân nhân ngươi nhìn xem bên trên là chữ miên chính là phòng ốc phía dưới là chữ thì chính là heo trên phòng dưới heo chính là chữ nhà từ chữ này cũng có thể nhìn thấy ít nhất thì khi đó người xưa cũng đã chất bẩn nuôi heo rồi. Nhìn chữ đoán ý, thật ra nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, có một số thứ ẩn giấu trong những chữ này. Nhìn chữ nhà trên đất này, Lý Hỏa Vượng từ từ ngồi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt về chữ kia, thì ra đây là nhà sao? Xem ra trước đây ta đã hiểu lầm sư thái rồi, nghĩ tới những chi tiết trước đó, khóe mắt Lý Hỏa Vượng hơi ẩm ướt, nơi đó đã từng là nơi duy nhất hắn cảm nhận được sự ấm ấp trong thế giới điên rồ này, nhưng mà nơi đó giờ cũng không còn nữa. Chân nhân, Kim Sơn Hoa phát hiện cảm xúc của Lý Hỏa Vượng có gì đó không đúng, hắn thoáng lùi ra sau một bước, chung sống với nhau lâu như vậy rồi, hắn sớm đã phát hiện Lý Hỏa Vượng có chút kỳ lạ, mặc dù có các loại bản lĩnh cao cường nhưng mà đầu óc của vị chân nhân này hình như có vấn đề, ngón tay Lý Hỏa Vượng đậy đất ở một bên, trông chữ nhà kia đi, sau đó liền đứng lên, hắn lại nhìn Kim Sơn Hoa trước mặt này, dáng vẻ kia xem ra là một lão già vô cùng bình thường, ông à, thân phận của ngươi không tầm thường nhỉ, không có nhiều dân chúng bình thường biết chữ, huống chi hắn dùng đá mà viết ra được chữ đẹp như vậy. Kim Sơn Hoa đứng ở đó, cân bằng cái gì đó, ta cứu mạng của ngươi mà ngay cả cái này ngươi cũng không muốn nói, bỏ đi bỏ đi, không muốn nói thì thôi, đi tìm nhà dân nào đó mua lương thực đi. Ngay khi Lý Hỏa Vượng mới xoay người đi chưa được mấy bước, giọng nói của Kim Sơn Hoa từ phía sau vang lên, cũng được, nói cho chân nhân biết cũng không sao, thật ra lão hủ là đệ tử của Tung Hoành gia. Tung Hoành gia? Lý Hỏa Vượng chậm rãi xoay người lại, nghi ngờ đánh giá hắn, ba chữ này vô cùng xa lạ với hắn, sau khi nói ra thân phận của mình, cả người Kim Sơn Hoa cũng phấn chân tinh thần hẳn lên bốn mùa đóng mở lấy hóa vạn vật tung hoành hoặc hợp nhiều yếu lấy công làm mạnh đây là tung hoặc chuyện mạnh lấy công nhà yếu đây là hoành đây là tung hoành dưới sự giải thích không ngừng của kim sơn hoa lý hòa vượng cũng biết tung hoành là cái gì rồi bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube di các phim nói trắng ra chính là nghề nghiệp đặc thù xuất hiện dưới hoàn cảnh đặc thù của một nước nhỏ đông dân dùng lời nói của kim sơn hoa thì chính là mưu trí là người mưu sĩ không thể thiếu bên người mỗi vị quân chủ trợ giúp quân chủ bày mưu tính kế hợp tung liên hoành nhưng mà từ cách hiểu của Lý Hỏa Vượng, đây là người thông minh giữa các nước dùng tài ăn nói nhảy ngang xung quanh, biết đại cục, quen phỏng đoán, thông giải thích, biết ứng biến, toàn trí dũng, sở trường nưu lược, năng lực quyết đoán, đây chính là đệ tử tung hoành bọn ta. Nhìn dáng vẻ cái đuôi kia của Kim Sơn Hoa sắp bình lên trên trời, Lý Hỏa Vượng mở miệng cắt đứt, người cũng lợi hại như vậy rồi, trước kia khi đụng phải người phụ nữ kia sao không một lưỡi chiến ba quân, nghe được lời này, trên mặt Kim Sơn Hoa lộ ra một chút ngại ngùng, hay bởi vì có cái gọi là tú tài gặp phải binh, có lý cũng không nói rõ được huống chi là tạc phối quân của hậu thục ha ha lý hỏa vượng xoay người đi vào trong thôn kim sơn hoa vội theo sau chân nhân ta biết ngươi không tin lão hủ nhưng mà không sao chờ sau khi chân nhân an toàn rời khỏi hậu thục rồi lại làm việc chính sự của mình tránh cho vị trí của chân nhân bị ta tiết lộ ra ngoài nếu chân nhân đã cứu ta một mạng nhất định là dũng tuyển tương báo đợi sau khi ta đảm nhận người đi đường ở hậu thục suy nghĩ cả nửa ngày thì ra bây giờ ngươi còn chưa có quân chủ à vậy bây giờ không phải ngươi là kẻ sống lang thang không có nghề nghiệp sao sắp rồi sắp rồi chờ lão hù chờ mình làm quan ở hậu thục rồi nhất định sẽ không quên chân nhân đâu được thôi đến lúc đó rồi nói nhưng mà ta đoán đến lúc đó cũng sớm đã đến nước lương rồi vốn gì tất cả đều tốt bầu không khí hai người tán gẫu có chút thoải mái chợt bị lý hòa vượng tay cầm chuôi kiếm cắt đứt chân chân nhân kim sơn hoa nhìn theo tầm mắt của lý hòa vượng thì nhìn thấy dưới mái hiên có mấy cái gạch gốm đen phía trên mỗi cái đều dán chữ phúc bị ngược màu đỏ thật to làm sao thế chân nhân thấy lý hòa vượng căng thẳng như vậy hắn lùi lại vài bước những chiếc bình gốm đen nhìn xa trông không có gì dị thường, chúng chỉ là những chiếc bình đựng rau củ muối chưa bình thường, điểm lạ duy nhất đơn giản là chữ phúc ngược dán lên trên đó. Lý Hỏa Vượng nhìn những chiếc bình đó với vẻ vô cùng cảnh giác, có gì đó vừa từ chỗ đó liếc nhìn ta, nhìn ngươi sao? Kim Sơn Hoa ngập ngừng, lại lần nữa quan sát những chiếc bình ở đằng xa, chẳng lẽ bên trong có người sao? Nhưng mà chân nhân, cái bình đó quá nhỏ, làm sao chứa được một người? Ta không nói có người đang nhìn ta. Lý Hỏa Vượng dứt khoát trải đại thiên lục lên mặt đất, móng tay dính máu lập tức bay qua, dễ dàng đập vỡ bình gốm đen tiếng choảng không ngừng vang lên những chiếc bình gốm đen lần lượt vỡ tung nước muối nâu trộn lẫn dương muối vương vãi khắp sàn nhà trong lòng lý hỏa vượng vẫn chưa buông lòng cảnh giác hắn cẩn thận bước tới dùng kiếm giở những mảnh gốm lên kiểm tra từng cái một sau khi kiểm tra cẩn thận lý hỏa vượng không phát hiện ra điều gì khác thường những chiếc bình này đúng là chỉ để muối rau muối dưa mà thôi em thanh kích động đến những người trong phòng một bà lão chống gậy bước đến bên cạnh run rẩy đứa nhóc này sao lại đập vỡ bình dưa muối của ta bồi thường tiền đi lý hỏa vượng cất thanh kiếm vào lấy ra thì trong ngực một ít bạc vụn ném dưới chân nàng hắn cảnh giác đối mặt với nàng lùi lại từng bước chân nhân người đi đâu vậy không phải đi mua lương thực sao kim sơn hoa vội theo sau trước tiên rời khỏi chỗ này đi đã chúng ta sang chỗ khác mua pha vừa nãy khiến lý hỏa vượng hoàn toàn mất niềm tin vào cái thôn trước mặt vào thời điểm quan trọng này lý hỏa vượng thảo đoán sai còn hơn bị thứ gì đó đánh lén hắn không muốn ăn thua kiểu này nữa nhìn hai người lý hỏa vượng họ rời xa bà lão kia cũng không ngăn cản chống gậy nhạt bạc vụn trên mặt đất miếng lẩm bẩm như đang mắng mỏ gì đó sau khi rời khỏi thôn lý hỏa vượng cùng nhóm người tiếp tục lên đường con đường này đi mãi tới tận khuya cuối cùng họ dừng lại trong một rừng trúc bất kể thứ kia là gì khoảng cách xa như vậy cũng đủ tránh khỏi nguy hiểm lửa trại bốc lên một nhóm người bắt đầu bác nồi nấu cơm dù ai cũng mệt là nhưng vẫn phải ăn bằng không cơ thể sẽ không trụ được lý hỏa vượng không động tới những việc vặt này hắn đứng trên nóc xe bò sử dụng khả năng thị lực siêu việt của mình liên tục kiểm tra xung quanh như một cái tháp canh ban đầu dường như cũng hiểu được suy nghĩ của lý hỏa vượng chúi mũi xuống đất liên tục khịt khịt mũi theo một vòng tròn nhưng mãi cho tới khi ăn cơm vẫn không có gì dị thường như thể cảnh tượng trong thôn lúc đó chỉ là ảo giác chẳng nhẽ cảm giác của ta không đúng sao lý hỏa vượng trong lòng có chút nghi ngờ chính mình thực ra hắn không thực sự tin tưởng vào cảm giác của bản thân nhưng rất nhanh sau đó hắn đem cái hoài nghi không quan trọng này vứt ra đằng sau đã hành động thì không do dự lý sư huynh bữa tối đã chuẩn bị xong ngươi mau tới ăn đi bữa ăn hôm nay là mì nấu măng nấu từ nguyên liệu lấy tại chỗ măng tươi có vị giòn và ngọt vây quanh bên đống lửa trại mọi người đang ăn no nê tiếng hút nước canh tiếng cắn miếng mang giòn tan không dứt sau khi ăn uống no say ai cũng cảm thấy buồn ngủ họ nằm liền dưới lớp chăn nhắm nghiền bắt lại đêm nay lý Hỏa vượng là người gác lúc này hắn không thể đặt niềm tin vào ai khác chẳng mấy chốc trong rừng trúc không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng lửa chạy đông đóc cháy chỉ còn lại lý hỏa vượng ngồi bên đống lửa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại trên người ban đầu thế nhưng hắn cũng chẳng phải là một người đàn ông thép rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ hắn lắc mạnh đầu cảm thấy cơn buồn ngủ vẫn chưa xua tan được lý hỏa vượng lấy ra một cây côn nhọn từ vạt áo đâm thẳng vào lòng bàn tay phải đạo bào nhóm máu cơn đau khiến lý hỏa vượng toàn thân căng cứng cả người lập tức bừng tỉnh không có chút buồn ngủ tiểu đạo sĩ hay là ta đổi ca cho ngươi nhé người già ngủ ít lắm mặc dù không nhìn lại nhưng lý hỏa vượng cũng biết được người đứng sau mình qua tiếng bước chân cùng với mùi thuốc lá vụn quen thuộc lữ chủ ban ngươi ngủ đi ngày mai còn phải đi đường ngươi hôm nay gác đêm ngày mai sẽ không chịu đựng nổi Lữ Trạng Nguyên ngồi xuống bên cạnh Lý Hỏa Vượng với khuôn mặt để nếp nhăn, hắn cẩn thận lấy từ trong túi đựng thuốc lá ra ba cây thuốc lá sợi, trộn với một ít lá khô trên mặt đất, bỏ vào lỗ của tàu thuốc rồi châm lửa. "Đạo sĩ, ngươi thấy con trai út của ta thế nào?" "Hả?" Lý Hỏa Vượng nhìn Lữ Tú Tài đang tựa vào anh trai với chị dâu của mình, ấn tượng của hắn về chàng thanh niên này không tốt lắm, tính tình rụt rè, làm gì cũng do dự. "Tiểu đạo sĩ, ta biết mình có chút ảo tưởng, nhưng ta vẫn muốn cúi gương mặt già nua này xuống để hỏi ngươi rằng, ta có thể nhờ ngươi làm sư phụ của hắn được không?" thằng bé đó thật sự không giống diễn viên chưa từng lên tiếng người cũng không ghét bỏ ta không mong ngươi truyền cho hắn tất cả thần thông cho dù giống nhau cũng coi như khói xanh trên mộ tổ tiên họ nữ của chúng ta lữ trạng nguyên vừa dứt lời bỗng thấy tiểu đạo ra đột ngột đứng dậy nó tới rồi tất cả dậy đi lý hòa vượng hét lên khiến mọi người còn đang ngái ngủ phải dụi mắt để tỉnh táo đề phòng lý hòa vượng nói xong hắn chậm rãi tiến về phía rừng tre bên cạnh với thanh kiếm trong tay không mất quá nhiều thời gian để lý hòa vượng nhìn thấy hai chiếc bình sứ trắng giữa những cây tre chiếc bình không to trông giống quả dưa hấu trên hai chiếc bình có một chữ dài màu đỏ phía trên còn có chữ được viết bằng bút lông phong mẫu của hiền tỷ dương thị phương linh tổ phụ của tiên tổ phụ lý công toàn hữu rất rõ ràng đây là hai chiếc bình đựng cho cốt những dấu vết tế bái trên mặt của những chiếc bình cũng làm rõ điều này nhìn thấy cái bình lý hỏa vượng hơi do dự hắn ta thật sự định đập chiếc bình đựng cho cốt này sao có trời mới biết chút nữa có cái gì nhảy ra khỏi cái bình này nghĩ tên nghĩ lui lý hỏa vượng từ từ lùi lại ngọn lửa phía xa dần biến mất tất cả mọi người bắt đầu gấp rút lên đường giữa đêm hôm khuya khoắt không biết đã trôi qua bao lâu nắp của hai chiếc bình đựng cho cốt từ từ nhô lên hai đứa trẻ trên mặt dính đầy cho trắng nhô lên từ trong mình rõ ràng chúng không phải là những đứa trẻ bình thường đầu của chúng chỉ to bằng nắm tay của một người đàn ông bình thường hai bên má ửng hồng đặc biệt dễ thấy trên khuôn mặt trắng như tuyết của chúng hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi cười sau đó đồng loạt lao đi bụi trắng sung trên cánh tay cánh chân vươn ra khỏi chiếc bình trắng chúng muốn đi nhưng bị một bóng người từ trên trời rơi xuống chặn lại lý hỏa vượng nghiến răng nhìn hai thứ dị hợm trước mặt với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ khi đứa nhóc thấy lý hỏa vượng trước mặt người cao như núi khuôn mặt phủ đầy một trắng lộ ra vẻ ngạc nhiên đan xen với sợ hãi vậy ra các ngươi còn biết sợ keng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ mang theo sát khí bay ngập trời vung xuống cùng với âm thanh vỡ vụn của gốm xứ hai đứa trẻ trong nháy mắt đầu một nơi thân một nèo thứ bắn ra thì trong cơ thể trắng bệch không phải là máu mà là một loại bột màu nâu xám trong đó xen lẫn xương vụn màu trắng là cho hai đứa nhỏ này thật sự được nạn ra từ cho có gì đó không ổn, hình như không phải ác ma. Lý Hỏa Vượng nhìn dấu vân tay rõ như in trên chiếc bình gốm, tự mình suy tư, xoạc, tiếng lá che cắt đứt tờ giấy khiến Lý Hỏa Vượng nhanh chóng đứng dậy, đột nhiên sắc mặt hắn trở nên vô cùng xấu xí, lần này không còn là hai ánh mắt nữa, ánh mắt từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít xăm soi tới, hắn ta đã bị bao vây, chẳng bao lâu Lý Hỏa Vượng đã thấy những thứ đó, những thứ trên người mặc áo liệm làm từ giấy, chúng không có khuôn mặt, ai nấy đều đội một chiếc bình sứ trắng, trên chiếc bình nhạt màu ấy còn dán một dải giấy dài màu đỏ có chữ trên đó, cái thứ trông như một con mắt nhìn sòng sọc vào lý hỏa vượng bóng dáng của chúng thoát ẩn thoát hiện trong rừng trúc bao trùm trong bóng tối chúng nó đang chuyển động mặc dù lý hỏa vượng không thấy chúng di chuyển nhưng chúng thật sự đang dùng một cách nào đó không thể thấy được để tiếp cận rầm 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 và đại thiên lục nhanh chóng trải rộng trên mặt đất lý hỏa vượng lấy kìm ra sẵn sàng đưa nó vào miệng của mình bất cứ lúc nào vào lúc này một thứ gì đó màu đỏ cứ lắc lư chặn tầm nhìn của lý hỏa vượng thứ màu đỏ này uống như lá bùa màu vàng trong phim cương thi dính vào trán của lý hỏa vượng lý hỏa vượng nhanh chóng lấy tay gỡ nó ra hắn kinh hãi khi phát hiện đó là một tờ giấy rộng màu đỏ với dòng chữ phong phu của lý hỏa vượng thấy những dòng chữ trên tờ giấy tâm trí lý hỏa vượng bị lấp đầy bởi đủ loại thông tin hỗn loạn chúng nó đang đồng hóa ta ta đang biến thành chúng nó sao chúng là ai không dường như ta đã từng nghe nói về họ ở thanh phong quán trong quá khứ sự ánh đèn và đá lửa một cái tên xuất hiện trong đầu hắn đại mỗ mỗ chúng nó là đại mỗ mỗ trong khoảnh khắc lý hỏa vượng lại giơ kìm ra nhưng lần này thay vì nhắm vào răng, hắn lại nhắm vào mắt trái. Bẹp một tiếng, nhãn cầu bị bóp nát, một ánh sáng kỳ lạ bao trùm xung quanh, đại mỗ mỗ bị bao quanh bởi một quần sáng mờ mờ dinh dính nào đó. Mọi ánh mắt xung quanh hắn lúc này đột nhiên biến mất, tận dụng cơ hội này, Lý Hỏa Vượng lao về phía trước, quay trở lại ven đường. Mọi người ở ven đường hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng nguyên tại chỗ ngáp lên ngáp xuống với vẻ ngán ngầm. Bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, đi mau, rời khỏi rừng trúc này, nơi này có nguy hiểm có lẽ là do cái mắt trái máu me be bét không ngừng nhỏ giọt có khả năng uy hiếp không ai dò hỏi gì bọn họ lê cái cơ thể mệt mỏi mà chạy cuộc chạy trốn này vẫn chưa dừng lại đi qua rừng trúc phía sau là một đồng cỏ mọi người nhanh chóng bỏ chạy tán loạn trên đồng cỏ không có chứng ngại vật nào cho đến khi chân trời dần trở nên trắng xóa ở phía xa mới dừng lại kim sơn toàn thân ướt đẫm mồ hôi lão đảo ném chiếc sọt che trên lưng ra rồi nằm xuống đất nằm dài trên mặt đất thở hổn hển hắn nắm lấy đám cỏ non trên mặt đất bằng tay phải nhìn nó rồi đặt xuống một cách yếu ớt hắn nói mà thở không ra hơi a à, a à, thanh chúng ta sắp đến rồi a à, a à, chúng ta sắp đến thanh không a à. lúc này lý hỏa vượng lại đứng lên nóc xe bò quang cảnh rộng rãi giúp lý hỏa vượng tận dụng tầm nhìn xa của mình lông mày nhíu lại hắn dùng một bên mắt để quan sát mọi thứ xung quanh nếu như thế này những đại mỗ mỗ không rõ lai lịch vẫn có thể đi theo vậy thì lý hỏa vượng thật sự chỉ có thể cùng bọn họ đánh cược mà thôi may mắn thay khi mặt trời dần lên cao ánh nắng ấm áp đã xua đi cái lạnh trên người lý hỏa vượng không có ánh mắt nào lê tới trước đó trong rừng trúc không có bóng dáng đại mẫu mẫu một khối đá bỗng nhiên lên tiếng phải làm sao đây tên nhóc này có vẻ không dễ đối phó ngay cả đại mẫu mẫu mà chúng ta dẫn tới cũng không ngăn cản được bằng không chúng ta quay về sở rồi gọi điện cho ai đó đi tảng đá vừa dứt lời măng ở bên cạnh liền đáp lại làm như vậy chỉ tốn thì giờ bành long đằng không phải đang tìm tên nhóc này sao cứ trực tiếp nói cho nàng biết là được sẽ đỡ phiền phức cho chúng ta nói cũng đúng nếu như xảy ra sai sót thì cứ đổ cho nàng ấy nếu có công thì cũng tính một phần cho ba chúng ta nói xong tảng đá và mong cuối cùng không hề nói thêm lời nào nữa hôm đó lý hỏa vượng và những người khác đã nghỉ ngơi cả ngày ở đây không nghỉ không được suy cho cùng con người không phải làm từ sát may mắn thay trong khoảng thời gian này ngoại trừ một vài người đi qua cũng không có chuyện gì xảy ra bạch linh biểu cong chân ngồi trên mặt đất cạnh lý hỏa vượng nhìn hắn đang say giấc với vẻ đau khổ đến ngủ cũng không thể ngủ yên lý hỏa vượng hơi nghiêng đầu trong miệng vẫn không ngừng thấp giọng nói lẩm bẩm được gì đó nàng đưa những ngón tay trắng nõn của mình lên vuốt ve cái lỗ đầy máu to hoác trên mặt lý hỏa vượng vết thương này chắc đau lắm ầm một tiếng lý hỏa vượng đang ngủ lập tức bừng tỉnh hai tay thoát nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của bạch linh miểu không ngừng siết chặt động thái của hắn khiến tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh kể cả bản thân lý hỏa vượng hắn sợ hãi vội vàng buông tay ra kiểm tra cẩn thận thấy bạch linh miểu chưa bị mình bóp chết hắn mới ôm nàng vào trong ngực mình vừa ôm vừa hôn lý sư huynh mọi người đang nhìn đấy lý hỏa vượng dừng lại trong lòng vẫn còn sợ hãi sau này lúc ta ngủ người tránh xa ta ra nhưng chúng ta trước giờ luôn ngủ cùng nhau nghe ta, ngoan, ta thời gian này, thần kinh có chút căng thẳng, trở qua giai đoạn này rồi tính sau, vậy được rồi, à Lý Sư Huynh, mắt của ngươi, không sao, như vậy càng tốt, càng khác lúc trước, càng dễ che giấu, cứ vậy, Lý Hòa Vượng cùng mọi người đi bộ trên thảo nguyên rộng lớn này hết ba ngày, đến buổi trưa ngày thứ ba cuối cùng cũng thấy cửa khẩu, nói là cửa khẩu cũng không phải, cái nơi rách nát này chỉ có một bức tường thấp bao quanh, quân biên cương cũng không nhiều, tựa trái tựa phải vào tường, trông vẻ rất lười nhác, cũng phải thôi. Thanh Khâu và hậu thuộc vốn là đồng minh, giữa bọn họ cũng không có phòng bị gì nhiều thấy vẻ nghi ngờ trong mắt lý hỏa vượng kim sơn hoa giải thích một cách rất chu đáo nước đồng minh đội quân của tên trộm đó sẽ không giết thanh khâu sao lý hỏa vượng vừa hỏi vừa nhìn đường phố sôi động trước mặt tuyệt đối không có chuyện đó quân hậu thục tiến vào thanh khâu đây gần như tương đương với chiến tranh song phương loại chuyện này so với giết hàng ngàn người còn nghiêm trọng hơn nhiều nghe vậy lý hỏa vượng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút hắn trượt nghĩ ra điều gì đó rồi lại nhìn ông lão trước mặt ngươi định lên đường hồi phủ à Kim Sơn Hoa mỉm cười hướng về phía Lý Hỏa Vượng chắp tay, chân nhân, sau này còn gặp lại, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Nếu có một ngày, lão gia thành quan trong triều, chắc chắn sẽ đền đáp gấp bội lần. Lý Hỏa Vượng mỉm cười, có làm được hay không, cũng đừng dằn vào chuyện đó, tìm một chỗ tịnh dưỡng đi. Nghe vậy, Kim Sơn Hoa nghiêm mặt, quân tử nên tu thân tề gia bình thiên hạ. Tại hạ chuyên tâm học tập nghiên cứu hết thảy các kỹ thuật trong nhiều thập kỷ trả nhẽ không vì cái gì, lão gia nhất định phải đi theo hoài bão, để các nước với nhau không còn tranh chấp, để thế giới này trở thành một thế giới tươi sáng. Nói đến đây, Kim Sơn Hoa trong mắt phảng phất chút ánh sáng vẩn đục, thú thật, Lý Hỏa Vượng bị Kim Sơn Hoa làm cho ngây người một lúc, người đàn ông trước mặt có vẻ hơi rụt rè nhưng trong lòng vẫn mang một lý tưởng lớn lao như vậy, hơn nữa nhìn hắn với điệu bộ này, chẳng giống tùy tiện bột miệng nói chơi chút nào. Lý Hỏa Vượng lịch sự hành đạo lễ với Kim Sơn Hoa, "Vậy, ta chúc ngươi mã đáo thành công, sự nghiệp phát triển." Kim Sơn Hoa mỉm cười đáp lễ, đa tạ chân nhân, "Vậy chúng ta từ biệt tại đây." Vù vù vù, tiếng rít bỗng vang lên, xẹt xẹt một tiếng kim sơn hoa đang mỉm cười bị một thanh trường kiếm bay tới chém làm đôi hắn ở ngay trước mặt lý hỏa vượng trong gang tấc chưa làm hai nửa một giọt máu tươi bắn vào trong miệng lý hỏa vượng đang há hốc mồm mặn tanh cả vị đắng lý hỏa vượng còn chưa kịp nếm ra những mùi vị khác thì cây trường kích tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đã đâm thủng cơ thể của kim sơn hoa nện vào mặt hắn đòn tấn công này vốn dĩ ngắm vào hắn chẳng qua kim sơn hoa đỡ đòn thay hắn mà thôi lý hỏa vượng nhanh chóng trong vô thức đổi vị trí dịch chuyển cơ thể của mình sang trái hai tấc buông trường kích đâm xuyên qua đầu của lý hỏa vượng đập mạnh xuống đất phía sau hắn khiến cho mặt đất bị trên năng sải bầy lý hỏa vượng đến một cọng tóc cũng không lung lay cúi đầu nhìn kim sơn hoa trên mặt đất với nụ cười đang dần biến mất thay vào đó hắn dần rơi vào mê man hắn hướng về phía lý hỏa vượng hé môi như muốn nói điều gì đó nhưng ánh sáng trên mắt hắn nhanh chóng mở đi nhìn hai phần thi thể của kim sơn hoa trên mặt đất lúc này lý hỏa vượng trong lòng đau đến sợ hãi mọi chuyện không nên thành ra như vậy vừa nãy còn mới dự định bày ra hoành đồ giờ kim sơn hoa đã chết rồi chết trong im lặng không một tiếng động như một trò đùa lộc cộc lộc cộc tiếng vó ngựa thao thao bất tuyệt vang lên từ nơi xa lý hỏa vượng ngẩng đầu nhìn lửa giận trong lòng càng ngày càng cháy mãnh liệt khi đến đỉnh điểm hắn hét lên giận dữ về phía bộ giáp quen thuộc bành long đằng bành long đằng cùng với hàng trăm kỵ binh cưỡi thiết kỵ chuyên dụng của mình chậm rãi tiến tới cửa khẩu ẩn nấp lâu như vậy vào thời khắc cuối cùng nàng vẫn đuổi theo hắn nàng nhìn lý hỏa vượng xuyên qua cái lỗ trên mặt nạ bằng một mắt nhìn thấy hắn đến một cọng tóc cũng không hư hại gì trên khuôn mặt chi chít hình xăm lộ ra một nét mềm mai quả nhiên có bản lĩnh đấy trước đây ta từng đánh giá thấp đối phương rồi nhưng lần này sẽ không xảy ra chuyện đó nữa nếu ngươi có thể làm bản tướng quân bị thương cũng coi như ngươi có chút năng lực đã vậy ta cho ngươi chết được toàn thây đi hàng trăm kỵ binh sắt cùng hí lên dầm trời mang theo tiếng ẩm vang mang theo khí thế rời núi lấp biển phóng đến chỗ của lý hỏa vượng ngay khi họ vừa đi được nửa đường bành long đằng đột nhiên chỉ ngón tay về phía lý hỏa vượng bắn tất cả kỵ binh đồng loạt kéo cung và rồi một trận mưa tên nào đến chỗ lý hỏa vượng đối mặt với tình thế tuyệt vọng này lý hỏa vượng không một chút ý định chạy trốn chỉ đạp chân phải lên mặt đất giơ thiên sách lên trên đầu nghênh ngang đối mặt với đám kỵ binh sát trước mặt nơi đây là bình nguyên là sân nhà của kỵ binh chạy chắc chắn chạy không thoát tất cả những gì có thể làm bây giờ là chiến đấu đến chết vốt một mũi tên bắn ra một cách xảo quyệt từ một góc hẻo lánh lén lút đâm xuyên qua ngực lý hỏa vượng nhưng đòn này cũng tốn công vô ích lý hỏa vượng lại tách thực thể và hư thể ra hắn đã ở rất gần họ đủ gần để có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn đó là chứa nhãn pháp tên tiểu tử đó nhất định đang ở rất gần dùng cách đối phó với tên hòa thượng mặt đen kia để ép hắn ra ngoài tiếng rầm rền vang lý hòa vượng thấy toàn bộ đội kỵ binh nhanh chóng tản ra vây xung quanh hắn thành một vòng tròn một bên chạy băng băng đến một bên đội quân cướp không ngừng ném bắn từ bốn phía tới hướng lý hòa vượng họ không có ý định buông tha cho bất cứ chỗ nào như thể muốn lấp đầy toàn bộ nơi này bằng các mũi tên để ép lý hòa vượng đi ra phóc cây côn dài sắc bén với gai nhọn đâm vào lòng bàn tay lý hòa vượng hắn lập tức uốn éo nâng lên lý hỏa vượng hét lên một cách thảm thiết phần tủy bên trong cẳng tay của hắn ta bị rút ra trộn lẫn với máu vung lên đại thiên lục con ngựa chiến đang điên cuồng chạy như bước hụt vào bẫy ngựa chiến chi trước của chủ nhân chúng đột nhiên gập đôi ngã xuống đất như một phản ứng dây chuyền ngay lập tức người ngã ngựa đổ rạp rạp trên mặt đất mưa tên cũng buộc phải tạnh đột nhiên lý hỏa vượng có cảm giác bóng tối trên đầu mình bành long đằng chém xuống bằng một cây kích khổng lồ hắn không bổ vào lý hỏa vượng mà bổ xuống đại thiên lục trong tay đối phương lý hỏa vượng nhạt được đại thiên lục rồi nhanh chóng lan sang bên trái để né hắn ta lập tức đạp chân phải dẫm lên áo giáp của chiến mã giơ kiếm đâm vào tấm mặt nạ của bành long đằng hắn định lặp lại chiêu ban nãy đinh tiếng kim loại va vào nhau một âm thanh giòn giã vang lên lần này bành long đằng không tấn công cơ thể của lý hỏa vượng mà cầm cây kích trực tiếp một chiêu càn quét ngàn quân tiếng rít vang lên mọi thứ xung quanh bành long đằng đều nằm trong phạm vi tấn công của nàng lý hỏa vượng ở giữa không trung ra sức ngả người về phía sau né qua né lại trong không khí nhưng giây tiếp theo bành long đằng dường như đã cảm nhận được vị trí của lý hỏa vượng trực tiếp đạp chân vào bụng lý hỏa vượng Lý Hỏa Vượng nôn ra máu, bị đá văng vào một ngôi nhà đất bên đường, trực tiếp phá tan căn nhà, bụi bay tung tóe khắp nơi, Bành Long Đằng mang lấy bệnh chậm rãi vây lại, chờ bụi tan dần, nàng không thể ngờ rằng bên trong không có bóng dáng của Lý Hỏa Vượng, độn địa thuật, suy nghĩ vừa lóe lên, Bành Long Đằng quanh nam chinh chiến đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nhanh chóng xoay người trực tiếp xuống ngựa, ngay sau đó, phần bụng của con chiến mã của nàng trực tiếp phanh ra không chút chuẩn bị trước, bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, khi con ngựa chiến hoàn toàn bị chém làm hai nửa giống như kim sơn hoa trước đó lúc này hư ảnh lý hỏa vượng người phủ đầy máu mới chậm rãi quan thai chui lên từ dưới đất pha vừa nãy lý hỏa vượng vừa phát hiện a à một cách sử dụng năng lực mới của mình chỉ cần dịch chuyển vị trí của hư ảnh xuống đất thì hắn có thể trở nên vô hình khi đứng bên ngoài đây có thể là một thủ đoạn quan trọng để hắn đánh bại bành long đằng lý hỏa vượng tiếp đất nặng nề với thanh kiếm trong tay cơ thể để máu bên dưới lại lần nữa chìm vào trong đất nhìn bành long đằng ở bên cạnh đã xuống ngựa lý hỏa vượng trong trạng thái vô hình cầm kiếm chạm vào người nàng nhưng khi sắp đến nơi bành long đằng đã nhanh chóng bước tới tiện tay kéo quân đạo tạc xuống rồi xoay người lên ngựa một tiếng cười mỉa mai vang lên từ sau tấm mặt nạ của bành long đằng tiểu tử người đừng tưởng rằng biết một chút thủ thuật nhỏ liền có thể muốn làm gì thì làm những thủ đoạn đó không phải vạn năng đâu binh gia binh pháp còn hữu dụng hơn ngươi rất nhiều giống như một trong những thứ đó kế gọi dương đông kích tây vậy nói xong bành long đằng dắt ngựa chạy về phía xa cùng đội quân cướp lý hỏa vượng ngây người một lúc ngay sau đó toàn thân hắn đột nhiên dùng mình một cái hướng chúng đang tiến đến là hướng của bạch linh miểu cùng mọi người lý hỏa vượng lập tức quay người định lao tới chỗ đó nhưng người không chạy nhanh bằng ngựa chưa kịp đi thì đoàn ngựa đã tới nơi nghe được tiếng hét của nữ nhân vọng lại từ đằng xa lý hỏa vượng nhanh chóng trải đại thiên lục ra cắm cả 10 ngón tay của mình vào các phiến tre dùng sức vặn thật mạnh đi kèm với nỗi đau thấu xương đó là ở nơi xa người người ngựa ngựa đổ dạp lý hỏa vượng còn chưa kết thúc hắn ta lại tự chặt hai ngón tay của mình cựa xương sắc bén chui ra khỏi ngón tay xương tấy xoay tròn bay về hướng bên kia ngay sau đó lý hỏa vượng cười á hắn lấy dao găm ra thuần thục cắt bụng mình hai tay ôm lấy hai bên vết thương lý hỏa vượng cả người nổi cân xanh gào lên đầy đau đớn em thanh xé rách da thịt nước bọt hòa lẫn máu chảy ròng ròng trên mặt đất cả một tấm da người bị hắn đập mạnh vào đại thanh lục đội quân thổ phỉ bị tổn thất nặng nề dưới sự tấn công của lý hỏa vượng bành long đằng không thể để lý hỏa vượng tiếp tục tự ý tung hoành được nữa lập tức chia quân một nửa quân cướp tiếp tục bao vây bạch linh biểu nửa còn lại bắt đầu theo sau bành long đằng đánh trả hỏa vượng một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai lý hỏa vượng hắn gần như ngất đi vì cơn đau hắn lắc lắc đầu âm thanh lại biến mất lý hỏa vượng ngẩng đầu lên khi thấy đội kỵ binh đang lao về phía mình hắn nhếch mép ta cũng đã đọc qua binh thư thủ đoạn này được gọi là khổ nhục kế bành long đằng cưỡi ngựa lại xuất hiện trước mặt hắn một cách trịt thượng lý hỏa vượng hét vào mặt nàng nào chúng ta một đối một nhưng xông tới mặt hắn lại là cây kích khổng lồ với tiếng rít tiểu tử người thực sự nghĩ ta không đối phó được với ngươi sao chẳng qua là hao tổn quá lớn nên ta không muốn dùng mặt thôi khiếu khởi bành long đằng nâng cây trường kiếm nặng trịch trong tay ném về phía sau tất cả vũ khí xung quanh đều đồng loạt lao về phía nó ngay sau đó một âm thanh cực kỳ trói tai lập tức bao trùm lên toàn bộ biên cảnh đó không phải là âm thanh của vũ khí va chạm mà là âm thanh đáng sợ từ sâu trong miệng của đám quân thổ phỉ âm thanh vang lên khiến người ta vô cùng khó chịu đoàn quân rít lên cùng với tiếng la hét đám quân thổ phỉ bắt đầu chảy máu từ bảy lỗ máu lập tức bốc hơi ngay khi nó trào ra khí tức màu máu dần dần bao trùm tất cả thậm chí còn bao gồm cả máu của bành long đằng từ từ dì ra từ hai hốc mắt trên tấm mặt nạ của nàng máu của họ đang cạn dần đến mức họ trông không giống con người nữa đạo quân thổ phỉ bị khí tức màu đỏ bao trùm lúc này trong sương mù từng người một trông như ác quỷ trong mắt không có chút cảm xúc gì chỉ có sát khí vô tận thanh trường kiếm trong tay lý hỏa vượng đột nhiên phản ứng với những luồng sát khí này run lên với những tiếng rồng ngâm như thể đáp lại điều gì đó Hứ. những tên đạo quân thổ phỉ bị đâm bởi vũ khí cuốn đẩy máu lý hỏa vượng cố gắng hoán vị xong đối phương hoàn toàn có ý định dùng vũ lực để phá thủ đoạn hắn vốn không có ý định thăm dò vị trí của lý hỏa vượng đâm tán loạn vào không trung một giọt máu trên người lý hỏa vượng rơi xuống đất hòa lẫn với sương máu ngay sau đó tất cả quân thổ phỉ lập tức nhìn lại chăm chăm nhìn nó lý hỏa vượng thấy được lòng tham cùng khát vọng trong mắt họ họ đã ăn thịt người thậm chí là ăn rất nhiều lý hỏa vượng gần như đoán được trong nháy mắt đám khát máu ăn thịt người đi ăn thoải mái đi đám quân cướp giống lên như tiếng sói chu trong miệng nhỏ rãi như thể bị ma đói ám họ lao về phía lý hỏa vượng xung quanh hắn nhất thời tràn ngập nguy hiểm hắn muốn sử dụng đại thiên lục để chống lại nhưng họ đương nhiên không để lý hỏa vượng làm được điều đó bất cứ khi nào lý hỏa vượng trải đại thiên lục xuống đất bọn chúng nhất định sẽ quấy dày hoàn toàn không thể sử dụng được tình hình của lý hỏa vượng ngày càng nguy kịch hắn đang đứng trên bờ vực của cái chết thùng 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 tiếng trống vang lên một kỵ binh bị một nữ nhân đeo khăn trùm đầu màu đỏ kéo xuống ngựa ngay lập tức đầu một nơi thân một nèo sát theo đó là hai vị du lão ra bay tới xuyên qua một tên thổ phỉ sự xuất hiện của bạch linh miểu và những người khác đã giúp lý hỏa vượng trong vòng vây thở phào không được sử dụng đại thiên lục thế này quá dễ bị chú ý không do dự lý hỏa vượng cắm thanh kiếm nhơ máu vào bao kiếm ngay sau đó hắn dùng tay nắm lấy mép ra mình dùng lực kéo ra thủ tam trước đó đã truyền lại cho hắn chỉ cần trở nên giống hắn bản thân liền có thể hiến tế cho tam hủy mọi lúc mọi nơi cùng với tiếng kêu thất thanh của mình lý hỏa vượng đột ngột đem đại thiên lục đang trải ra nhét dưới da mình cả cuốn đại thiên lục cứ như thế hoàn toàn bị kẹt trong cơ thể của lý hỏa vượng hả bành long đang nhận thấy sự kỳ lạ của lý hỏa vượng giờ đầu kích lên chỉ vào hắn ta phong vô chính hình phụ chi vô thiên ngay khi giọng nói của bành long đằng phát ra những tên đạo tặc không còn chút lý trí này lại bày ra phong dương trận trực tiếp tiến lên giết lý hỏa vượng nhưng ngay lúc họ sắp tiến đến gần ngọn lửa cuồng nộ bốc lên hừng hực khói đen bao phủ lý hỏa vượng cũng bao trùm luôn cả chúng da của lý hỏa vượng bị ngọn lửa đốt cháy đen nhèm diện mạo của hắn ta càng ngày càng giống với áo thần mà áo cảnh giáo thờ phụng ngọn lửa trên người lý hỏa vượng cháy cao lên biến đám quân thổ phỉ xung quanh thành những ngọn đuốc cái chiêu này đối với họ đang đứng trụm lại dày đặc một chỗ đúng là đòn chí mạng bành long đằng toàn thân bọc trong giáp mang theo đám lửa lao về phía lý hỏa vượng thay vì sợ hãi nàng lại càng thích thú hơn ha 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 tiểu tử ngươi làm rất tốt nhưng ta đã nhìn thấu chứng nhãn pháp của ngươi rồi ngươi tiêu đời rồi cây kích khổng lồ mang theo cuồng phong thổi ngược ngọn lửa của lý hỏa vượng về phía sau khi nàng đến gần lý hỏa vượng mới phát hiện đối phương thật sự rất cao cao hơn hắn ít nhất hai cái đầu keng lý hỏa vượng đạp chân xuống đất lê ra ba tấc hắn đột ngột chặn thanh kiếm nặng hàng nghìn cân bằng thanh kiếm của mình ngọn lửa cháy dọc theo thân cây kích bao phủ toàn bộ áo giáp trên người bành long đằng lớp da bên trong áo giáp của nàng đang bị nướng không ngừng phồng rộp bong máu nhưng đối mặt với tình thế này bành long đằng không những không biết sợ mà còn lộ ra vẻ vui sướng như thể nàng ấy sinh ra để giết chóc và chiến tranh ha 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 lại đây thật thích thú làm sao thật thích thú làm sao cây kích đập tan thanh kiếm của lý hỏa vượng chém về phía cơ thể của lý hỏa vượng trong ngọn lửa hai kẻ điên loạn đã giao chiến với nhau họ liều chết tung ra các chiêu vào đối phương thấy áo giáp của bành long đằng đã chuyển sang màu đỏ sẫm Lý Hỏa Vượng đột nhiên nảy ra một ý tưởng trong đầu, hắn ta đạp chân phải xuống đất, hơi cúi người, lao về phía dưới thân của Bành Long Đằng, "Lại đây." Lần này, đối mặt với cây kích nặng trịch, Lý Hỏa Vượng không có ý định chạy trốn, giơ trường kiếm lên, đâm vào khe hở dưới tấm mặt nạ, trực tiếp ra đòn mạng đổi mạng, Lý Hỏa Vượng bị cây kích đánh trúng, toàn thân dã hơn phân nửa, nhưng kiếm của hắn cũng đâm trúng, như hắn dự đoán, khả năng phòng thủ của tấm mặt nạ đã bị yếu đi sau khi bị nung thành màu đỏ, thanh kiếm quấn trong ngọn lửa trực tiếp đâm thẳng vào cổ Bành Long Đằng vẫn ở đúng vị trí bị đâm trúng cùng với tiếng gào thét của lý hỏa vượng tiếng xương nứt kêu lên răng rắc đầu của bành long đằng vốn được bọc trong tấm mặt nạ ngay lập tức bay lên trời xung quanh yên lặng huyết khí trên người quân đạo tạc nhanh chóng tàn ra họ sợ hãi nhìn thoáng về hướng bên này rồi nhanh chóng lên ngựa rút lui mất hút trước mặt lý hỏa vượng ngọn lửa trên người lý hỏa vượng cũng biến mất theo họ lý hỏa vượng cúi đầu nhìn đôi mắt của chính mình đã trở nên trắng bệch bởi ngọn lửa rồi nhìn xuống thân thể của mình hắn ta đã không còn miếng da nào chỉ còn lại một cái xác đang cháy âm ỉ và cái xác cũng cháy rụi, đào tóc đi một chút, lạch cạch, vì không có lớp da, nên đại thiên lục vốn dĩ nên giấu dưới lớp da bị rơi xuống đất. Lý Hòa Vượng cảm giác sau lưng hơi ngứa ngáy, hắn đờ đẫn quay người lại, thấy một người đàn ông mặt tròn, hắn nhìn mình với vẻ sợ hãi, nhưng vẫn giơ con dao găm nhỏ được quấn trong chiếc khăn tay màu đỏ với đôi mắt ngấn lệ, tự đâm bản thân mình, thấy con dao găm liên tục quét những lỗ nhỏ trên thân thể như cái thây khô của mình, Lý Hòa Vượng không khỏi thắc mắc, người này là ai, hắn ta đang làm gì vậy? Soạt, một tia sáng lạnh lóe lên, người đàn ông lập tức bị lý hỏa vượng phanh thây mở bụng tào hải lảo đào ngửa ra sau cuối cùng tựa vào người của bành long đằng từ từ ngã xuống nhìn bành long đằng không đầu vẫn đang đứng thẳng tại chỗ trong mắt hắn tràn đầy sự hối hận sâu xa tấm quân lý hỏa vượng dừng lại bắt đầu trao đảo bị cơn đau dày vò ý chí của hắn bắt đầu có chút hỗn loạn đau quá thật sự rất đau vì cái gì mà hết lần này đến lần khác ta lại phải chịu đau khổ như thế này sống chỉ có đau khổ thôi sao ta thực sự không muốn sống nữa không ta không thể chết được ta muốn sống mẹ thật sự rất đau có thể giúp ta thổi thổi được không ngay khi lý hỏa vượng đang trên bờ vực suy sụp tự trò chuyện với chính mình hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng có động tính khi hắn chậm rãi quay lại thấy bành long đằng không đầu đã nâng cây kích qua vai hướng về phía mình như núi thái sơn đè xuống lý hỏa vượng không thể ngờ rằng bành long đằng không có đầu vẫn có thể chuyển động vì vậy hắn không có bất kỳ phòng bị gì huống chi vào lúc này toàn thân hắn đã không còn một mảnh da ý thức đau đến gần như mê man động tác cũng trở nên vô cùng chậm chạp liền nghĩ đã quá muộn để chống lại nên hắn chỉ có thể ngước nhìn cây kích khổng lồ đang đập xuống đầu mình mình sắp chết rồi sao ý nghĩ này lóe lên trong đầu lý hỏa vượng nhưng trong lòng hắn không hề có chút sợ hãi ngược lại hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một bóng người mang theo tiếng giống rền vang đập mạnh vào vai trái của bánh long đằng khiến sáng người cao lớn trong bộ giáp nặng nề của nàng ta văng ra xa cây kích khổng lồ gần như bị cắt đứt rớt xuống phía bên trái của lý hỏa vượng như một tấm cửa ngay cả bản thân lý hỏa vượng cũng ngạc nhiên không nghĩ mình có thể thực sự sống sót trong tình thế sinh tử này hắn nhìn với đôi mắt mơ hồ của mình nhận ra người đâm bành long đằng chính là cao trí kiên giây tiếp theo một bóng người màu đỏ nhào đến bên cạnh lý hỏa vượng cái đầu thú phía dưới khăn cô dâu màu đỏ đột nhiên mở miệng rộng toang hoác ngậm lấy cái cổ trái đen của lý hỏa vượng nhanh chóng di chuyển khỏi người bành long đằng đi bằng bốn chân bị kéo lê trên mặt đất thế này lý hỏa vượng nhìn những đám mây trắng trên bầu trời mỉm cười một cách khó hiểu có người đang cố gắng hết sức để cứu mình cảm giác thật không tệ bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lý hỏa vượng trái đen bị kéo đến một bên đầu thú dưới khăn trùm màu đỏ vừa hé miệng lập tức xoay người lao thẳng về phía xa kẻ thù vẫn có thể cử động lý hỏa vượng không thể cứ như vậy chờ đợi hắn cố gắng ngồi dậy nói với cẩu oa đang đến gần đi giúp ta nhặt đại thiên lục về đây cẩu oa lo lắng nuốt nước bọt hai tay nghĩ muốn đỡ lý hỏa vượng lại không biết nên làm thế nào nên hạ xuống lý sư huynh đại thiên lục cái gì hả đại thiên lục ở đâu cơ ở ở lý hỏa vượng vừa giơ ngón tay không còn nguyên vẹn chỉ vào chân bành long đằng một bóng người liền vọt ra ngoài nhặt đại thiên lục trên mặt đất lên đó là xuân tiểu mãn không đợi lý hòa vượng nói lời nào cục diện trận chiến đột nhiên thay đổi với một cú phốc cơ thể cường tráng của cao trí kiên đã bị treo trên cây kích ngàn cân một cách yếu ớt thực lực quá khác xa nhau hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ mau đưa đại thiên lục cho ta lý hòa vượng hai mắt muốn nứt ra mới bước được hai bước về phía bên kia liền loạn choạng ngã xuống đất cơ thể hắn hiện tại quá sức nhược giờ phút này hắn ta giống như là người than đen làm từ than bước hai bước liền sẽ rơi các linh kiện xuống đất Xuân Tiểu Mãn liếc nhìn Lý Hỏa Vượng vô cùng thê thảm, lại liếc nhìn Bành Long Đằng, người đã ném Cao Chí Kiên ra khỏi cây kích, sôi máu, nàng nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp trải đại thiên lục xuống đất, giơ thanh trường kiếm trong tay nhắm vào cánh tay trái của mình, hung hăng chém xuống, cánh tay trái vừa tách ra khỏi cơ thể Xuân Tiểu Mãn liền nhanh chóng biến thành bụi sắt, lông trên cánh tay không ngừng dày và dài ra, ngoằn ngoèo, cuối cùng biến thành những cái xúc tu, lật cánh tay qua lại, rồi chui vào trong đất. Ngay khi Bành Long Đằng dùng cả hai tay nâng cây kích lên, chuẩn bị chạy về phái Lý Hòa Vượng, thì thứ đó bật ra khỏi mặt đất đập vào tấm áo giáp năng ngược của bành long đằng làm cho thân hình cao lớn của đối phương bị văng ra ngoài lực này mạnh đến nỗi ngay cả cây trường kiếm khổng lồ trong tay bành long đằng cũng bị đánh bật khỏi tay hán đúng lúc này người phụ nữ với chiếc khăn trùm đầu màu đỏ vừa đuổi tới tứ chi đập mạnh xuống đất trực tiếp nhảy lên không trung ba chiếc đầu lâu sói thối giữa bất ngờ từ dưới chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lộ ra hung hăng cắn lấy cây kết khổng lồ trong tay bành long đằng thần điệu cùng tiếng trống đúng lúc vang lên từ xa thùng thùng ngao thùng, ngư thất địa địa thác thiên nhất đối hoàng oanh bà tha khán ngao ngư chát nhãn điện tự động ngao ngư phiên thân địa động thiên tự phiên thùng 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 nữ nhân ấy nhanh chóng xoay người trên không trung toàn thân vặn vẹo đến mức người thường không thể làm được với lực vặn vẹo ấy cái kích khổng lồ trong tay bành long đằng cuối cùng cũng bị giật lấy bành long đằng không có đầu không có vũ khí kết cục xem như đã định những cái xúc tu trên cánh tay bị gãy của xuân tiểu mãn liên tục vung vẫy quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể nàng người phụ nữ với chiếc khăn trùm đầu màu đỏ nhà cây kích ngàn cân xuống mặt đất tiến về phía bành long đằng với ba cái đầu thú lớp sắp cứng bị xé toạc cơ thể của bành long đằng cũng theo đó mà da thịt bị xé toạc bởi hàm răng sắc nhọn sườn trắng sâu bên trong bắt đầu lộ ra khi thấy mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc lý hỏa vượng người dường như chỉ dựa vào ý chí của mình nhanh chóng lâm vào hôn mê những lời nói cuối cùng của hắn trước khi rơi vào trạng thái hôn mê là mau đi cứu cao trí kiên trong lúc mê man lý hỏa vượng lâm vào trạng thái trên bờ vực cái chết ý thức của hắn vô cùng mơ hồ mệt mỏi quá không ta không thể từ bỏ có người đang chờ đợi ta có người đã trả một cái giá quá đắt để cứu lấy ta ta tuyệt đối không thể chết là ai ai đang theo dõi ta ngươi là ai không biết đã trôi qua bao lâu lý hỏa vượng vô cùng yếu ớt từ từ mở một mắt thân thể dung chuyển một cách quen thuộc giúp cho hắn biết hắn đang nằm trên xe bò hắn hướng ánh mắt di chuyển xuống phía dưới thấy bạch linh miểu với đôi mắt đỏ đỏ đang ôm lấy một cái bình gốm nhúng một thứ gì đó giống như mỡ bằng một miếng vải bông nhẹ nhàng quét lên người hắn lý hỏa vượng cố gắng hết sức để mở nhưng đôi môi đã bị dán vào nhau một vệt máu trượt từ khóe miệng của hắn ta cao trí kiên đã xảy ra chuyện gì vậy giọng nói khàn khàn của hắn khiến cơ thể của bạch linh miểu run lên cầm chiếc lọ trong tay nhích lại gần bên đầu lý hỏa vượng nước mắt nàng lại rưng rưng trong hốc mắt cao trí kiên đâu lý hỏa vượng hỏi lại hiện tại hắn lo lắng nhất chính là cao trí kiên người bị treo trên cây kích khổng lồ bạch linh miểu nhẹ nhàng kéo tay áo lên lau đi những giọt nước mắt kích động hắn không sao ta đã nhờ tiên gia cứu hắn nhát đó không đâm trúng điểm yếu của hắn vậy thì tốt vậy thì tốt lý hỏa vượng cười hắn cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị bạch linh miểu vội vàng ngăn lại lý sư huynh ngươi hiện tại không thể cử động được ta đang quét dầu chuột cho ngươi mẹ ta từng nói dầu chuột là phương pháp trị bỏng tốt nhất lý hỏa vượng nghe lời toàn thân trái đen nằm trên xe để đối phương lần lượt quét dầu lên người qua lời bạch linh miểu kể lý hỏa vượng đã nắm được những gì xảy ra trong lúc hắn bất tỉnh không ai biết bành long đang rốt cuộc đã tu luyện kiểu gì tại sao hắn ta lại có thể di chuyển mà không cần đầu không một ai biết điều duy nhất có thể biết là cuối cùng bọn giết người trên tay lấm lem máu cũng đã chết đây cũng coi là thay trời hành đạo xương của bành long đằng cứng đến mức không thể nào phanh thây sau khi xé nát toàn bộ da thịt của nàng hoàn toàn biến thành một khung xương cuối cùng nàng cũng không động đậy được nữa mọi người giải quyết triệt đề mối nguy vội vã đi qua cửa khẩu tiến vào địa giới của thanh khâu tránh đám quân thổ phỉ còn lại trả thù xe bò yên lặng một lúc bạch linh miểu ngập ngừng nói lý sư huynh ngươi có thể dạy cho tiểu mãn tỉ phép thần thông giúp tay mọc trở lại không tay của nàng ấy không còn nữa tuy rằng nàng luôn miệng nói không sao nhưng nàng chỉ mới nhiều đó tuổi những tháng ngày sắp tới vẫn còn dài. Không được, trước lời thỉnh cầu của Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng trả lời kiên quyết như đinh đóng cột. Nhìn thấy vẻ tủi thân trên khuôn mặt Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng dịu giọng giải thích, căn bản không có phép thần thông gì cả, chỉ có nỗi thống khổ tột cùng, hãy tin ta, so với những chuyện mà ta từng trải qua trước đó, mất đi một cánh tay thực sự chẳng hề gì, nếu muốn có được sự chú ý của Tam Hủy, buộc phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Lý Hỏa Vượng đã đích thân trải qua hai lần, hắn biết rất rõ mình cần phải trải qua những gì để đạt đến trình độ đó. Hắn không muốn trải nghiệm tuyệt vọng đó lại xảy ra với những người bạn đồng hành của mình, nếu không, hắn thực sự sợ rằng Xuân Tiểu Mãn sẽ phát điên mất. Ồ, chỉ là ta thấy tiếc thay cho Tiểu Mãn tỷ, đang tuổi xuân phơi phới lại mất đi một cánh tay. Đừng lo lắng, rồi sau này sẽ có cách thôi, thế giới này vô lý như vậy, kiểu gì cũng có cách lấy lại cánh tay cho nàng ấy. Lý Hỏa Vượng cũng không biết hắn đang tự an ủi chính mình hay an ủi Bạch Linh Miểu nữa. Nói đến đây, Lý Hỏa Vượng chợt khịt mũi thật mạnh, ngươi có người thấy gì không? Hình như có mùi hôi thối. Lý sư huynh trên người ngươi có một phần thịt chết, thối rữa rồi tất nhiên sẽ bốc mùi. Thối rữa, bốc mùi, nghe được thông tin này, hắn bỗng nhiên bật cười, một nụ cười thoải mái, sự thối rữa đã quay trở lại. Ở thế gian này, thiên đạo xảo quyệt cuối cùng cũng bình thường trở lại rồi, sự thối rữa đã quay trở lại. Chợt một ý nghĩ mới nảy ra trong đầu Lý Hỏa Vượng, nếu sự thối rữa đã trở lại, vậy thì sư thái có phải cũng có thể sống dậy không? Lý Hỏa Vượng suy đoán lung tung, điều này có lẽ chỉ là mơ tưởng, nhưng thực sự cũng rất có khả năng. Trong thế giới phi lý này, suy cho cùng bất kể chuyện gì xảy ra cũng không quá bất ngờ giờ phút này trong lòng hắn thậm chí đang dấy lên một sự kích động mãnh liệt hắn muốn quay đầu ngay lập tức quay lại an Từ am ở tứ tề để quan sát một lần nữa nhưng kích động cũng chỉ là kích động lý hỏa vượng hiểu rất rõ rằng với dáng vẻ hiện tại của hắn hắn không thể nào quay lại được nữa vừa mới giết bành long đằng xong trừ khi muốn tự tìm cái chết nếu không thêm vài năm nữa có lẽ hắn cũng không thể trở về học thục sự thối giữa đã quay trở lại là nó tự quay trở lại sao hay là có một sự tồn tại nào đó đã khiến sự thối giữa quay trở lại suy nghĩ của lý hỏa vượng dần dần lan xa trong tâm trí của lý hỏa vượng hắn nhớ trước đây ở an từ am đã từng nhìn thấy một bồ tát hắc trùng được tạo thành từ vô số những con ruồi đầu xanh dày đặc tụ lại chính đức tự là nơi thắp hương thờ phụng phật tổ bằng xương bằng thịt những hòa thượng thường thông qua việc làm loại chuyện đó với huyết nhục để có được phép thần thông huyết nhục mà áo cảnh giáo đã hiến dâng nỗi đau khổ cho tam hủy để có được các loại sức mạnh thoát tục mới khác nhau tức là điều này chứng tỏ cũng có một sự tồn tại nào đó chịu trách nhiệm cho sự thối giữa sự biến mất của thối giữa liệu có phải mang ý nghĩa rằng thần đã gặp phải chuyện gì đó và sự tái xuất hiện của sự thối giữa có nghĩa là thần đã trở lại vị trí cũ trong đầu lý hỏa vượng giờ đây cứ quanh quẩn suy nghĩ về những vấn đề lung tung này bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy cái chết kỳ lạ của sư thái năm đó thực sự rất lạ lùng một người cường tráng như nàng ta lại chết trong trường lợn chẳng lẽ những sự tồn tại đó đang gây chiến với nhau sao còn sư thái chỉ là tai bay vạ gió gần như theo bản năng lý hỏa vượng nhớ tới bạch ngọc kinh và những thứ bên trong bạch ngọc kinh lúc đầu cách một lớp ly chim môn mơ hồ lý hỏa vượng nhìn thấy những thứ bên trong như thể đang nuốt một thứ gì đó có phải là họ không khi bắt đầu nhớ lại những gì đã thấy ngày hôm đó vẻ mặt của lý hỏa vượng lộ ra vẻ đau đớn hơi thở cũng dần trở nên rồn rập lý sư huynh ngươi sao vậy bạch linh Miểu nhận thấy sự kỳ lạ nhanh chóng nắm lấy tay lý hỏa vượng lý hỏa vượng cố gắng hết sức để cắt ngang dòng suy nghĩ của mình trong miệng lặp đi lặp lại những câu nói ta không nghe không muốn không muốn để ép bản thân từ bỏ suy nghĩ lý hỏa vượng vội ngẩng đầu nhìn lên bạch linh miều nói sách đâu hỏa áo trên kinh đâu chính là quyển sách được bọc bởi sáp đấy mau mang đến đây bạch linh biểu ở bên cạnh lục loại một hồi nhanh chóng cầm lấy cuốn hỏa áo chân kinh được bọc trong sáp trắng trong suốt đưa tới trước mặt hắn khi lý hỏa vượng đọc câu thần chú trên cuốn sách chất sáp màu trắng bắt đầu được đốt cháy và tụ lại thành một con ốc sên nó từ từ bò lên cơ thể trái đen của lý hỏa vượng điều trị vết thương cho lý hỏa vượng nó bò rất chậm vết bỏng ở phần nông dần thay thế vết bỏng ở phần sâu hai loại vết thương dần hòa vào nhau không phân biệt được cả hai toàn bộ xe bò nồng nặc một mùi hăng hắc cay mũi cơn đau khiến lý hỏa vượng thở hắt ra một hơi Bây giờ hắn cần một cơn đau để cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, bây giờ hắn không nên nghĩ về những chuyện đó, những chuyện đó đã trở thành chắc chắn, vốn dĩ chúng không liên quan gì đến mình, đó là thứ mà chỉ những đại nhân vật mới cần. Bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, điều hắn nên nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để nỗ lực sống tiếp, có lẽ đợi cho đến khi hắn đủ mạnh mẽ mới xem xét đến những chuyện đó. Đột nhiên Lý Hỏa Vượng nghĩ đến điều gì đó, hắn ngẩng cổ lên và hỏi Bạch Linh Miểu, đại thiên lục đâu rồi? Chính là cuốn thẻ che màu đỏ. Câu niệm chú của Lý Hỏa Vượng dần biến mất con ốc sen rực lửa cũng theo đó mà đột nhiên tàn ra, tạo thành một cái bãi. nghe đến đại thiên lục, vẻ mặt của bạch linh miểu rõ ràng có chút do dự, nhưng cuối cùng nàng ấy cũng quay người bước xuống xe. thính giác nhẹ bén của lý hỏa vượng mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài. vài khắc sau, bạch linh miểu ôm cuốn thẻ che màu đỏ bước vào, cơ thể vốn đang căng ra của lý hỏa vượng đột nhiên dùng sức, lật người lại dưới tiếng kêu kinh sợ của bạch linh miểu. nào, xé rách vết vẩy đen trên lưng giúp ta, sau đó dán thứ đó lên lưng. dù sao lớp da của ta cũng chưa mọc trở lại nên có thể nhân cơ hội này ấn đại thiên lục vào trong cơ thể của mình đợi đến khi da mọc lại hoàn toàn đại thiên lục có thể hoàn hảo tệp vào trong da bằng cách này sau này mỗi khi muốn sử dụng sẽ không cần phải lấy ra rồi trải nó ra nữa hơn nữa lúc động thủ cũng có thể khiến đối phương không kịp đề phòng trước đó lý hòa vượng còn không hiểu vì sao thủ tam của áo cảnh giáo lại treo đại thiên lục trên ngực bây giờ hắn mới hiểu ra nếu đã tồn tại thì nhất định phải có lý do của nó bạch linh biểu hiển nhiên cũng hiểu lý do tại sao lý hòa vượng lại làm như vậy lý sư huynh thực sự phải làm vậy sao đau đớn biết mấy và lại nếu người làm như vậy, sau này những người khác sẽ không thể sử dụng đại thiên lục nữa. Lý Hỏa Vượng kiên định gật đầu, đúng vậy, đây chính là điều ta muốn. Lần này là Xuân Tiểu Mãn bị mất đi cánh tay, lần sau có trời mới biết là ai. Đại thiên lục quá dễ sử dụng, chắc chắn sẽ có người bắt trước. Nếu đã vậy tốt hơn là nên giấu hoàn toàn đại thiên lục vào trong áp da của mình, tránh những hậu họa về sau. Bạch Linh miểu cắn môi làm theo, đôi tay trắng nõn của nàng run rẩy lột đi lớp vải đen trên lưng Lý Hỏa Vượng, trong xe bò lập tức vang lên tiếng kêu la đau đớn của Lý Hỏa Vượng bên dưới lớp vải đen là máu thịt không ngừng gì ra máu và dịch mô cuốn đại thiên lục màu đỏ được trải ra và phủ lên lưng một cách cẩn thận lý hỏa vượng lại trở mình trên mặt lộ ra vẻ đau khổ hắn lật mạnh về phía sau ấn đại thiên lục vào trong cơ thể sau khi mọi chuyện kết thúc cuối cùng cũng có thể hoàn tất lý hỏa vượng sức cùng lực kiệt muốn nghỉ ngơi thật tốt hắn từ từ nhắm mắt lại trong cơn nửa mê nửa tình lý hỏa vượng lại mở mắt nhìn bạch linh miểu trên người bành long đằng có thứ gì không các ngươi lấy nó chưa bạch linh miểu gật đầu cậu oa nói rằng những miếng giáp đó có thể bán lấy tiền tất cả đều được trở lên xe bò rồi thậm chí cả cây kích khổng lồ cũng được mang lên hắn nói đó là thần binh lợi khí cho dù không dùng được thì sau này cũng có thể nung chảy rồi rèn thành một vũ khí mới trừ những miếng giáp và cây kích tìm được trên người bành long đằng ra các ngươi còn tìm được thứ gì khác trên người nàng ta không nghe câu hỏi của lý hỏa vượng bạch linh biểu gật đầu và nhẹ nhàng nói nữ tướng quân đó có một tấm thẻ bài trước đó cậu oa còn tưởng là vàng nhưng hóa ra lại là đồng nói không đáng bao nhiêu thẻ bài mang tới đây ta xem chẳng mấy chốc thứ đó đã xuất hiện trước mặt lý hỏa vượng đó là một tấm thẻ bằng đồng hình vuông từ tên và quân vị trên đó có thể thấy nó được dùng để chứng minh thân phận của bành long đằng trên thẻ bài có in hình đầu hổ thứ này có lẽ là thẻ bài đeo lên thắt lưng trong quân ngũ lý hỏa vượng dùng tay ấn vào hoa văn hình đầu hổ trên thẻ bài sau đó bảo bạch linh miểu cất thứ đó đi lo trước khỏi họa nói không chừng ngày nào đó thứ này sẽ thực sự phát huy tác dụng kể cả khi nó không có ích gì dù sao cũng chỉ mang theo một tấm thẻ bài cũng chẳng nặng hơn bao nhiêu cái gọi là thiên sách của đan dương tử so với thứ này còn nặng hơn nhiều từ trước đến nay cũng chẳng làm được gì nhưng lúc nào hắn cũng mang theo bên mình đúng rồi lý sư huynh trên người nàng ta còn có một cuốn sách nhưng bọn ta đều không biết chữ nên cuốn sách được cao trí kiên giữ lấy rồi sách lý hỏa vượng vừa mới buông lòng cảnh giác đã lập tức cảnh giác trở lại mang quyển sách đến đây bạch linh miểu lập tức vén rèm lên đi lấy nhưng một lúc sau nàng lại do dự quay trở lại cao trí kiên nói rằng đó chỉ là một cuốn sách về binh pháp không có gì hay để xem hắn không chịu đưa người gọi hắn đến đây ta đích thân nói với hắn mối nghi ngờ trong lòng lý hỏa vượng càng dâng cao nếu chỉ là binh pháp thông thường thì hắn giấu làm gì sau khi cao trí kiên mang một thân đầy vết thương và gương mặt tái xanh xuất hiện trước mắt hắn lý hỏa vượng dùng giọng điệu nghiêm túc nhìn hắn nói ta biết đối với sức mạnh vô song của Bành long đằng ngươi hẳn là vô cùng khao khát nhưng có một số thứ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm thậm chí có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống nếu không được giải quyết thỏa đáng ngươi có hiểu ý ta không lý hỏa vượng hoài nghi quyển sách này ghi lại cách thức tu luyện của bành long đằng còn cao trí kiên thì đang lén lút luyện nó sau nhiều lần như vậy từ lâu hắn đã hiểu rằng muốn thông qua tu luyện để đạt được một loại sức mạnh nào đó mà không phải trả giá bất cứ thứ gì là điều hoàn toàn không tồn tại trong thế giới điên rồ này muốn có được thứ gì thì tất nhiên phải trả một cái giá tương xứng bất cứ công pháp tu luyện nào cũng vô cùng nguy hiểm hắn không muốn một ngày nào đó cao trí kiên sẽ trở thành bành long đằng thứ hai đây chỉ 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 là binh pháp cao trí kiên hơi oan ức nói nếu chỉ là binh pháp thì ngươi cố giấu giếm làm gì đưa ta xem xem cao trí kiên do dự một hồi lâu nhưng cuối cùng cũng giao cuốn sách trên tay ra tướng uyển nó là tên cuốn sách lý hỏa vượng dùng ngón tay trái đen lật mở những trang giấy thô giáp nội dung trên đó xuất hiện ra trước mặt hắn phàm cách dùng binh tướng chịu mệnh ở vua học quân tụ chúng đất lội không nương đất thông hợp giao đất tuyệt không ở đất vây thì mưu đất chết thì chiến đường có khi không đi quân có khi không đánh thành có khi không phá đất có khi không tranh mệnh vua có khi không chịu thật sự là binh pháp Lý Hỏa Vượng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên liếc nhìn Cao Chí Kiên rồi lại cẩn thận đọc thêm lần nữa. Tuy nội dung khá trúc chắc khó hiểu, phần phía sau Lý Hỏa Vượng phải khá chảy chật mới hiểu được hết, nhưng hắn lật hết tất cả thì phát hiện ra cuốn sách này thực sự chỉ là một cuốn về binh pháp. Bộp, đóng quyển sách lại, Lý Hỏa Vượng nghi ngờ nhìn Cao Chí Kiên, chỉ là một cuốn sách nát bình thường, tại sao ngươi lại quan tâm nó đến vậy? Nó 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 hay, Cao Chí Kiên vươn đôi bàn tay thô chắc của mình ra đón lấy quyển sách từ tay Lý Hỏa Vượng. Lúc này Lý Hỏa Vượng thấy vết thương của hắn lại bắt đầu rỉ máu, vội nói, nhanh chóng quay trở về nằm nghỉ đi đợi vết thương khỏi hẳn hãy xem cao trí kiên cười ngây ngô gật đầu ôm cuốn sách xoay người đi ra ngoài sau khi thấy hắn rời đi bạch linh miểu nhanh chóng cầm lấy một chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người lý hỏa Vượng. lý sư huynh ngươi bị thương nặng như vậy đừng quan tâm những chuyện này nữa sức khỏe quan trọng nghỉ ngơi trước đi lý hỏa vượng cũng muốn ngủ nhưng cơn đau dữ dội trên lưng do đại thiên lục gây ra khiến hắn không buồn ngủ trước nào ánh mắt hắn thần thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà đầu óc trống không không biết nên nghĩ về cái gì qua một lúc hắn chợt lên tiếng miểu miểu dìu ta đứng dậy ta muốn ra ngoài một chút bạch linh miểu rõ ràng không muốn làm điều này nhưng dưới sự thúc giục của lý hỏa vượng cuối cùng nàng cũng phải làm theo rèm xe được vén lên bên ngoài là một thảm cỏ xanh tươi mát mẻ khiến trong lòng lý hỏa vượng cảm thấy thoải mái như vừa uống một ngụm nước mát ngày hè những ngọn cỏ được ngọn gió thổi qua trông như một giải nộ chập trùng đây là thanh khâu sao phong cảnh đẹp hơn nhiều so với những nơi trước đó nghe lý hỏa vượng nói bạch linh miểu đứng bên cạnh gật đầu ta nghe phụ thân nói thanh khâu ở bên trái lương quốc còn nghe nói ngựa ở đây tốt lắm cả dê cũng rất tốt lý hỏa vượng gật đầu thanh ta thấy rồi vậy khâu ở đâu đối với câu hỏi này một người chưa từng đi xa như bạch linh biểu hiển nhiên không trả lời được trong số chúng ta có ai là người bản địa của thanh khâu không, không lý hỏa vượng hỏi có tôn bảo lộc còn có một sư đệ hai đạo đồng nhưng bọn họ đều đã chết lý hỏa vượng thở dài tìm nơi ở của bọn họ đi chúng ta tiễn họ về nơi cho nhau cắt rốn một đường đi đến đây có quá nhiều thương vong ừm nhưng ta nghe nói người ở thanh khâu không, không chôn cất người chết trong đất để lát nữa ta hỏi thăm tôn bảo lộc xem sao Bạch Linh Miểu nói chuyện một lúc lâu chợt phát hiện Lý Hỏa Vượng không hề đáp lại lời nàng, nàng nghi ngờ nhìn sang, phát hiện đối phương đang giữ người tại chỗ, hai mắt trợn to, hắn dường như vừa nhìn thấy thứ gì đó hết sức kinh hoàng, nhưng bên ngoài ngoại trừ thảm cỏ ra thì đâu còn gì nữa, "Lý sư huynh, ngươi làm sao?" Chưa kịp nói hết câu, nàng liền nhìn thấy Lý Hỏa Vượng trên người đầy thương tích đột nhiên cầm lấy thanh trường kiếm, nhảy ra khỏi cửa sổ, đáp xuống đất, dưới sự chấn động này, chân trái trái đen của hắn rắc một tiếng, vỡ nát như một cành cây khô, trên khắp cơ thể cũng xuất hiện đầy các vết nứt nhưng lý hỏa vượng lại không quan tâm hắn giơ kiếm lên bằng một tay và nhắm chuẩn vào cánh tay trái của mình trông như thể hắn sắp chặt xuống bất cứ lúc nào Cậu oa cách hắn gần nhất nhanh chóng lao đến bắt lấy cánh tay nâng kiếm của lý hỏa vượng hắn lo lắng hét lên với người đang đứng bên cạnh mau lấy dây xích đến đây lý sư huynh lại phát bệnh rồi cổ lý hỏa vượng cứng ngắc quay sang cầu oa lẽ nào ngươi không thấy gì hả Cậu oa vẻ mặt mờ mịt nhìn thấy cái gì nghe thấy câu trả lời của đối phương cơ thể lý hỏa vượng mềm những vô lực trực tiếp ngã xuống bãi cỏ mềm lý hỏa vượng nằm trên mặt đất con mắt duy nhất hướng lên trên, chỉ có một mình hắn nhìn thấy Bành Long Đằng không đầu đứng đó như một pho tượng, và một cái bóng khổng lồ bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Bộ chiến giáp trên người Bành Long Đằng dường như bị trái thành màu đỏ sẫm, một ít máu chảy ra từ các khe hở trên bộ áo giáp, giống hệt với dáng vẻ trước đây lúc hắn giao chiến với Lý Hỏa Vượng trên chiến trường. Tại sao nàng ta lại trở thành ảo giác của ta? Tại sao? Lý Hỏa Vượng không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó di chuyển sau lưng Bành Long Đằng, đó là kim sơn hoa, một kim sơn hoa chỉ có nửa thân trên lục phủ ngũ tạng thối rữa chảy ra khỏi khoang bụng của hắn kéo lê trên mặt đất một vệt rất dài ngay khi lý hỏa vượng bị các sư huynh đệ khác ba chân bốn cẳng trói bằng dây xích và đưa lên xe bò hắn nhìn thấy kim sơn hoa đang mở miệng và dường như muốn nói điều gì đó với hắn rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì kim sơn hoa vẻ mặt cứng đờ liên tục mở hàm đóng hàm nhưng không có âm thanh nào phát ra từ miệng hắn túm dương tiểu hài nhắm mắt lại vùi đầu thật sâu vào làn nước sông trong vắt sau khi lắc mạnh vài lần hắn đột ngột nhấc đầu lên khuôn mặt hiện lên vẻ sung sướng cả hai việc rửa mặt và uống nước được hắn thực hiện trong cùng một lúc nước ở đây ngọt quá hắn đưa tay chạm vào giọt nước trên cầm dương tiểu hải xách một thùng nước lên bắt đầu chạy trở về những lần lặn lội đường xa như rèn luyện cộng thêm việc không còn bị bỏ đói nữa điều này khiến thân hình hắn không còn gầy gò ốm yếu như khi còn ăn xin cơ thể trở nên có da có thịt nước da cũng không còn vàng vọt nữa chiều cao cũng cao lên một chút xin chào tào tháo sư huynh bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube di các phim dương tiểu hài chào hỏi với cậu oa đang loanh quanh bên cạnh những người phụ nữ thấy cậu oa chẳng rảnh rỗi nói chuyện với mình dương tiểu hài mỉm cười đi về phía cái nồi hắn không phải là một đứa trẻ không biết gì một đứa trưởng thành sớm như hắn hiểu tại sao cầu oa lại xung xoe như vậy bên dưới đáy nồi vẫn chưa được nhóm lửa vì những người khác vẫn chưa thức dậy phải đợi đến khi mọi người thức dậy rồi mới cho mì vào nồi sau khi đặt cái thùng xuống hắn lấy một cây củi dưới đáy nồi rồi đi về phía xuân tiểu mãn đang nghiêm túc luyện kiếm đi đến bên cạnh ánh kiếm lạnh lẽo đang bay lượn vun vút hắn nâng cây củi trong tay lên vung vẫy một cách khá thành thục hắn rất tập trung thậm chí tập trung như xuân tiểu mãn nhìn thấy cảnh này xuân tiểu mãn xoay cổ tay đâm kiếm về phía dương tiểu hài dương tiểu hài luống cuống tay chân nhanh chóng hạ người về phía sau ngã ngửa trên lớp cỏ mềm xuân tiểu mãn một tay cầm kiếm nói với dương tiểu hài đang ngồi bệt dưới đất đứng dậy tiếp tục luyện tập nếu muốn học chỉ ý mình già dạn là không thể được trước đây có một khoảng thời gian lý hỏa vượng luôn luyện tập cùng nàng ấy nhưng với dáng vẻ của hắn bây giờ hoàn toàn không có khả năng dương tiểu hài hào hứng gật đầu rồi giơ cây củi lên đâm về phía đó hắn vui vẻ luyện kiếm không quản ngại gian khổ đến khi hắn luyện tập thành tài rồi dù có phải đi ăn mày trở lại người khác cũng không dám bắt nạt hắn nữa sau khi luyện tập được một lúc nàng thấy bạch linh miểu bước ra từ xe bò xuân tiểu mãn thu tay lại cha thanh trường kiếm vào vò được rồi nấu cơm đi bọn họ đều dậy cả rồi ôi dương tiểu hài hưng phấn vội vàng trở về khi vừa đến bên cái nồi các nếp nhăn trên khuôn mặt hắn bỗng nhiên xô lại vào nhau hắn phát hiện có người đang làm thế công việc của hắn lại còn đang cầm dao đánh lửa đó là một người phụ nữ mập mạp là một trong những người phụ nữ mà lý sư huynh đã giải cứu khỏi hang cướp trước đây thực ra lúc trước khi ở trên cửa ải vì trong số những người cưỡi ngựa có một nhóm người đã chết vậy nên nàng ta mới may mắn sống sót tránh ra hắn bước tới giật lại con dao đánh lửa đoạt lại vị trí của mình người phụ nữ mập mạp đó không chút khó chịu nở nụ cười ngại ngùng cất tiếng nói tiểu đồng hương ngươi đến rồi trước đây dương tiểu hài chỉ thuận miệng nói vài câu không ngờ đối phương lại bắt đầu bám víu tạo mối quan hệ bảo là cùng quê với hắn hắn ghét những người phụ nữ này không trợ nghĩa chút nào được lý hòa vượng cứu lại còn ăn uống của bọn họ lâu như vậy ấy vậy mà lúc trước khi ở cửa khẩu còn len lén lẻn đi vài người quan trọng hơn nữa là những người phụ nữ còn lại luôn vô tình hay cố ý tranh đoạt công việc của hắn chuyện này khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu với những người phụ nữ này đặc biệt là người phụ nữ béo có nốt ruồi ở cằm đang đứng trước mặt hắn đây đừng gọi ta là đồng hương ta không sống chung một nơi với ngươi có trời mới biết tại sao lại trùng hợp như vậy đối phương lại sinh ra đúng cái nơi hắn vô tình bịa ra người phụ nữ mập mạp cười cười trên má trái tự nhiên xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ nàng ta bắt đầu đi theo bên cạnh dương tiểu hài để giúp đỡ còn không ngừng cố gắng bắt chuyện với đối phương này tiểu đồng hương vị hán tử kia tên là gì vậy sức lực mạnh thật đấy dương tiểu hài quay đầu nhìn về phía xa xa nhìn thấy cao trí kiến đang nghiến chặt răng vung thanh kích khổng lồ gân xanh trên cổ căng chặt trông giống như một con thanh xà liên quan gì đến ngươi giọng dương tiểu hài có chút cáu kỉnh ngươi thấy ta phiền phức hà tiểu đồng hương nàng ta cười híp mắt rưỡi tay ra phủi đi lớp bụi bẩn trên người dương tiểu hài đừng chạm vào ta dương hiểu hài đột nhiên xù lông khiến người phụ nữ mập mạp lùi lại, ấm ức nói, ta làm gì ngươi đâu chứ, khó khăn lắm mới gặp được một đồng hương, ta chỉ muốn gần gũi hơn với ngươi thôi, từ nhỏ ta đã bị người ta bán đi rồi, đây là lần đầu tiên ta gặp được đồng hương của mình. Dương Tiểu Hà nhìn thấy bộ dạng của nàng ta, lời nói tàn nhẫn đã dâng đến hỏng chỉ còn cách nuốt xuống, sau này ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở đây là được, đừng cướp công việc của ta, em nhân bị thương rồi, ta ta chỉ là muốn giúp hắn chút việc vặt, nghe vậy, Dương Tiểu Hà nhìn về phía xe bọ đằng xa, Lý Hòa Vương đang ở trong đó, Tất cả những chuyện xảy ra trước đây phút chốc ùa vào tâm trí khiến trong lòng hắn trở nên lo lắng. Lý sư huynh là trụ cột của họ, hắn tuyệt đối không thể xảy ra bất chắc gì. Tên lửa do do đánh lửa bắn ra đốt cháy cỏ khô trong hố, ngọn lửa từ cỏ khô lan ra lại đốt cháy mấy thanh củi. Dương Tiểu Hải đứng dậy, ngẩng đầu nói với người phụ nữ mập kia: đi lấy nước đi. Người phụ nữ béo bị đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình sai khiến nhưng lại không hề tức giận, ngược lại còn gật đầu lia lịa, xoay người đi lấy cái xô. Dương Tiểu Hải phủi phủi vết bẩn trên người, lo lắng đi về phía xe bò vừa đến gần hắn đã nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện rốt cuộc ngươi muốn nói gì phải làm sao thì ngươi mới dẫn Bảnh long đang rời khỏi đây dương tiểu hài đi đến phía bên kia của xe bò nhìn thấy lý hỏa vượng đang dựa vào cửa sổ so với thân hình trái đen trước đây bây giờ trông hắn đã tốt hơn rất nhiều chỉ là cái loại tốt này trông có vẻ cực kỳ đáng sợ một cái đầu một nửa không da và một nửa có da trên làn da còn lấm tấm những vết vải đen lớp da phần miệng bị cháy xém hai hàng răng trắng đối nghịch cứ vậy mà lộ ra bên ngoài nghiến răng ken két hết mở ra rồi đóng lại trông hắn có kỳ quái cũng không sao nhưng đôi mắt hắn lại còn đăm đăm nhìn chòng chọc vào khoảng không trống rỗng bên ngoài gầm gầm gừ gừ như đang nói gì đó hòa thượng giúp ta một việc ngươi đi hỏi hắn giúp ta hỏi hắn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành không ta biết hắn đáng thương ta cũng rất thông cảm cho hắn nhưng tại sao hắn lại cứ quần lấy ta mãi không buông lẽ nào hắn không nên quấy giày bành long đằng người đã giết chết hắn sao đột nhiên độc nhãn của lý hỏa vượng nhanh chóng liếc qua trừng mắt nhìn dương tiểu hài cảnh tượng này khiến dương tiểu hài sợ hãi đến ra đầu tê dại Tôi chân suýt chút nữa không kiềm chế nổi mà xoay người muốn bỏ chạy. Bây giờ hắn đột nhiên hiểu ra tại sao xe bò của Lý Sư Huynh lại luôn cách xa họ như vậy. Lý Sư Huynh bây giờ thực sự còn đáng sợ hơn nhiều so với tai họa năm xưa. Có chuyện, Dương Tiểu Hải sợ tới mức tay còn không biết phải đặt ở đâu. "Lý, Lý Lý Sư Huynh, ngươi vẫn ổn chứ?" Giọng nói hắn tuy sợ hãi nhưng vẫn mang theo ý ân cần hỏi. Ngay sau đó, hắn thấy Lý Sư Huynh hoàn toàn không để ý tới hắn, tiếp tục lầm bầm lầu bầu với khoảng không trống hơ chống hoặc đằng trước. Dương Tiểu Hải lo lắng rời đi, nhưng cứ chốc chốc lại quay đầu lại nhìn hắn quay trở lại bên cạnh cái nồi rất lớn thì bị cầu oa ấn chặt vai lý sư huynh làm sao vậy dương tiểu hải ủ rũ lắc đầu ta cảm thấy bệnh của lý sư huynh càng nghiêm trọng hơn rồi hay chúng ta tìm một lang trung đến xem bệnh xem sao hai lang trung sao có thể chữa khỏi bệnh cho lý sư huynh ngay cả lại từ đầu cũng chỉ có thể áp chế cầu oa đứng một bên mặt cao mày có cùng nghĩ cách với hắn hồi đó tên lại từ đầu có đưa cho hắn ăn hắc thái tuế ta vẫn còn nhớ thứ đồ quỷ kia trông như thế nào nhưng biết tìm ở đâu bây giờ khuôn mặt cao trí kiên đỏ bừng dùng hết sức bình sinh run rẩy nhấc cây kích khổng lồ trong tay mang lên xe bò chẳng mang tới việc thở không ra hơi hắn nhặt một mảnh vải lên bọc lại mũi cây kích sắc nhọn lý sư huynh từng nói với hắn rằng sau khi luyện xong cây kích này thì phải bọc nó lại bởi vì chủ nhân trước đây của nó là tướng quân của hậu thục lỡ như bị quan trên của thanh khâu nhận ra chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối nhìn cây kích khổng lồ đã được bọc lại hắn hơi bất lực lấy tay gãi gãi sau đầu đã luyện tập lâu như vậy nhưng kết quả vẫn chỉ có thể nhấc nó lên rõ ràng cây kích này khi đặt trong tay người phụ nữ kia nhẹ nhàng như được làm bằng giấy mà sau khi khoa tay mô phòng độ dài cao trí kiên nghĩ nếu cố gắng rút ngắn nó lại thì chắc cũng nhẹ hơn đôi chút và lại nếu hắn sử dụng thì một trượng hai là quá dài kích thước binh khí khi cưỡi trên ngựa chỉ cần cao một thước hai là đủ trừ phi là thương binh nếu không binh khí chiến đấu trên mặt đất dài quá thường không dễ dàng phản kích lại thì người khác đến gần vén màn xe bò lên hắn cầm bộ giáp nặng trịch chất đống lung tung trong xe lên xem xét kỹ lưỡng chốc chốc lại khoác lên người rồi khoa tay vài lần có thể chặn đường kiếm của lý sư đệ cao trí kiên biết những mảnh áo giáp này không hề tầm thường chỉ là người phụ nữ đó cao to hơn hắn nhiều nếu hắn muốn mặc thử thứ này phải nhờ thợ rèn chỉnh sửa ngoài ra còn có trọng lượng bộ áo giáp này phải nặng gần trăm cân sức lực của hắn không đủ vẫn phải luyện tập thêm đồ ngốc đang làm gì vậy nhanh đến đây ta tìm ngươi có chút chuyện chuyện tốt đấy cao trí kiên vẻ mặt không chút vui vẻ miễn cưỡng xoay người lại cúi đầu nhìn xuống cầu qua đang nói chuyện này ngươi thấy những nữ nhân đó chưa có vài người phụ nữ dường như khá thích thú với ngươi cao trí kiên ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đám nữ nhân đứng chụm lại với nhau đang nhìn trộm mình phát hiện ra hắn, các nàng liền nhanh chóng rụt đầu lại. Này, đồ ngốc, có muốn lấy vợ không? Nếu muốn, Tào Tháo này sẽ giúp ngươi làm nguyệt lão xe duyên cho ngươi. Cao Chí Kiên mặt khó đăm đăm quay người lại tiếp tục đánh giá mấy mảnh giáp kia, hoàn toàn không thèm để ý đến cẩu oa. Chẳng lẽ ngươi còn chê bọn họ bẩn thỉu sao? Ngươi khi người khác bẩn thỉu, người ta còn chưa khinh ngươi ngu ngốc đấy. Chúng ta đừng kén cá chọn canh nữa, nhanh chóng chọn đại một người đánh dấu chủ quyền đi. Đi khỏi thôn này thì không tìm được hàng này nữa đâu. Ta nói ngươi hay, ta chấm được một người rồi không bao lâu nữa ngươi có thể đến uống rượu cưới của bọn ta đi 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 cao trí kiên lắp ba lắp bắp nói đi được rồi vậy chúng ta qua đó xem một chút đi 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 ra giọng nói quá lớn làm cầu oa giật mình ta đây coi ngươi là chỗ huynh đệ nên mới thay ngươi lo lắng chuyện trung thân đại sự sau này ngươi có muốn tìm cũng chưa chắc tìm được cao trí kiên vươn tay ra đẩy cầu oa một cú loạn choạng khiến hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất cầu oa xui xẻo hùng hùng hổ hổ bỏ đi rồi lại đi về phía triệu ngũ trên xe bỏ bên cạnh hú 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 cao trí kiên nhắm vào màn thầu đang nghỉ ngơi dưới gầm xe ngựa miệng liên tục tạo ra những tiếng động thu hút con chó đến nghe thấy âm thanh hai bàn chân trước của màn thầu duỗi ra thật mạnh lắc người duỗi eo sau đó hai cái tay dựng đứng lên lắc đầu vẫy đuôi đi về phía cao trí kiên cao trí kiên cẩn thận ôm con chó vào lòng sờ qua sờ lại nó cảm nhận lớp lông mềm cọ vào lòng bàn tay hắn bất giác không nhịn được cười hắn duỗi tay lấy từ trong ngực ra một nửa cái bánh vàng ruộng lắc lắc trước mặt màn thầu thấy có đồ ăn cái đuôi của màn thầu càng lúc càng vẫy mạnh hơn Cao Chí Kiên dùng tay ngắt ra một ít vụn bánh để vào lòng bàn tay, lặng lẽ cảm nhận được cảm giác đầu lưỡi của màn thầu không ngừng liếm vào lòng bàn tay mình. Màn thầu ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn hết nửa cái bánh, Cao Chí Kiên nhắm mắt lại, vùi đầu vào bộ lông mềm mại của chú chó, không ngừng quệt qua quệt lại, hắn rất thích chó, chó còn tốt hơn người, Cao Chí Kiên thậm chí còn nghĩ rằng muốn Lý Sư Đệ tặng cho hắn con chó này. Sau khi xoa xoa một lúc, hắn mở mắt ra, cẩn thận lấy cuốn sách bình pháp từ trong ngực ra, đọc một cách kỹ lưỡng. Hắn không biết tại sao mình có thể đọc đi đọc lại mà không biết chán. Rõ ràng hắn không hiểu quá rõ nội dung trong cuốn sách này, nhưng luôn cảm thấy trong cuốn sách này có một cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc. Cầu Oa ở đằng xa nhìn Cao Chí Kiên đang ôm ấp màn thầu, bất lực lắc đầu nói, hai, tên ngốc này thật đúng là không hiểu biết, có phụ nữ không chơi lại cứ chơi với chó. Cầu Oa, ta khuyên ngươi nên an phận chút đi, nếu ngươi thô bạo với những người phụ nữ đó, Lý Sư Huynh bây giờ không có thời gian nói chuyện với ngươi, nhưng tiểu mãn nhất định sẽ cho ngươi một kiếm, tiễn ngươi về Tây Thiên. Triệu Ngũ ôm một cái bàn tính cũ rích, đang kiểm kê vật tư, mở miệng khuyên, nghe người nói kìa, không theo ta thì thôi lại còn mỉa mai ta, cẩu oa ta muốn lấy vợ còn cần phải thô bạo sao, đối phó với nữ nhân ấy mà, ta thành thạo dữ lắm, ngươi ngồi yên xem là được, trước khi đến lương quốc, ta nhất định sẽ câu được một người, muốn cược gì không, được rồi, được rồi, ngươi lợi hại được chưa, mau chóng đi dụ dỗ người ta đi, đừng làm phiền ta, ta còn phải tính toán sổ sách đây, nếu không bố trí ổn thỏa, sắp tới ngươi chỉ có thể uống gió ăn xương thôi. Cầu Oa lấy tay gãi gãi nốt lang ben trên mặt, hắn nhìn Triệu Ngũ với bờ vai bên cao bên thấp, vẫn chưa từ bỏ ý định mà khuyên hắn, ngươi thật sự không định đi cùng ta, người như chúng ta, phải hiểu được giá trị bản thân, nếu không nắm chắc, ngươi phải dệt lưu manh cả đời là cái chắc. Triệu Ngũ thực sự thấy hắn hơi phiền phức, Lý Sư huynh bị thương thành ra như thế rồi, giờ ngươi còn có thời gian nói chuyện này sao? Tay hắn bị chặt đất còn có thể mọc lại, lo lắng cái gì? Các ngươi đúng là lo vào trắng răng, đi chung một đường đến đây ta cũng hiểu rõ rồi, Lý Sư huynh chính là một người, cổ oa bật ngón tay cái đừng lo lắng dù diêm vương có đích thân tới tìm hắn hắn cũng vẫn bình an vô sự ánh mắt triệu ngũ hiện lên một tia lo lắng ngẫm lại tất cả những gì hắn đã thấy trong thời gian này hình như lý sư huynh luôn mang một bộ dạng không vấn đề gì bạn đang xem tiên đạo quỷ dị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim mọi người ai cũng có khuyết điểm nhưng chỉ có lý sư huynh là không nhìn thấy khuyết điểm gì cũng được coi là người xuất sắc nhất người lo lắng cái gì lý sư huynh giờ cũng được coi là một nửa tiên nhân rồi sẽ có rất nhiều phép thần thông, mà dù có rắc rối thật thì chúng ta có giúp được gì không? Triệu ngũ, không phải vừa nãy ta đã nói rồi sao? Con người ấy mà, phải biết tự lượng sức mình, ta biết ta chẳng có bản lĩnh gì, nên chẳng sức đâu lo tới việc này. Sao ngươi lại không có chút trí khí gì vậy? Thôi đi, làm như ngươi có trí khí lắm đấy, ngoại trừ lý sư huynh, người có trí khí từ lâu đã bị lại từ đầu giết chết trong hang động đó rồi. Vẻ mặt cầu oa đầy vẻ khinh thường, tiếng bàn tính đang gõ đột nhiên dừng lại, triệu ngũ ngập ngừng nói, cậu oa, ngươi nói xem, mấy phép thần thông của lý sư huynh ấy liệu có thể truyền dạy cho chúng ta được không ngay khi triệu ngũ nói câu này cầu oa lập tức ôm bụng nhấc chân bỏ đi ai ra ai ra sao bụng ta lại đau dữ vậy trời ta phải đi đây nói chuyện với ngươi sao hắn đã nhìn ra từ lâu mấy phép thần thông của lý sư huynh không phải tự nhiên mà có xuân tiểu mãn chỉ mới dùng một lúc đã bay mất một cánh tay quá đáng sợ hơn nữa không chừng lý sư huynh càng ngày càng điên cuồng có khi là vì những phép thần thông này hắn không muốn rơi vào kết cục như vậy chút nào đâu tốc độ xe bò chậm hơn xe ngựa nhưng sức kéo lại nhiều hơn xe ngựa, và lại ở thanh khâu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thức ăn cho bò, ở đâu cũng có. Sau khi rời khỏi hậu thục, nhóm người Lý Hỏa Vượng đi lại rất suôn sẻ, không gặp phải bất kỳ tai họa hay đám thổ phỉ nào. Hơn nữa, vết thương của Lý Hỏa Vượng đã dần có chuyển biến tốt lên, vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ hơn trông thấy. Bên cạnh bánh xe lan, Lý Hỏa Vượng chống nặng, khập khiễng đi lui đi tới, màn thầu lắc đầu vẫy đuôi, chạy tới chạy lui bên cạnh hắn. Lý sư huynh, hay là ngươi quay trở lại xe bò nằm nghỉ ngơi đi, vết thương vẫn chưa lành hẳn. Bạch Linh Miểu đứng bên cạnh, lo lắng nói, tóc vừa mới mọc trên đầu của Lý Hỏa Vượng theo nhịp lắc đầu của hắn mà hơi lắc lư, ta nằm trên xe đến tê liệt trên tay rồi, đi lại một chút cũng tốt, hơn nữa, hiện tại ta đang hồi phục tốt, ít nhất màn thầu đã nhận ra ta, Lý Hỏa Vượng vẫn còn nhớ sau khi hắn bước xuống xe, màn thầu đã sụa in ỏi vào mặt hắn, nhưng cũng không trách nó được, dù sao lúc đó dáng vẻ của hắn thật sự rất đáng sợ, cũng may hiện tại nó có thể nhận ra, bây giờ những thứ khác thì không nói, ít nhất ra thì toàn thân đều đã mọc hoàn toàn đại thiên lục cũng được chôn ở trên lưng hắn như ý muốn lý sư huynh bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc sau buổi trưa đi thêm hai canh giờ nữa sẽ đến được nữ nhân sơn tôn bảo lộc là người bản địa lúc nói chuyện với lý hỏa vượng trên mặt hắn lúc nào cũng nở nụ cười kể từ khi đến thanh khâu một người vẫn luôn trầm mặc ít nói như hắn cũng bắt đầu nói nhiều hơn lão tôn người thật sự trở về sao sao không đi cùng bọn ta sau này sẽ không bị người ta lừa gạt nữa nghe được lời nói của triệu ngũ tôn bảo lộc cười lắc đầu không ở đó có người đang ngóng chờ ta ta phải về nhà lúc nói những lời này ánh mắt hắn lấp lánh như vì sao lý Hỏa vượng nâng chiếc nạn trong tay lên chỉ về phía con suối phía xa đi thôi chúng ta qua đó nhóm lửa ở thanh khâu không dễ kiếm củi vì không có nhiều cây cối nhưng sau khi đào mấy bụi cây chết cuối cùng lửa cũng được nhóm lên người thì đi lấy nước người thì đi hái rau rừng những người khác liên tục tạo ra những âm thanh khác nhau chỉ có lý hỏa vượng ngồi xếp bằng trên một chân lại hoàn toàn cách biệt với những âm thanh này chìm sâu vào thế giới của riêng mình hắn ngẩng đầu nhìn lên nhìn bành long đằng đang chắn nắng trước mặt thật lâu sau cái bóng này vẫn còn ở đó điều duy nhất có thể yên tâm là nàng ta chỉ đứng ở đó không làm gì cả bành long đằng cả người mặc áo giáp nặng nề uy phong lừng lẫy dáng người hắn thực sự rất cao ngay cả khi không có đầu hắn vẫn cao hơn nhiều so với lý hỏa vượng lý hỏa vượng nhầm tính có lẽ khi còn sống nàng ta ít nhất cũng cao 2 mét một vài tiếng động đặc biệt lọt vào tai hắn nhưng lý hỏa vượng không quay đầu lại nhìn bởi vì đó là âm thanh nội tạng của kim sơn hoa bị kéo lê trên cỏ tại sao hai người họ lại biến thành ảo giác mà đi theo ta câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu lý hòa vượng không biết bao nhiêu lần nhưng nó đã định sẽ không có câu trả lời không chỉ hai người họ cả khương anh tử trước kia và hòa thượng đều không có trả lời lẽ nào đây đều là năng lực của tâm tố chẳng lẽ tâm tố có thể điều khiển những người bị hắn giết sao một phỏng đoán mới lại xuất hiện trong đầu lý hòa vượng phải làm sao ta mới có thể điều khiển họ biến mất nhưng không đúng ta không hề giết hòa thượng nói không chừng hắn vẫn đang sống yên ổn ở chính đức tự căn bản vẫn chưa chết nhưng nếu sự xuất hiện của họ không phải là năng lực của tâm tố vậy thì nguyên do có thể là gì chẳng lẽ ta thực sự bị bệnh tâm thần lý hỏa vượng có chút mù mịt chợt cảm thấy cơ thể hơi ngứa ngáy hắn giơ tay phải màng trắng màng đỏ lên luồn tay vào trong bộ đồ mới gãi gãi màn thầu ở bên cạnh thấy động tác của đối phương thì nhanh chóng chạy lại vội vã ngồi chồm hồm trước mặt hắn không ngừng vẫy đuôi xoẹt Sợ xoẹt một màng lớn da chết trái đen được gãi ra ném về phía bành long đằng ở đằng xa gâu 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 màn thầu hưng phấn xông vào trong cơ thể bành long đằng dùng lưỡi cuộn lại lớp da chết mà gặm nhấm sung sướng sau khi ăn xong Màn Thầu lại vẫy đuôi và chui qua đáy quần của Bành Long Đằng, lại ngoan ngoãn ngồi chuồng hổm trước mặt Lý Hòa Vượng. Lý Hòa Vượng biết Màn Thầu thích ăn thứ này, trước đây tất cả da chết của hắn đều chui tọt vào dạ dày của chú chó, bao gồm cả cái chân bị vãi Hắn vươn tay vỗ liên tục vào đầu chú chó như vỗ vào lớp đệm trên xe lăn, ánh mắt hơi giật mình mà thẫn thờ nhìn Bành Long Đằng ở đằng xa. Thật lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, tự nhủ, không sao, ít nhất hai người này không nói được, như vậy sẽ không phiền phức như hòa thượng. Đạo sĩ, ta phiền lắm sao? Ta không phiền mà đúng không? rõ ràng ta đâu làm gì lý hỏa vượng cười một cái tự diễu không lên tiếng tự an ủi chính mình cũng chỉ là tự an ủi so với ba cái ảo giác này hắn càng sợ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đó lỡ như sau này những ảo giác như vậy xuất hiện ngày càng nhiều thì sao lỡ như cuối cùng nó lại trở thành một đan dương tử như hồi đó thì sao nghĩ đến tất cả nỗi kinh hãi mà trước đây đan dương tử từ từng để lại trên cơ thể của chính hắn hàng trăm những ảo giác đó lý hỏa vượng đột nhiên dùng mình một cái ta phải tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây sau đó giải quyết tận gốc chúng nếu ta thực sự rơi vào kết cục giống như đan dương từ hồi đó ta chắc chắn sẽ phát điên lên mất nghĩ đến đây tất cả những điều này khiến lý hỏa vượng càng cảm thấy cấp thiết trước những thân phận tâm tố mà hắn phải giải quyết bảo lộc giọng nói của lý hỏa vượng khiến đôi tay vốn đang cụp xuống của màn thầu lại dựng đứng lên nó quay đầu lại nhìn tôn bảo lộc ở đằng xa đang chạy đến hai móng vuốt của nó dịch về phía trước vài bước đặt đầu của mình dựa vào chân lý hỏa vượng cái mũi đen chung lên lý sư huynh người gọi ta sao lý hỏa vượng nhìn lên nhìn xuống đánh giá người thanh niên trước mặt hắn vẫn mang một dáng vẻ như lúc bước ra khỏi thanh phong quán, không hề thay đổi, trên người vẫn quấn chặt những y phục. Trên thực tế, suốt chặng đường đi, hắn vẫn luôn rất khiêm tốn, đến mức có lúc Lý Hỏa Vượng thậm chí còn quên mất sự tồn tại của người này. Người rất quen thuộc với thanh khâu sao, nghe câu hỏi của Lý Hỏa Vượng, tôn bảo lộc gật gật đầu, có thể nói ta biết hết tất cả, biết tất cả về nó. Lý Hỏa Vượng thực sự có hơi ngạc nhiên, giống như những sư huynh đệ khác, họ chưa bao giờ nghe nói về điều này. Hầu hết mọi người trên thế giới này, trừ khi có hoàn cảnh đặc biệt, nếu không về cơ bản từ khi sinh ra cho đến khi chết, họ chỉ hoàn thành sinh mệnh của mình trong vùng đất khoảng 20 dặm. Tôn Bảo Lộc nói hắn hiểu về tất cả, điều này thực sự khiến hắn nghi ngờ liệu có phải hắn đang khoác lác hay không. Lý Sư Huynh, người dân ở Thanh Khâu này khác với những vùng khác, về cơ bản là đi theo cây cỏ, nơi nào cây cỏ phì nhiêu, bọn ta sẽ đi đến đó, từ ông nội đến cha ta, cả đời bọn ta cơ bản đều xoay quanh mảnh đất Thanh Khâu này. Nghe vậy, Lý Hỏa Vượng lập tức hiểu ra, ồ, hoa ra là du mục, nhìn thấy đồng cỏ rộng lớn, Lý Hỏa Vượng cũng có thể đoán được điều này, gần núi dựa núi gần thủy dựa thủy gần cỏ tất nhiên phải dựa vào cỏ để kiếm sống hôm nay trời nắng nóng như vậy tại sao không cởi bớt đồ ra thầy đối phương chỉ đứng đó mỉm cười lý hỏa vượng cũng không miễn cưỡng nữa được rồi nói chuyện chính đối với các ngươi nơi này có cao nhân nào không một sự tồn tại như đan dương tử chẳng hạn nghe được lời này trên gương mà tôn bảo lộc hiện lên vẻ mê mang, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại ta cũng không biết tên lạt ma la giáo kia có tính hay không dù sao cha của ta và ông của ta đều rất kính trọng bọn họ nói bọn họ có năng lực thông thần câu quỷ ta chỉ nghe nói như vậy nhưng chưa từng thấy qua từ nhỏ tới lớn ta chỉ gặp hai lần bọn họ đi khất thực sau đó cha ta chiêu đãi bọn họ hết mình dựa theo những gì tôn bảo lộc giải thích lý hòa vượng biết được sáng vẻ cơ bản của đám người gọi là lạt ma la giáo kia dựa theo miêu tả của hắn thì toàn bộ việc ma chay hiếu hủy ở thanh khâu này đều cần bọn họ chủ trì hơn nữa bọn họ cũng không khác gì người bình thường không cần kiêng ăn thịt uống rượu ngoài ra những vị lạt ma này còn nói bởi vì có trường sinh thiên bọn họ bảo vệ vậy nên toàn bộ thanh khâu mới không có tà ma không có tả ma, thật sự là không có sao. Lý Hỏa Vượng ngạc nhiên quét mắt nhìn xung quanh, nơi này lại khác biệt những chỗ khác vậy sao? Ừm, ít nhất là ta chưa từng nhìn thấy, những người khác cũng không hề nhìn thấy. Tôn Bảo Lộc khẳng định chắc nịch với Lý Hỏa Vượng, không có tả ma. Liệu mình có nên tiếp xúc với các lạt ma kia một lần hay không? Có lẽ có thể hỏi thông tin liên quan tới tâm tố. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi thì Lý Hỏa Vượng đã vứt bỏ suy nghĩ này đi. Hiện giờ bản thân hắn nếu tùy tiện tiếp xúc với những thế lực khác thì quá mức nguy hiểm. Dù trên mặt hắn có đeo mặt nạ tiền đồng, nhưng nhỡ đâu để bọn họ nhận ra bản thân đang tâm tố thì rất phiền phức sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy ngoại trừ an từ am ra thì không có bất kỳ thế lực nào tốt lành cả qua thanh khâu là sẽ tới lương quốc hiện giờ việc bình yên tới lương quốc quan trọng hơn tất cả mọi việc không thể mang theo đám người này theo chờ sau khi đưa đám người này tới nơi có lẽ ta sẽ tự mình tìm kiếm rất nhanh sau đó lý hỏa vượng thầm hạ quyết tâm tới đây người nói tất cả thông tin về lạt ma la giáo cho ta biết thanh danh của bọn họ ở chỗ các người như nào hả tạm được tối thiểu thì mấy lần ta gặp được bọn họ cũng đều ổn sau đó lý hỏa vượng cẩn thận hỏi hết toàn bộ thông tin ít ỏi về lạt ma la giáo ở trong đầu tôn bảo lộc lý sư huynh này ăn đi một bát mì chay được đặt trước mặt lý hỏa vượng bên trên mặt bát mì còn có một ít rễ cây hình tròn màu trắng lớn bằng đầu ngón tay đây là gì vậy lý hỏa vượng cầm đũa gặp một miếng lên hỏi không biết tôn sư huynh nói loại rau dại này ăn được hắn nói lúc nhỏ hắn thường xuyên tìm được thứ này từ trong cỏ dùng để ăn vặt nó gọi là dã tinh đầu lý hỏa vượng nhét dã tinh đầu vào trong miệng nhẹ nhàng cắn nát phát hiện vị khá giống khoai tây bị đắng ăn cũng tạm được lúc này man đầu đang nằm trên người lý hỏa vượng lỗ tai đột ngột dựng thẳng đứng lên xông thẳng về phía bãi cỏ phía xa xa sao man đầu lại chạy vậy có cần đuổi theo xem tình hình hay không cứ để nó chơi thoải mái đi bình thường toàn phải đi đường hiếm khi có thời gian rảnh rỗi như vậy man đầu rất thông minh biết khi nào sẽ phải đi nó sẽ chạy về thôi lý hỏa vượng nói xong thì tiếp tục ăn bạch linh miểu ngồi trồm hồm ở bên cạnh ngắm nhìn hắn không cần quá nhiều thời gian thì chén mì dã tinh đầu đã chui hết vào trong bụng lý hỏa vượng sau đó hắn bảo bạch linh miểu lấy thêm cho hắn một bát không biết có phải là vì da ở trên ngươi đang dần khôi phục hay không hiện giờ sức ăn của lý hỏa vượng không hề thua kém cao trí kiên lẫn bạch linh miểu bạch linh miểu rỗi tay phải ra nhẹ nhàng phủi bụi đất trên người lý hỏa vượng nói với vẻ ngóng trông lý sư huynh sau khi qua thanh khâu là rất nhanh sẽ tới được lương quốc rồi đợi khi tới dưới chân núi ngưu đầu quay về tới thôn chúng ta vậy thì chúng ta có thể định cư lại đó chúng ta có thể dùng bạc mua vài mẫu ruộng ngươi dùng cho kéo xe cày ruộng ta ở nhà mua tầm dệt vải chờ khi tích lũy đủ tiền xây nhà chúng ta có thể tách nhà với cha mẹ ta rồi nam cái nữ rể sao người muốn sống như vậy suốt đời hả lý hỏa vượng hút sợi mì vào trong miệng hỏi nghe đối phương hỏi như vậy trong giọng nói của bạch linh miều lập tức có thêm vài phần dè dặt lý sư huynh người không muốn cày ruộng hả không sao người không muốn cày ruộng cũng không có vấn đề gì chúng ta có chồng mà ta làm gì cũng được nhưng có một tiền đề chính là ta phải chữa trị khỏi căn bệnh của mình đã lý hỏa vượng vừa mới nói xong bạch linh miều đã tóm lấy tay của hắn lý sư huynh không sao đâu mà như này đã là rất tốt rồi ta không quan tâm đâu những lúc người phát bệnh Ta có thể ở bên cạnh chăm sóc ngươi." Lý Hỏa Vượng nhớ tới việc trước đây Bạch Linh Miểu bị mình đánh sưng mặt, hắn kiên định lắc đầu, "Không được, nhất định phải trị khỏi căn bệnh này, bằng không thì hắn không dám để cho bản thân mình ở bên cạnh Bạch Linh Miểu, bản thân hắn sẽ chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ cả, lúc nào cũng có thể làm ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận suốt đời, dù trong ảo giác có dương na và mẹ, thế nhưng giả trung quy vẫn là giả, không thể trở thành thật được, bản thân hắn nên sớm từ bỏ. Lý sư huynh, ta cầu xin ngươi đó, hiện giờ đã rất tốt rồi." Chẳng phải ngươi đã nói với ta là ngay cả một người lợi hại như sư thái cũng không tìm được cách nào hay sao? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.